Nhật lệ xin mến chào quý thính giả đã đến với kênh Radio Hay. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ ánh sáng của tình yêu là ánh sáng soi rõ nhất bởi trong đêm tối, ánh sáng ấy vẫn có thể soi đường để những con người yêu nhau đến với nhau. Trong câu chuyện mà Nhật lệ gửi tới quý vị và các bạn hôm nay có một nhân vật chính là một anh chàng từ nhỏ đã mang một thân phận bất hạnh, mồ côi. Khi trưởng thành, lại thêm một đối đau của một mối tình lỡ dở khiến cho anh trở thành một con người bất cần đời nhưng rồi một chuyện tình cờ xảy đến cuộc đời anh đã bước sang một ngã rẽ khác câu chuyện có rất nhiều những tình tiết hấp dẫn đầy hoài niệm và cũng không kém vần gay cấn ngay bây giờ chúng ta cùng nhau theo dõi câu chuyện chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ và đừng quên đăng ký kênh để liên tục nhận được những câu chuyện hay và hấp dẫn của kênh quý vị và các bạn nhé cả cái xóm nghèo ngày hôm nay rộn ràng hẳn lên bởi cái thông tin nhà ông kiên vừa bán được một mảnh đất với giá rất hời ở cái xứ mà chó ăn đá gà ăn sỏi như thế này thì việc bán đất tưởng chừng là không thể bởi vì nơi đây nhà nào cũng chỉ quanh năm cắm mặt vào vài ba xào ruộng nhưng mà cũng chẳng đủ ăn đất đai thì nhiều là thế nhưng mà sức người có hạn rồi thì năm trồng được thì mất giá mà những năm được giá thì lại mất mùa thành ra quanh năm ở cái xứ này cũng chỉ toàn là những hộ gia đình cứ nghèo đói mãi cứ tưởng đất đai bỏ hoang ra đấy chẳng ai thèm lấy ấy thế mà đùng một ngày có một người đàn ông trông có vẻ giàu có từ thành phố đi xuống nơi đây mà hỏi mua cái miếng đất bỏ hoang cạnh bên nhà ông kiên cứ tưởng người ta hỏi mua cho vui nên ông kiên cũng hô một cái giá mà theo ông ta là cái giá ở trên trời ấy thế mà người đàn ông chẳng một chút suy nghĩ mà đồng ý ngay với mức giá ấy khiến cho ông Kiên cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Và rồi cái tin tức ấy ban đầu người ta cứ nghĩ là do ông Kiên nói khoác. Thế nhưng mà bây giờ người đàn ông kia đã cho người đổ vật liệu xây dựng để chuẩn bị cất nhà thì lúc này mọi người mới bàn tán xôn xao về cái chuyện mà trước nay chưa từng có ở cái xóm này. Qua mọi người tìm hiểu thì người đàn ông mua đất cho ông Kiên là ông Tùng sở dĩ người ta biết đến tên của ông ấy cũng là vì trên tờ giấy mua bán đất đai điền cái tên ấy mà thôi còn về việc ông ta làm nghề gì ở đâu thì cũng chẳng một ai biết chỉ biết là từ ngày ông tùng quyết định xây nhà ở nơi đây thì người dân ở trong xóm này có thêm công ăn việc làm đó là phụ hồ và làm thợ xây nếu gọi là nhà thì cũng không đúng bởi đây đúng ra là căn biệt thự nhìn vật liệu xây dựng ngổn ngang chất đống thì cũng đủ biết là cái công trình này phải rất là lâu mới có thể xây xong. Từ cái ngày ấy, trong câu chuyện tán gẫu của mọi người thì chủ đề về ngôi biệt thự của ông Tùng luôn là chuyện được người ta đưa ra để bàn tán. Nhiều người cứ thắc mắc không biết ông ta làm nghề gì mà lại giàu có đến cỡ đấy, cũng có người chẳng bận tâm mà chỉ cần biết rằng có cái căn nhà này thì ra bọn họ cũng có việc làm và tiền lương ông Tùng trả cho thợ xây còn khá hơn là cứ chăm chăm vào vài ba xào ruộng. Cũng có người thì cứ suýt xoa trầm trồ trước sự giàu có và xa hoa của ông Tùng. Đàn ông trong cái xóm nhỏ này cứ rủ nhau mà đăng ký xây biệt thự cho ông Tùng. Người nào có tay nghề thợ xây thì mức lương cũng khá. Là một tháng thôi cũng bằng thu hoạch cả một vụ mùa. Người nào mà không biết xây thì nhận vào chân bốc vác, phụ hồ thì cũng có tiền mà trang trải ăn học cho con cái cũng chính vì cái mức lương hậu hĩnh ấy mà đàn ông trong xóm mà kể cả đàn bà cũng vậy đều chủ động tìm đến để xin việc làm trong số người ở xóm này cũng có tuấn tuấn thì sống một mình ở căn nhà xây tạm nơi cuối xóm mà chỗ ở của tuấn cũng không cách mảnh đất mà ông tùng mua bao xa thế nên nhóm đàn ông trong xóm cứ rủ dê tuấn qua đó để đi xây kiếm thêm chút tiền ấy thế mà tuấn cứ như người trên trời anh ta cũng chẳng mang đến chuyện tiền bạc gì cả suốt ngày anh ta cứ thơ thần mà nằm dài trên bãi cỏ thả hồn mình lơ lửng theo những á mây trên trời không phải mới đây tuấn mới vậy mà cũng từ khá lâu rồi mọi người trong xóm đều thấy anh ta như thế nhiều người cứ nghĩ tuấn là kẻ không bình thường thế nên cũng chẳng bận tâm đến những hành động vô tri của anh ta cũng có nhiều người cảm thấy ngứa mắt mà lời ra tiếng vào chê bai tuấn là một kẻ điên cũng có người ác miệng lại bảo rằng tuấn là người trời khi mà sống chẳng mang tới miếng ăn mà cũng chẳng bận tâm đến chuyện kiếm tiền tuấn đi mặc kệ anh chẳng bận tâm đến những lời bàn tán hay những lời độc địa của những người xung quanh chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ những nội tâm trong cuộc sống của tuấn mà thôi cuộc đời anh là cả một chuỗi dài vô vị khi mà từ ngày còn nhỏ anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà thực ra nói mồ côi cũng chẳng đúng chỉ là anh không biết bố mẹ mình là ai Tuấn thì nhớ anh lớn lên cùng bà ngoại, bố mẹ của anh. Anh chỉ được biết đến qua từng lời kể của bà. Trong những lời bà ngoại kể thì bố mẹ anh đi làm ăn xa. Xa gì tới nỗi mà đến tận bây giờ khi anh đã hơn 25 tuổi rồi vẫn chẳng thấy bố mẹ anh đâu. Tuổi thơ cơ cực của anh lớn lên cùng bà ngoại. Bà thì cũng già rồi, mà ngày đó Tuấn còn nhỏ cũng chẳng biết làm gì ra tiền. Hai bà cháu cứ lay lát sống qua ngày, bởi những con cua con tép bà bắt được và những nắm rau mọc èo uột ở trong vườn tuấn được đi học nhờ sự hỗ trợ của chính quyền xã thành ra anh mới biết đến cái chữ thế rồi bà ngoại cũng bỏ anh mà đi bởi cuộc sống là vô thường tuổi già đâu có chờ đợi được anh đủ lớn từ ngày bà mất cuộc sống của tuấn như là chuỗi ngày vô vị thế rồi người con gái tên lam xuất hiện cô là cô gái nhỏ cùng bố mẹ truyền về đây sinh sống ở cái vùng đất nghèo nàn này, Tuấn và Lam làm bạn với nhau từ hồi Lam mới chuyển về đây, khi ấy cũng tầm hơn 10 tuổi, và rồi cuộc sống của hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau trong những sự vui buồn, hờn giận, rồi tình yêu dần nảy nở giữa cả hai, khi mà đã học xong cấp 3, cả Tuấn và Lam đã hẹn với nhau về một cuộc sống có nhau sau này. Thế nhưng mà cuộc đời chẳng bao giờ thuận lợi, nhất là mình mong muốn việc tuấn quen lam bị bố mẹ của lam phản đối kịch liệt sở dĩ là vì tuấn cũng không có gì trong tay có chăng chỉ là một căn nhà tạm bợ nơi cuối xóm cũng là của bà ngoại để lại tứ cố vô thân lại thêm mới học xong chẳng có việc làm một cuộc sống như thế chẳng dễ dàng gì để có được một hạnh phúc trọn vẹn thế nên sau bao nhiêu cấm cản của bố mẹ sau bao nhiêu lần đấu tranh tư tưởng cuối cùng thì Lam cũng quyết định nghe lời bố mẹ mà rũ bỏ Tuấn để đến với một người đàn ông giàu có khác. Cũng mới đây thôi đám cưới của Lam diễn ra, cô lấy một người đàn ông ở tỉnh bên, nghe đâu là giàu có lắm. Ngày cưới của Lam, Tuấn cứ đứng một mình trong góc, lén nhìn xác pháo bay lả tả trong gió, như nỗi buồn man mác của chính lòng anh. Anh hổ thẹn chỉ dám đứng ở trong góc nhìn nụ cười hạnh phúc của Lam rồi lại tự mình tủi hổ bởi sự tranh lệch của chính mình với người đàn ông kia mất đi người yêu mất đi người mà cứ ngỡ rằng sẽ là cả cuộc đời của mình khiến cho tuấn trở nên hụt hẫng và chơi vơi trong suốt hai năm đổ lại đây tuấn cứ thơ thẩn như người trên trời cũng chẳng mang đến bất cứ một việc gì cả có những lúc tuấn điên cuồng với khát khao phải kiếm tiền bằng được để rồi sau những cái quần quật cật lực kiếm lấy từng đồng tiền anh đã nhận ra rằng bản thân anh bây giờ kiếm tiền cũng chẳng để làm gì hết tuấn mơ màng thả hồn mình vào những phiêu diêu của quá khứ anh chẳng buồn làm gì hay có một ước mơ gì cho tương lai cuộc sống của tuấn bây giờ cứ vật vờ vô hình cứ như là một kẻ điên thế nên cho dù có bao nhiêu đổi thay ở trong cái xóm nhỏ này thì anh cũng chẳng bận tâm cho dù cái việc xây biệt thự của ông tùng hàng ngày với tiếng ồn ào của gạch đá tiếng xẻng xúc tiếng những người thợ xây trò chuyện dâm gian cũng chẳng khiến cho tuấn cảm thấy bị sao động bởi cuộc sống vốn dĩ của anh là cô độc một mình cũng phải mất một thời gian khá dài gần một năm mới có thể hoàn thiện lên căn biệt thự nguy nga ấy mọi người ở trong cái xóm này đều lấy làm vui bởi sự xuất hiện của căn biệt thự này đó không chỉ là sự nổi bật của cái xóm nghèo nơi đây bởi xung quanh đây chỉ là những căn nhà lụp sụp và tạm bỡ mà quan trọng hơn hết đó còn là nơi tạo cho những người ở nơi này có công ăn việc làm chỉ có một điều ai cũng thắc mắc cái người đàn ông là chủ của căn biệt thự này bỏ hàng đống tiền để xây lên cơ ngơ như thế ấy vậy mà tới nay vẫn bỏ không chưa thấy ai vào ở mà ngay cả ông ấy cũng chưa xuất hiện một vài người ở xung quanh đây được ông ấy thuê về để quyết dọn làm vài ba việc trông coi ở nơi đây với mức lương rất khá. Ban đầu thì người ta cũng thắc mắc bởi sự kỳ lạ của ông ta. Thế nhưng rồi thôi, tất cả cũng chẳng khiến cho người đòi bận tâm nhiều, mà chỉ để người ta suýt xoa về sự giàu sang của người đàn ông này. Mãi cho đến hôm nay, người ta mới thấy một chiếc xe hơi đen ngòm, đang lù lù chậm chậm mà đi vào ngã rẽ, nơi có căn biệt thự của ông Tùng. Chiếc xe dừng lại trước cửa, sau khi cánh cửa được mở ra, thì người lái xe cho xe chậm chậm tiến vào. Đây cũng là lần đầu tiên ông Tùng xuất hiện trong chính căn nhà của mình. Có một điều đặc biệt, đó chính là đi theo sau ông, là sự xuất hiện của một người phụ nữ còn khá trẻ tuổi. Nhưng trên người toát lên đầy sự sang trọng và quý phái. Tất cả mọi người đều nghe tiếng ông Tùng đã lâu, nhưng nay mới được diện kiến. Ông Tùng khá lớn tuổi, với phong thái đĩnh đạc và uy nghi của một kẻ lắm tiền dù rằng ông ta rất kiệm lời nhưng với ánh mắt sáng quắc mỗi lần quét qua đâu đều khiến cho mọi người khiếp sợ nên khi thấy ông ta mọi người đều cúi rạp xuống chào cô gái đi theo sau ông ta trông khá hiền lành cô ấy chẳng mở lời mà chỉ gật đầu chào nhẹ mọi người xong rồi lại lủi thủi đi vào trong nhà nhìn cái dáng vẻ của cô ấy cũng có thể biết được là cô ấy đang không thoải mái bởi từng bước chân của cô ấy Trông thấy rõ sự nặng nề mệt mỏi Những người được thuê về ở nơi này Tất cả đều là được ông Tùng chọn lựa Trông qua thì họ thường có đặc điểm chung là rất nghèo Không vướng bận gia đình Và đặc biệt là ít học hành Những người được thuê về ở đây Cũng chẳng thể biết được lý do vì sao Mình được thuê mà chỉ xem như đó là sự may mắn Mà mình được ban phát Thêm vào đó Mấy người làm ở đây cũng học hành chẳng đâu vào đâu nên họ cũng chẳng bận tâm những chuyện đang diễn ra mà chỉ răm rắp làm theo những yêu cầu từ ông chủ mong nhận được mức lương hậu hĩnh. Cô gái trẻ kia ở trong căn biệt thự nhưng mà thực chất là bị giam lỏng trong phòng. Cô Thoan nấu bếp được giao nhiệm vụ ngày ba bữa nấu cơm mang lên phòng. Những người trong nhà này cũng chẳng ai được phép nói chuyện với cô ấy bởi đó là mệnh lệnh của ông Tùng. Thi thoảng Người ta bắt gặp ánh mắt đượm buồn của cô ấy qua ô cửa sổ Nhưng cũng bởi vì những đồng tiền lương được hứa hẹn Nên cũng chẳng ai dám làm quá vận của mình Được khoảng một tuần thì ông Tùng lại về nơi này Nhưng lần này ông không ở lại Mà chỉ tạt ngang qua để dẫn cô gái kia đi Mọi người ít nhiều trong lòng cũng dấy lên những điều thắc mắc rằng Tại sao cô gái ấy đến rồi đi một cách chớp nhoáng như vậy Mà ở nơi đây cũng chẳng khác nào bị cầm tù nhưng rồi trước ánh mắt sắc lẹm đầy hung tợn của ông tùng thì tất cả mọi sự thắc mắc của mọi người đều bị gạt qua một bên chỉ biết rằng sau cái lần ấy thì tuyệt nhiên không một ai thấy sự xuất hiện của cô gái ấy nữa sau đó còn rất nhiều cô gái khác cũng được đưa tới đây và lần nào cũng vậy bọn họ đều bị giao lỏng như cô gái kia và chỉ một thời gian ngắn sau đó bọn họ đều bị đưa đi và không bao giờ thấy quay lại ở đây nữa tất cả những điều này đều trở thành dấu chấm hỏi trong lòng những người ở nơi đây mà chẳng có tìm được một lời giải đáp sau dần người ta cũng chỉ phong hanh kháo nhau rằng đó chỉ là những cô nhân tình đến rồi đi một cách chớp nhoáng của ông tùng mà thôi trong sáng nay ông tùng cũng vội vàng mà về nơi đây từ sớm để dẫn cô gái đang ở trong căn biệt thự kia đi bởi sáng nay ông ta có cuộc hẹn đột xuất khi chiếc xe đang sóc này cố băng qua con đường đất đầy sỏi đá thì bóng ông Tùng bị hững người ra phía trước bởi tài xế đang phanh khắp ông Tùng cáo bẩn mà cào nhào lái xe kiểu gì đấy người tài xế có phần sợ hãi mà lắp bắp tôi xin lỗi thưa ông chủ hình như tôi vừa đụng trúng người rồi trong màn sương mờ mờ của bầu trời chưa kịp hửng sáng ông Tùng cùng người tài xế bước xuống xe và xem người nào đang nằm trước bánh xe của ông ta là ai. Trời mờ dương nên chẳng thể nào làm cho ông Tùng có thể nhìn rõ. Ông ta cố gắng cúi xuống thật gần thì thấy đó là một gã thanh niên người ngậm, gầy trơ, có vẻ ốm đói, không thấy máu chảy ra mà chỉ là gã thanh niên này đang nằm ngất lịm đi mà thôi. Ông Tùng nhìn trong thoáng chốc rồi đoán chừng có lẽ là anh ta bị ngất đi vì hoảng sợ mà thôi ông tùng luôn ngại sự can thiệp của công an nên ông ta nhanh chóng mà yêu cầu tài xế đưa gã thanh niên đang nằm trèo queo dưới đất lên xe của ông ta mà đưa về biệt thự xe về đến nơi thì cũng vừa lúc trời hưởng sáng ông tùng bước ra xe mà kêu thằng dòm chạy lại mà lên phòng bảo cô kia xuống đây cho ông thằng dòm lật đật vâng dạ mà đi ngay chuyện này trước giờ nó cũng làm không ít lần nên nó thành thạo lắm. Nói về thằng Giòm thì nó nay mới 15 tuổi thôi. Nó là trẻ mồ côi sống le lắt, cứ đi xin cơm từng nhà. Cũng chẳng hiểu ông Tùng chọn nó vào làm chân chạy vặt trong nhà. Nhưng cũng nhờ vậy mà nó có miếng cơm tử tế và có một cái chỗ mà ngủ hàng đêm. Chính vì điều này mà thằng Giòm biết ơn ông Tùng lắm. Nên ông nói gì nó cũng răm rắp nghe theo. Khi thằng giòm vừa chạy đi thì cũng vừa lúc gã thanh niên trong xe cũng vừa tỉnh, ông Tùng chăm chú nhìn người thanh niên kia đang chật vật mà tìm cách bước ra khỏi xe. Vừa thấy ông Tùng, người đàn ông đã có chút lúng túng mà né mọi ánh mắt của ông ta đang nhìn người thanh niên kia chầm chằm. Ông Tùng hất hàm mà hỏi, "Cậu là ai?" Người thanh niên kia có vẻ khá lúng túng, trước sự xuất hiện đột ngột của ông Tùng, có lẽ sau cú sốc vừa nãy Người kia vẫn chưa kịp định thần lại mọi chuyện Khi này Thằng giòm vừa chạy ra Thấy người thanh niên này Thì nó đã reo lên Anh... anh Tuấn Ông Tùng nhìn một lát Có vẻ đăm chiêu Sau đó ông rút từ trong túi ra Mấy tờ tiền mà đưa cho Tuấn Hồi nãy tôi có va quẹt chúng cậu Nên bây giờ đưa cho cậu chút ít Gọi là đền bù Thằng giòm đứng kế bên mà tròn xoe mắt kinh ngạc Đền bù chút ít mà ông Tùng nói là tận hai triệu cơ à? Tuấn nhìn mấy tờ tiền đang bay phấp phới trước mặt mình, mà trong lòng dấy lên sự chán ngắt. Tuấn thở ưm mà buông mấy câu đầy lạnh nhạt. Ông cất đi cũng là do tôi đi mà không nhìn đường. Thôi coi như hề. Nói rồi thì Tuấn cúi xuống nhặt lấy cái áo của mình bị rơi xuống nền, vắt lên vai và tính chuyện rời đi. Ông Tùng suy nghĩ chốc lát xong cất lời mà nếu bước chân của Tuấn lại chẳng hay cậu có muốn vào làm việc ở nhà tôi không tất nhiên từ trước tới nay những chuyện đi làm cho dù là mức lương cao cũng chẳng hề nào đủ sức níu chân tuấn lại có thể là bởi vì việc tuấn từ chối mấy đồng tiền của ông tùng khiến ông ta có ấn tượng đặc biệt bởi tuấn có vẻ hơi khác hơn một chút so với những người ở đây nhưng rồi ông tùng cũng nghĩ đơn thuần rằng tuấn cũng giống như những con người nghèo khổ ở cái xóm rách nát này cũng vì vài ba đồng tiền vì miếng cơm manh áo mà sẽ đồng ý ngay cái lời đề nghị này nhưng mà ông đã nhầm tuấn chậm rãi quay lưng lại mà định từ chối lời đề nghị kia nhưng rồi lúc này mấy người của ông tùng đang dẫn cô gái kia đi xuống tuấn va phải ánh mắt của cô gái kia với một người nhạy cảm như tuấn thì anh nhìn thấy được trong ánh mắt đầy yếu mềm kia là sự bất lực đến kiệt cùng cô gái ấy cứ nhìn anh với ánh mắt như cầu khẩn đầy tha thiết mà khiến cho trong lòng tuấn chợt dâng lên rối bời tuấn định mở lời từ chối và quay đi nhưng trước ánh mắt của một bông hoa mềm yếu như đang cầu khẩn ấy khiến cho anh không thôi đắn đo và tò mò có lẽ nào có một sự mờ ám ở đây chăng tuấn mơ hồ tự vấn những câu hỏi trong lòng mình và rồi như có một sự thôi thúc vô hình khiến cho anh gật đầu mà đồng ý ông tùng hài lòng mà gật đầu bởi trước nay ông ta luôn nghĩ chẳng có một ai đủ sức mà thoát khỏi được sự cám dỗ của đồng tiền cả ông tùng có vẻ vội vàng nên nhanh chóng đưa ra yêu cầu tạm thời hôm nay cậu cứ phụ mấy việc loanh quanh ở đây đi từ mai tôi sẽ phân phó công việc và thỏa thuận lương cho cậu sau nói rồi thì ông tùng ra hiệu bảo mấy người kia dẫn cô gái lên xe tuấn nhìn thoáng qua bất giác thấy một giọt nước mắt của cô gái kia vừa rơi vội Điều này càng thôi thúc trong lòng Tuấn Dấy lên sự băn khoăn mãi không thôi Cho đến khi xe của ông Tùng rời đi rồi Thì Tuấn vẫn đứng tần ngần ở đấy Anh đứng nhìn cái tòa biệt thự lộng lẫy Như một cái lâu đài trong chuyện cổ tích Nhưng trong lòng cứ thấy bất an Đang thả hồn mình Nhìn ngắm mây trời Thì bỗng thằng giòm chạy tới vỗ vào vai anh Khiến cho anh giật mình Anh Tuấn Anh chịu làm ở đây rồi à Vào làm với em cho vui ở đây lương cao lắm ấy." Tuấn tò mò mà gặng hỏi thằng giòm, "Em ở đây làm công việc gì thế?" "Em cũng không biết nữa, cứ ai sai gì làm nấy thôi." "Mà chủ yếu là canh không cho ai vào đây thôi à?" Lời thằng giòm nói càng khiến cho Tuấn thêm tò mò, nhưng rồi hình như nó chợt phát hiện ra rằng nó đã nói những chuyện không được phép. Thế rồi nó nhanh chóng mà lủi vào trong. Tuấn một mình thơ thẩn mà dạo quanh khu nhà nhưng tuyệt nhiên anh không được bước vào trong ông tùng ngồi trên xe điều ông ta quan tâm nhất bây giờ chính là công việc sắp tới của mình ông ta ngả người ra sau định nghỉ ngơi chút ít thì lại có điện thoại ông tùng mệt mỏi mà nhắm nghiền mắt tay vẫn ấn nút nghe phía bên kia là đàn em của ông đã thông báo cho ông ta những điều ông ta điều tra được về tuấn khi biết được tuấn là người sống bất cần và cũng thuộc dạng tứ cố vô thân thì ông ta lấy làm vui mà yên tâm cho tuấn đảm nhiệm cái việc làm vườn khu nhà này mới xây nên vườn tược cũng chưa có được là bao nhiêu cây cối hơn nữa tuấn cũng là người thích cảnh mây trời và mộng mơ nên việc làm vườn với anh là quá hợp duy chỉ có một điều khiến cho tuấn luôn thấy băn khoăn rằng mỗi người trong nhà này đều được phân chia mỗi khu vực riêng biệt và tuyệt đối là chẳng có ai được bước vào trong nhà duy nhất chỉ có thằng giòm được chạy ra chạy vào làm vài ba cái việc vặt vãnh tuấn được tự do trồng các loại cây mà anh thích dường như ông tùng cũng chẳng mấy bận tâm tới vài ba cái chuyện vặt vãnh này điều này chẳng khác nào giúp cho tuấn được thả hồn mình bay bổng mà thỏa sức trồng ti tỉ thứ theo ý thích mặc dù là tuấn sống trong nghèo khổ nhưng mà không hiểu sao anh lại có tình yêu mãnh liệt với hoa lài bởi cái mùi hương nó quyến rũ Mỗi lần hít hà nó cứ vương đọng lấy mùi hương Mà đọng trong từng hốc mũi Khiến cho anh bị dịn mà mê mải theo những mê muội của tầng hương ấy Cũng có thể là do cái màu trắng tinh khôi của bông hoa lài ấy Khiến cho Tuấn mơ tưởng về một mối tình trinh nguyên ngày cũ Nhưng cho dù qua bao nhiêu năm Tuấn vẫn không tìm được cái lý do chính đáng Cho việc anh yêu đến chết mê chết mệt loài hoa này Cũng chính vì thế mà Tuấn trồng nhiều hoa lài lắm Cứ gần cửa sổ Là anh trồng hoa lại để sau này Cái mùi hương thơm dịu ấy Len lỏi vào từng giấc ngủ say Của mỗi người ở nơi đây Công việc của Tuấn Vẫn cứ êm đềm mãi như thế Cho đến một ngày Lại có thêm một cô gái nữa xuất hiện Từ phía ngoài vườn Anh đã thấy từ trên xe Lại có một cô gái nữa bước xuống Trông cô ấy cũng trẻ đẹp như cô gái lần trước Hai tín áo đen đi cùng ông Tùng trông có vẻ thạo việc mà nhanh chóng dẫn cô gái kia đi vào trong cô gái lần này cũng có nét u uất trong mắt như cô gái lần trước khiến cho tuấn lại trỗi lên những cảm thương trong lòng tuấn nhanh chóng phát hiện ông tùng định quay lưng nhìn về phía mình thế nên anh nhanh chóng một cúi xuống tiếp tục công việc của mình để tránh bị ông tùng nghi ngờ cô gái lần này cũng bị giam lỏng ở trong căn phòng kia cũng có người đưa cơm nước hàng ngày như cô gái lần trước tuấn tò mò lắm nhưng phận sự của anh chỉ được phép vào ngoài vườn nên anh không thể nào bước chân vào bên trong suốt những ngày sau đó tuấn vẫn chú tâm vào nhất cử nhất động của cô gái ở phía tầng trên nhưng mà tuyệt nhiên anh chẳng thể thấy gì mấy hôm sau thì ông tùng rời khỏi nhà chờ cho xe của ông ta đi khuất thì tuấn mới lân la đi lại phía sân móng quắt thằng dòm lại này dòm mày lại đây anh bảo thằng dòm vẫn hồn nhiên như mọi ngày mà xông xáo đi tới nó hồ hởi anh gọi em có chuyện gì đấy cái cô mà hôm kia đi về với ông tùng đâu mà không thấy thằng dòm ngần ngừ một lát xong rồi nó nhìn quanh quất mà nói với tuấn nhưng cái giọng của nó bắt đầu nhỏ giận đang ở trên lầu hai nhưng mà anh hỏi chuyện này để làm gì thấy thằng dòm nhỏ giọng thì tuấn cũng nhỏ giọng theo thì tao tò mò thì tao hỏi thế Thằng giòm lắc đầu mà can ngăn, "Thôi, đừng có để ý mấy chuyện này, có phải mỗi một cô này đâu, từ khi em tới đây làm cũng có cả chục cô rồi, nhưng mà nếu ai tò mò chuyện này sẽ bị trừ lương đấy." Nói xong rồi, thì hình như thằng giòm nó chợt giật mình khi nhớ ra là mình đang nói những điều không nên nói, thành ra nó im mặt mà chạy biến đi, mà điều này lại càng làm cho Tuấn thêm suy nghĩ về những chuyện này. Mấy ngày sau đó Thì Tuấn cũng tìm cách gặp thằng dòm Mở moi thông tin từ nó Thế nhưng mà nó biết Cứ mỗi lần Tuấn xuất hiện Là y như rằng sẽ hỏi nó Tới chuyện cô gái đang bị giam lỏng Ở trên phòng kia Nên cứ thấy Tuấn xuất hiện Là nó lủi mất biến Sáng nay chờ đợi mãi Tuấn cũng chẳng thấy thằng dòm xuất hiện Ở ngoài sân như mọi lần Mà cái sự tò mò trong anh càng ngày càng lớn Lại thôi thúc anh một cách mạnh mẽ Phải hỏi bằng được lý do cho nên Tuấn lại mon men Mà bước tới bậc thềm ngó nghiêng vào bên trong Đang tập trung nhìn vào trong Nên Tuấn không để ý Sau lưng chú Hoàng đang đứng phía sau Mà đằng hắng lên Này cậu làm gì đấy Cậu nhanh đi ra sau vườn đi Người khác mà thấy cậu đứng đây Rồi lại lớn chuyện Tuấn vội quay lưng Lại vừa hay là chú Hoàng Chú ấy năm nay cũng khá lớn tuổi rồi Chắc cũng chừng gần 50 tuổi Chú Hoàng thì mất vợ cách đây cả chục năm rồi Chú thì cũng chẳng có con cái Thành ra cứ sống lủi thủi một mình Chú cứ làm thuê ba công việc lật vặt Khi thì người ta thuê chặt cây Khi thì thuê phụ hồ Và cho tới bây giờ thì chú được nhận vào làm ở đây Nên chú coi trọng công việc này lắm Bởi vì mức lương cao, ổn định Chú không phải đi tìm việc từng ngày Như những ngày trước nữa Việc chú nhắc nhở Tuấn lần này cũng là vì chú hoàng đã ở đây từ những ngày đầu chú biết rằng những người làm ở đây mà làm quá phận của mình sẽ nhận được những sự trừng phạt không hề nhẹ nhàng từ ông tùng tuấn đem sự thắc mắc của mình mà quay lại hỏi chú hoàng cháu có một vài chuyện muốn hỏi thằng giòm nên cháu mới tìm nó chú hoàng nhíu mày có vẻ phân vân xong rồi chú lại lấy cái sự tốt bụng của mình ra mà khuyên can tuấn có lẽ là cậu mới tới đây nên có một vài quy tắc cậu chưa nắm rõ Nhưng là chỗ hàng xóm thân thiết với nhau Với cả cũng là người ở trong làng Thế nên tôi khuyên thật với cậu Nếu cậu muốn giữ công việc này để kiếm tiền trang trải Thì tốt nhất cứ yên phận làm công việc của mình Còn những chuyện mà cậu muốn hỏi thằng giòm Nếu liên quan đến những việc ở trong ngôi nhà này Thì tốt nhất đừng có hỏi Bởi cậu có gượng ép nó thế nào Thì nó cũng chẳng thể nói mà nếu nói ra cũng chẳng yên thân cho nó ở đây đâu những lời cảnh báo của chú hoàng khiến cho tuấn phải bần thần một lúc anh không biết là trong cái căn nhà này chứa đựng cái bí mật gì mà khi nhắc đến ai cũng phải sợ hãi mà nép mình lại bổn phận của anh lại chỉ có thể làm việc ở vườn tuấn quyết tâm phải tìm cách để có thể đường hoàng bước chân vào trong chính ngôi nhà này để tìm hiểu những điều mà anh cần biết Cô gái lần này chỉ ở đây khoảng 10 ngày sau, rồi cũng thấy ông Tùng tới mà đưa đi. Lần này Tuấn lại bắt gặp ánh mắt đầy nài nỉ mà tha thiết giống như cô gái lần trước. Mà có lẽ những ánh mắt cầu khẩn thế này khiến cho anh bị ám ảnh suốt một thời gian dài. Tuấn cảm thấy nhói lên sự đồng cảm mạnh mẽ với ánh mắt bất lực của cô gái phía trước. Nhưng mà anh thấy mình lực bất tòng tâm, đành phải cắn giặt răng nhắm mắt mà quay đi để tránh đi ánh mắt đầy ám ảnh ấy. Chẳng mấy chốc mà Tuấn cũng ở đây được gần một tháng rồi. Tuấn ở đây một thời gian, anh để ý thấy rằng mỗi người làm ở đây ông Tùng đều phân ra một địa phận riêng và ông ta liên tục tuyển người làm, mặc dù công việc trong căn nhà này cũng chẳng có gì gọi là quá nhiều, bởi ông ta có mấy khi xuất hiện ở nơi này đâu. Điều duy nhất mà Tuấn thấy là ông Tùng chưa có lấy một người nào thân cận để quán xuyến những công việc ở trong căn nhà này mọi thứ ông ta đều hỏi qua thằng giòm chắc có lẽ nó nhỏ tuổi mà thật thà nên ông ta yên tâm để cho nó báo cáo lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian ông ta vắng mặt nhìn thấy điều đó tuấn lại càng nhen nhóm lên cái ý định có thể bước chân vào trong căn nhà để tự mình tìm hiểu mọi chuyện sáng hôm nay ông tùng về nhà từ sớm ông ta lần này về nhà một mình chứ không dẫn theo cô gái nào cả. Thấy Tuấn vẫn đang lối hối ngoài vườn, ông Tùng nhìn anh một lát, xong rồi ngoắt tên đàn em lại mà hỏi Han. Chuyện ta bảo mày điều tra về thằng Tuấn như thế nào rồi? Tên kề cạnh ông Tùng đáp lời với vẻ đầy tự tin, từng lời hắn nhắc về Tuấn cứ khinh khỉnh đầy vẻ coi thường anh. Thưa ông, tên này tôi điều tra rồi, nó mồ côi mà lại sống như một thằng bất cần đời nghe đâu người yêu nó bỏ nó đi lấy chồng nên mấy năm nay nó sống như một kẻ điên tình ông tùng gật gù có vẻ hài lòng được thằng này khả năng dùng được nói rồi ông tùng cho người gọi tuấn tới để nói chuyện tuấn biết lần này là cơ hội của mình nên anh phải cố gắng thể hiện một cách tốt nhất vừa tiến tới trước mặt ông tùng tuấn khẽ cúi người chào nhưng trên khuôn mặt vẫn tỏ vẻ hờ hững ông tùng vẫn khẽ cười rút ra trong túi một sấp tiền và đưa cho Tuấn. Đây là tiền lương tháng này của anh. Tuấn nhìn sấp tiền trên mặt bàn xong rồi anh hở hững mà đáp lại. Tôi không cần. Thứ tôi cần là một chỗ để ở. Ba miếng ăn bỏ vào mồm, bấy nhiêu là đủ rồi nên ông cất đi. Ông Tùng có vẻ khá hài lòng. Lần đầu tiên ông gặp một kẻ chê tiền. Nhưng điều này khiến cho ông khá hứng thú bởi những người như Tuấn sẽ không vì đồng tiền mà phản bội ông ta Ông ta lấy làm vui Khi đứng dậy mà thùng thẳng đáp Cũng được thôi Nếu cậu muốn như vậy Thì tôi chiều lòng Mọi việc trong vườn Cậu cứ tùy ý quyết Muốn mua bất cứ thứ gì cho việc làm vườn Cứ nói qua thằng giòm Rồi tôi sẽ chi tiền mua cho cậu Tuấn chỉ khẽ gật đầu Cho tới khi ông Tùng rời đi rồi Thì trên khuôn mặt Tuấn vẫn không hề biến sắc Riêng ông Tùng là người thận trọng nên ông không thể vì mới lần đầu Tuấn thể hiện thế này mà lấy làm tin nên ông ta cần phải thử thách Tuấn thêm một thời gian nữa. Tuấn lần này lại càng khẳng định là ông Tùng tuyệt đối tin tưởng thằng Dòm nên Tuấn quyết tâm phải tiếp cận nó một cách khéo léo hơn trước. Dạo này Tuấn muốn sửa sang lại mấy đám cây nơi dìa gần bờ kênh nên muốn mua thêm ít nhiều cây cảnh. Lần này thì anh cũng gặp thằng Dòm nhưng chỉ nói chuyện mua bán cây nên nó có vẻ thoải mái mà nói chuyện với anh hơn mấy lần trước mấy ngày sau thì có người giao cây tới cho tuấn người ta chở cả xe ô tô tới cho anh gã giao cây chờ người bốc hết cây xuống thì nhìn tuấn kiểu thăm dò xong rồi hắn ngoắt tuấn giao phía góc vườn mà thương lượng này anh tôi định bàn với anh chuyện này tuấn thấy ánh mắt chẳng mấy thật thà của gã kia khiến anh cũng không có thiện cảm mà chẳng muốn đáp lời Tuấn thở ơ nhìn gã Có chuyện gì anh nói đi Gã kia chìa ra tờ hóa đơn Xong rồi nháy mắt với Tuấn Đây là hóa đơn mua cây Tôi có cây khống lên Anh ký xác nhận vào đi Rồi tôi chia đều với anh mỗi người một nửa Tuấn cảm thấy kẻ đứng trước mặt anh đây Thật sự hèn mọn Khi mà hắn chỉ biết tính toán những đồng bạc lẻ Vốn dĩ Tuấn đã không có tiền Anh cũng không phải là kẻ quay thường đồng tiền nhưng đối với một người yêu cây cỏ như anh Thì không thể nào đánh đổi lấy những đồng tiền ấy được Hơn nữa anh cũng chẳng đoái hoài gì đến những chuyện tiền bạc xung quanh Tại nếu vì những đồng tiền này Thì chắc hẳn anh đã không cố tình hiểu mọi chuyện đang diễn ra ở nơi đây Mà chỉ an phận như những người ở nơi này Để nhận lấy những đồng lương hậu hĩnh Tuấn không thèm nhìn gã kia Anh trả lời hắn ta với giọng điệu không mấy thiện cảm Nếu anh gọi tôi ra đây chỉ để nói những chuyện này Thì mời anh đi cho Tôi không có quan tâm đến mấy chuyện như thế này Gã kia vẫn tiếp tục nài nỉ Bởi hắn ta nghĩ Những thứ không mua được bằng tiền Thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền Thế nên hắn Lại gợi mời ấy sao anh vội vàng thế Từ từ tôi bàn cái này Nếu mà không chia 50-50 Thì tôi sẽ chia cho anh 7 phần Tôi 3 phần cũng được mà để mà trồng cây kín hết cả cái vườn này sẽ không ít lần mua bán nữa nên anh cân nhắc đi bởi nếu thuận lợi số tiền kiếm được sẽ không nhỏ đâu tuấn vẫn một mực từ chối anh thẳng thắn mà lắc đầu tôi không muốn tham gia vào mấy chuyện này tốt nhất từ nay về sau nhiệm vụ của anh cứ giao cây tới đây còn đừng gọi tôi ra nói bất kỳ lời sáo rỗng nào nữa gã kia mồi chải không được thì lại tính đánh vào tâm lý anh không nghĩ Sau mấy lần mua bán như này Ít nhiều gì anh cũng có được số tiền khá khá Anh không tính đến chuyện sẽ cưới vợ Rồi có một cuộc sống của riêng mình à Hay anh muốn suốt đời Cứ làm người ở trong căn nhà này Lần này thì Tuấn không trả lời nữa Mà anh một mực bỏ đi Những lời mà gã kia vừa nói Những tưởng sẽ làm cho Tuấn đổi ý Nhưng không ngờ Lại xoáy sâu vào trong vết thương lòng của anh ngày trước Làm cho anh thấy bực mình Mà phải rời đi bởi nếu nán lại một chút nữa Anh sợ rằng mình sẽ đánh hắn ta mất thôi Gã kia mặc dù chạy theo năn nỉ Nhưng Tuấn vẫn nhất quyết không đồng ý Mọi chuyện ký tá giấy tờ Anh giao lại hết cho thằng giòm Trước mặt thằng giòm Anh cũng tuyên bố thẳng nhiệm vụ của anh Chỉ là trồng cây trong vườn Còn ngoài ra những vấn đề tiền bạc Và giấy tờ anh sẽ không liên quan Một điều gì hết Gã ta mất mối làm ăn lớn Thì tỏ ra có vẻ hậm hực mà bước lên xe quay về nhưng mà Tuấn nào biết gã kia cũng là tay chân của ông Tùng Được ông ta sai khiến để thử thách lòng của Tuấn mà thôi Nhưng thật may bản chất của Tuấn không phải là người tham lam Nên cho dù ông Tùng có thử cỡ nào đấy chăng nữa Thì cũng chẳng thể nào lay chuyển được bản tính vốn dĩ thật thà của Tuấn bấy lâu nay Cũng có mấy lần sau đó người ta giao cây tới Khi thì nhầm lẫn, giao thiếu giao thừa Khi thì hóa đơn tính sai, tính dư tiền ra Thế mà những lần ấy Tuấn vẫn một mực yêu cầu trả lại sòng phẳng đến từng đồng Mà chính những điều này khiến cho ông Tùng cảm thấy tin tưởng Mà không nghĩ đến những chuyện sẽ thử lòng Tuấn nữa Cỡ một tháng sau đó Thì cũng không thấy ông Tùng đưa về thêm cô gái nào Thành ra ông ta cũng ít về nhà Nhưng sáng nay ông Tùng lại xuất hiện Và đi theo cùng ông ta cũng là một cô gái khác Nhìn cô gái lần này có vẻ chân chất quê mùa Bởi cho dù có đang khoác lên những bộ quần áo đắt tiền hay những chiếc váy đầm sang trọng thì trên khuôn mặt vẫn toát lên vẻ non nớt và chân phương của người con gái quê hai gã đàn ông đi phía sau lưng của cô ấy và dẫn cô đi thẳng lên phòng Tuấn khẽ lướt mắt lên vẫn là căn phòng ấy căn phòng mà khiến cho Tuấn đã phải giấy lên bao nhiêu nỗi tò mò ông thùng gọi Tuấn ra một góc và bắt đầu thương lượng với anh ta trong nhà hiện tại cũng chưa có người trông coi anh nghĩ sao nếu tôi muốn anh làm thêm một số việc ở đây điều mà ông tùng vừa nói thì quả thực là đúng ý của tuấn rồi nhưng anh vốn dĩ là khôn khéo anh không thể hiện rõ ràng sự vui mừng hiện tại của mình anh vẫn tỏ vẻ thờ ơ mà đáp lại nửa từ chối nửa đồng ý tôi thì vẫn thích công việc ở ngoài vườn bởi vì tôi thích trồng cây nhưng nếu ông đã đề nghị như vậy thì tôi cũng sẽ cố gắng nhưng mà tôi muốn những chuyện ở ngoài vườn tôi sẽ chú trọng hơn ông tùng cảm thấy trong lời nói của tuấn nghĩ rằng anh ta là một người đơn thuần đúng như những gì mà tay sai của ông đã điều tra mà với những người sống bất cần mơ mộng trên mây như thế này thì quả thực là thuận lợi cho việc giúp đỡ ông tùng sau này thế nên ông ta vẫn hồ hởi mà ra mặt chấp nhận đề nghị ấy của tuấn thế nhưng ông tùng vốn dĩ là người danh ma nên ông ta cũng chẳng dễ dàng gì mà chấp nhận một người xa lạ bước vào trong căn nhà kể cả việc thằng dòm được ông tùng tin tưởng mà giao phó để báo cáo như công việc hàng ngày thì nó cũng chỉ được qua lại ở một góc trong nhà chứ cũng chẳng được tự do đi lại sở dĩ ông ta tin tưởng thằng dòm không phải là vì nó thật thà mà chỉ bởi vì nó là đứa nhỏ tuổi nhất mà theo ông ta nghĩ với một đứa nhỏ tuổi như thế cũng chưa bận tâm quá nhiều đến tiền bạc để có thể đánh đổi mà phản bội ông ta hơn nữa là một đứa trẻ con thì ông thùng dễ sai khiến chỉ cần cho nó miếng ăn manh áo mặc nhiều hơn so với những người khác là nó đã ngoan ngoãn mà biết điều rồi tuy nhiên công việc của ông ta đòi hỏi cần phải có người chu đáo để cung cấp cho ông những thông tin kịp thời nhìn đi nhìn lại những người mà ông ta thuê về dù có vẻ là chăm chỉ làm việc nhưng xét về sự hiểu biết thì vẫn ít nhiều hạn chế nên khi có Tuấn là người trẻ tuổi thì ông ta cũng đã dần chấm điểm rằng anh có thể là người ông ta cần tìm. Nhưng để chốt lại cái quyết định của mình thì ông Tùng vẫn đưa ra cho Tuấn một thử thách. Đó chính là ông ta cho phép Tuấn được ra vào trong nhà và báo cáo những chuyện hàng ngày đang xảy ra trong căn nhà này cho ông ấy. Lúc Tuấn đi vào nhà, ông ta cố tình để cánh cửa vòng đang giam lỏng cô gái kia hé mở. Ông đứng trong góc, chú ý quan sát thì thấy Tuấn chẳng hề bận tâm đến những chuyện xảy ra ở trên tầng Cho đến khi ông Tùng hỏi Han Tuấn về những việc anh đã làm vào sáng nay Thì Tuấn cũng bằng nhiên mà bỏ qua vấn đề về cô gái vừa tới đây ban sáng Ông Tùng nhìn Tuấn có vẻ dò xét xong rồi ông hỏi anh Cậu không thắc mắc về cô gái mới tới đây sáng nay hay sao? Tuấn vẫn giữ cái điệu bộ lạnh nhạt kia mà trả lời ông một cách đầy thờ ơ. Việc ông giao cho tôi là báo cáo lại những chuyện xảy ra trong nhà còn chuyện về cô gái kia ông không có giao phó nên tôi không bận tâm thấy lời khẳng định chắc nịch của anh ông tùng mới thấy yên tâm ông cảm thấy người này chính xác là người ông đang cần tìm luôn tỉ mẩn và chu đáo trong công việc nhưng cũng không làm quá phận của mình tuấn luôn biết chừng mực biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm thành ra ông đã hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối với tuấn vậy là từ ngày hôm sau đó tuấn được tự do ra vào trong nhà cả anh và cả thằng giòm đều giữ nhiệm vụ là sẽ báo cáo cho ông tùng hàng ngày bằng chiếc điện thoại bàn lúc này thì tùng mới để ý trong căn nhà này không có một người nào được sử dụng điện thoại hết cả một căn nhà nguy nga là thế nhưng chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại bàn và người được sử dụng cũng chỉ là anh và thằng giòm mà thôi đến lúc này đây tuấn mới để ý thêm những người mà ông tùng thuê về đây dường như ở hẳn trong này cuộc sống của những người nơi đây dường như bị bó hẹp lại với thế giới thu nhỏ trong chính căn biệt thự của ông tùng đây có lẽ cũng là lý do mà ông ta lựa chọn những người sống một mình và những đứa trẻ mồ côi có chăng là để hợp thức hóa cái lý do muốn giữ chân họ lại ở luôn trong này thời gian đầu tuấn cũng định làm liều mà thăm dò hết mọi ngóc ngách trong nhà thế nhưng mà có đôi lần tuấn để ý thấy thằng giòm cứ lò dò đi sau lưng anh rồi thì có đôi lúc nó âm thầm đứng ở trong góc mà quan sát nhất cử nhất động của Tuấn Tuy nhiên dù sao thằng giòm vẫn chỉ là một đứa con nít Nên những hành động của nó không đủ khéo léo để có thể qua mắt được Tuấn Thành ra anh vẫn linh cảm rằng ông Tùng đang cử thằng giòm theo dõi mọi hành động của anh Có lẽ là ông ta vẫn hoàn toàn chưa thể nào tin tưởng ở một người như anh được Tuấn biết điều này thế nên anh cũng hạn chế đi vào trong nhà Thi thoảng có điện thoại của ông Tùng gọi về Thì anh cũng cố tình để cho thằng giỏm nghe máy Anh vẫn chăm chỉ công việc trồng cây ở ngoài vườn Chỉ lúc nào cần việc phải vào nhà Thì anh mới bước vào mà thôi Anh cũng nhanh chóng mà rời ra Chứ không nán lại thêm một giây nào Có đôi lúc anh thấy cô Thoan Mang cơm lên cho cô gái ở trên phòng Mặc dù trong lòng anh trối dậy hàng nghìn chuyện Khiến anh tò mò Nhưng cuối cùng anh cũng phải thành kiềm lòng lại mà quay lưng bước ra ngoài vườn. Có lẽ mọi chuyện vẫn nên phải từ từ, cứ phải xây dựng lòng tin của ông Tùng cái đã, khi đó rồi anh sẽ có cơ hội mà tự do tìm hiểu hết bí mật trong chính căn nhà này. Tầm 10 ngày sau thì cô gái kia cũng bị mang đi. Có lẽ những chuyện này đã xảy ra một cách quá thường xuyên nên những người ở nơi đây cũng chẳng ai bận tâm tới nữa. Ban đầu thì người ta còn bàn tán thì thầm với nhau Thế nhưng rồi bây giờ cũng chẳng có ai bận tâm nữa Sáng nay khi cô gái ấy được hai kẻ kia dẫn ra sân Để bước lên chiếc ô tô của ông Tùng Thì mọi người dường như cũng thờ ơ với chuyện này Ai cũng lo làm việc của mình Còn riêng Tuấn thực sự trong lòng anh Lại dấy lên sự lo lắng không thôi Anh không biết cô gái ấy sẽ đi đâu Nhưng anh cứ cảm giác trong lòng Thực sự là nôn nao và không cảm thấy yên lòng nhưng lần này tuấn cũng không dám đối diện với cô gái ấy nữa anh lẩn tránh mà nép mình phía sau một gốc cây lớn chỉ bởi vì anh sợ hãi khi phải đối diện với ánh mắt đầy van lơn như hai cô gái trước kia anh sợ rằng ánh mắt ấy sẽ đeo bám mà theo anh vào trong từng giấc ngủ những ngày sau đó tuấn vẫn chú trọng mà cảnh giác bởi theo như anh quan sát thì dường như ông Tùng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ở anh. Tuấn vẫn dè chừng mà dường như không bận tâm gì tới những chuyện trong nhà bởi tai mắt của ông Tùng không biết ai như thế nào mà làm liều được. Cũng như lần này lại thêm một cô gái nữa được dẫn về nhưng Tuấn vẫn hoàn toàn rừng rưng mặc dù trong lòng anh đang đầy xáo động. Sáng nay khi Tuấn đang chăm sóc cây trong vườn thì thấy một người ngó nghiêng ở ngoài cổng. Tuấn bỏ giờ việc mà đi ra ngoài hỏi han. Cho hỏi anh tới đây có chuyện gì Người kia thấy Tuấn Ăn mặc tuỳnh toàn Nên dường như cũng không để mắt vào Mà trả lời đầy vẻ coi thường Tôi tới giao đồ cho ông Tùng Tuấn ngó nghiêng vào bên trong Không thấy ai Nên anh liền nắm lấy thanh khóa cửa cổng Mà đáp lại Tôi không nhận được lệnh từ ông Tùng Nên anh không được vào Tên kia hình như mất kiểm soát Khi lần đầu tiên gặp trường hợp như thế này Hắn trợn mắt lên một quát ẩm ĩ cái thằng ôn này mày biết tao là ai không mà trả lời như thế là ai thì cũng không được vào trừ khi tôi nhận được lệnh của ông tùng gã kia tức tối mà nắm chặt lấy tay nắm cửa vừa lúc này tuấn nghiêng người qua nên thấy ông tùng đang đứng chăm chú quan sát mọi hành động của anh nên tuấn để hờ tay xuống cho tên kia mở cửa mà sấn sổ xông vào hắn tức tối mà đấm cho tuấn một phát khiến anh ngã nhào xuống rồi cứ thế mà phăng phăng tiến vào Tuấn vẫn không nhượng bộ Mà níu chân hắn ta lại Anh cũng tung mấy cú đấm Khiến gã kia ngã sóng xoài ra đất Cho tới khi hai tên đàn em của ông Tùng Xông ra can ngăn Thì Tuấn mới dừng tay Ông Tùng lúc này mới thủng thẳng tiến lại Ông khẽ ra hiệu cho tên kia đi vào trong Và ôn tồn nói với Tuấn Đây là người quen của tôi Cậu lui vào rửa vết thương đi Tuấn lúc này mới sờ lên miệng mình Mới thấy trên miệng đã dớm máu Anh thủng thẳng đi vào trong nhưng đôi tai vẫn chăm chú nghe câu chuyện giữa mấy người bọn họ tuấn vờ mượn lý do lấy thuốc đỏ để xử lý vết thương nên anh đi về hướng ngôi nhà nhìn quanh quất không thấy có người nên tuấn men theo vách tường mà lén nghe câu chuyện của ông tùng bên trong tuấn nghe rõ là ông tùng đang quá tháo gã kia mày muốn chết hay sao mà đi gây sự trước cổng nhà mày định gây sự chú ý cho bọn cớm đấy à tên kia nghe giọng có vẻ khúm núm hơn Chứ không còn vẻ hùng hổ với Tuấn Như ban nãy nữa Dạ là tại vì thằng kia nó không cho em vào Ông Tùng trừng mắt mà quát lên Đồ ngu Cẩn tắc vô ấy nấy Nó cẩn thận vậy đâu có thừa Nó không biết mày nên nó mới thế chứ Gã kia dường như biết sai Nên im bặt Một lát sau thì ông Tùng đã ra lệnh đe nẹt Lần sau thì chú ý vào Để ở ý trước cổng là mày chết với tao Nói rồi ông Tùng chìa tay giam mớ giấy tờ tao bảo mày mang tới đây đâu rồi mày tới đây có ai đi theo mày hay không tên kia khe khẽ mà đáp lời ông chủ yên tâm em đảm bảo kín kẽ nói rồi hắn ta đưa một dấp hồ sơ cho ông tùng sau khi ông ta mở ra kiểm tra một lượt có vẻ gật gù xong rồi ra hiệu cho tên kia rời đi tuấn cũng nhanh chân mà lùi lại ra phía sau vườn cũng may là anh rời đi kịp nên chẳng ai phát hiện ra điều này Tuấn lúc này mới ngồi dưới gốc cây và bần thần nghĩ lại mọi chuyện. Từ câu chuyện ông Tùng lo lắng có người theo dõi, đến sự bất minh trong từng lời nói và hành động thì Tuấn nghi ngờ hình như công việc làm ăn của ông Tùng có điều gì khuất tất. Chỉ là mối mập mờ có vài ba cô nói Tuấn vẫn chưa thể nào định hình được công việc của ông ta là như thế nào. Nhưng anh chắc chắn rằng việc ông ta làm không phải là chuyện đàng hoàng. Một lát sau đúng như Tuấn dự đoán thì anh được ông Tùng cho người gọi vào nhà để hỏi han. Vừa thấy Tuấn thì ông Tùng có vẻ đã nhẹ nhàng hơn. Hồi nãy sao cậu không vào báo tôi mà đánh nhau với tên kia làm gì chứ? Tuấn làm ra điều bộ thật thà mà trả lời ông Tùng. Tại vì tên kia muốn sồng sộc lao tới, thế nên tôi phải cản hắn ta lại. Thì cậu cứ để cho hắn vào, mắc mớ gì đánh nhau mà để bị thương thế kia. Tuấn làm ra bộ, mặt cương nghị mà trả lời đầy dứt khoát. Khi tôi vào đây làm Đã nhận lệnh từ ông Là không cho bất kỳ người lạ nào vào đây Thế nên trừ khi có lệnh Thì tuyệt nhiên tôi sẽ không cho ai vào đây hết Trong chuyện này tôi không làm sai Thấy sự cương quyết Cùng với sự khẳng khái của Tuấn Khiến cho ông Tùng hài lòng Qua chuyện này đây Thì chắc chắn ông Tùng sẽ tin Tuấn vô điều kiện Mà không còn nghi kỵ anh như trước nữa Nhưng mà ông Tùng không hề biết rằng Tất cả mọi chuyện này Cũng là nằm trong dự liệu của Tuấn bởi từ trước tới giờ Tuấn vẫn để ý cái tên Mà tới đưa giấy tờ cho ông Tùng Anh thấy hắn cũng đã tới đây mấy lần rồi Chẳng qua là những lần đấy Tuấn chỉ đứng ở trong vườn Mà lén nhìn ra mà thôi Cũng may là có lần này Cũng là cơ hội để cho Tuấn thể hiện mình Nhằm tạo lòng tin cho ông Tùng Chắc hẳn lần này ông Tùng sẽ tin rằng Tuấn là một người có thể trung thành với ông ta tuyệt đối Và điều mà Tuấn phỏng đoán là không sai khi mà từ sau ngày hôm đó, thái độ của ông Tùng dành cho anh cũng đã bắt đầu hòa nhã hơn. Ông ta cũng thường xuyên hỏi chuyện, qua Tuấn, chứ không mấy khi hỏi han thằng giòm như trước nữa. Anh cũng để ý rồi. Dạo gần đây những việc anh làm hay mỗi khi anh đi vào trong nhà, thì thằng giòm cũng không theo chân anh nữa và tuyệt nhiên thì cũng chẳng có một ai ngó ngàng gì tới việc anh đi lại ở trong nhà cả. Lần này thì cô gái tới đây cũng lại bị dẫn đi như trước. Cứ mỗi lần như thế Sự tò mò Và dây dứt ở trong lòng của Tuấn Cứ lớn lên không thôi Làm cho anh càng thêm nôn nóng Mà muốn tìm hiểu Cái bí mật ở trong căn nhà này Phía cuối mảnh đất này là rừng cây tràm Cũng đã lâu năm Từng thân cây cổ thụ lớn Tới nỗi bỏ vòng tay của anh ôm không hết Ngày còn nhỏ Đám trẻ con cũng thường lai vãng tới chỗ này chơi Nhưng dần rồi Cũng bị người lớn cấm cản Bởi nghe đâu đó là vùng đất thiêng không được ai đụng tới sau này đám trẻ con cũng vì thế mà không đứa nào dám tới đây nữa chỉ có tuấn là trẻ mồ côi nên anh chẳng sợ trời sợ đất mà vẫn lui tới chỗ này chơi một mình sau này cũng có một vài người làm liều chặt cây ở mảnh đất này để bán nhưng lần nào cũng thất bại bởi không bị thương thì cũng gặp họa thành ra miếng đất này gần như trở thành miếng đất hoang theo thời gian thì cây cối càng lớn càng rậm rạp lại khiến cho nơi này càng trở nên âm mô ngày mà ông tùng mua cả miếng đất này thì chủ đất gần như chút hết được gánh nặng trong lòng bởi chỗ này gần như là ông ta đã bỏ không tuấn thì lấy làm vui mừng khi mà anh đã có một chốn để làm nơi trú ẩn riêng cho mình anh không nghĩ chỗ quen thuộc từ nhỏ này nay lại ở cạnh anh rất gần vốn dĩ anh thích cuộc sống nơi trốn hoang vu và một mình nhưng trước đây anh chưa dám tới đây bởi vì anh đang bị ông Tùng để ý Nhưng nay anh đã được thoải mái hơn rồi Thế nên cứ tranh thủ những lúc rảnh rang Tuấn lại một mình hì hụi chặt cây mà rẻ gỗ Những chuyện mà Tuấn làm ở đây Cũng chẳng một ai bận tâm cả Bởi cái việc mà anh cứ lầm lũi trong vườn Đến tận nửa đêm Từ trước tới nay cũng chẳng lấy làm gì lạ Tất nhiên thì việc anh đang tạo dựng Lấy một chỗ ở bí mật cho mình Anh chẳng để cho ai biết Ngay cả là ông Tùng nhưng khi mà ông ta về đây Thì anh sẽ ngừng công việc lại Khu vườn cây cối trồng trọt cũng chưa vào quy củ Đến khi thấy đống củi gỗ ngổn ngang kia Ông Tùng cũng chẳng mấy bận tâm Bởi có lẽ mọi sự quan tâm của ông ta Chỉ duy nhất là những cô gái Mà ông ta dẫn về đây mà thôi Cũng nhờ công thức khuya dậy sớm Mà chẳng mấy chốc Tuấn đã dựng được một cái nhà ở trên cao Nếu từ ở phía bên ngoài nhìn vào Sẽ chẳng ai thấy được chỗ ở như chốn thần tiên này Bởi lá cây rậm rạp lại thêm cái vẻ hoang vu Nên cũng chẳng một ai tới đây mà làm gì Tuấn tỉ mẩn kiểm tra từng ngóc ngách trên căn nhà bằng gỗ này Anh kiểm tra từng cái đinh, từng tấm gỗ Để tránh khi mưa lớn không bị ruột nát Khi đã hoàn thành xong cái công trình thế kỷ của mình rồi Tuấn nằm cả người ra sàn gỗ Mà quan sát cái khung cảnh yên bình Mà chỉ mình anh có được Có nhiều lúc Tuấn thầm nghĩ anh như là ông vua ở trong cái xứ sở biệt lập này của riêng anh cứ ngỡ cuộc sống của tuấn sẽ êm đềm và yên tĩnh một mình ở cái chốn này để anh có thể thoải mái làm những điều mình muốn nhưng rồi sự xuất hiện của lệ khiến cho cuộc sống của anh gần như thay đổi đó là buổi sáng cuối tuần khi mà tuấn đang tỉa lại mấy bụi hoa giấy ở góc sân thì lúc này xe của ông tùng cũng vừa vào tới có lẽ ở đây lâu nên những lần mà ông ta dẫn những cô gái về đây đối với tuấn cũng là dần quen thuộc anh định bụng sẽ không bận tâm tới thế, thế nhưng mà sự xuất hiện lần này của cô gái ấy bỗng khiến cho anh cảm thấy xôn sang trong lòng một cách khó hiểu cô được mời bước ra khỏi xe một cách đầy trân trọng chứ không phải là thô lỗ như những người trước đây nhìn điệu bộ của ông tùng đối với cô có vẻ như ông ta vẫn phần nào nhượng bộ chứ không phải lạnh lùng như trước chờ khi cô gái bước ra khỏi xe rồi thì ông Tùng mới nhẹ nhàng Cô để hai người này dẫn cô lên phòng nghỉ ngơi Mọi chuyện ở đây Nếu cô cần bất cứ thứ gì Thì cứ liên lạc với người làm Vừa nói xong thì ông Tùng kêu Tuấn lại Anh vội vàng bỏ dở công việc Mà nhanh chóng tiến lại Khi Tuấn đứng đối diện với Lệ Anh mới thấy ngỡ ngàng Trước sự kiều diễm của cô Người con gái này quả thực khiến cho anh rung động Ông Tùng chỉ vào Tuấn mà giới thiệu Đây là Tuấn Bây giờ cậu ta đang đảm nhận Một số công việc trong nhà này Nên những khi tôi không ở đây Nếu cô cần gì cứ bảo với cậu ấy Nói rồi ông Tùng quay sang Tuấn Mà căn dặn Đây là cô Lệ Tạm thời cô ấy sẽ ở trong nhà này một thời gian Nên những gì cô ấy cần Cậu nhớ đáp ứng cho chú đáo Tuấn vâng dạ rồi trà vội Mà rời đi Anh đứng lấp ló phía sau bụi hoa giấy Mà nhìn theo bóng lưng của cô Cái vẻ lạnh lùng ấy lại càng khiến cho anh thấy cô thêm cuốn hút Tuấn cứ đứng nhìn mãi Cho tới khi thấy bóng dáng cô lấp ló Qua cửa sổ ở căn phòng kia Anh cứ đứng thẫn thờ mãi Cho tới khi nghe tiếng thằng giòm gọi Anh Tuấn ơi Đi vào nhà ông Tùng có việc cần Tuấn đi vào Thì thấy ông Tùng đang ngồi chờ ở ghế Thấy anh thì ông Tùng đã hơi gần nhằn Tôi giao cho cậu trông coi việc trong này nữa Mà sao cứ chăm chăm ở ngoài vườn như thế chưa kịp để tuấn trả lời thì ông tùng đã giao việc ngay cho anh và thằng dòm cô lệ là khách quan trọng ở đây nên cậu và thằng dòm phải đặc biệt mà chú ý đáp ứng mấy yêu cầu của cô ấy nếu làm cho cô ấy phật ý thì đừng có trách tôi không nói trước nói xong rồi thì ông tùng rậm bước rời đi nhưng rồi ông vẫn không quên quay lại dặn dò mọi chuyện liên quan đến cô lệ cậu phải báo lại cho tôi đầy đủ hàng ngày và tuyệt đối không để cô ấy bước chân ra khỏi đây nếu như tôi chưa cho phép những lời ông tùng căn dặn nghe chừng thì bình thường nhưng rõ ràng là ông ta đang toan tính điều gì đó tuấn vẫn phương dạ mà nhận lời rồi thì anh lại lui ra vườn ông tùng nán lại một lúc xong rồi cũng rời đi nghe chừng là ông ta bận bịu lắm chờ cho tới khi ông tùng rời đi rồi thì tuấn lại vô thức đưa ánh mắt mình mà nhìn lên trên phòng nơi mà lệ đang ở từ ngày mà Tuấn được đi lại trong nhà Thì anh được ăn cơm Ở phòng bếp chứ không phải ăn chung với mọi người Ở bên ngoài sân nữa Bông cơm thường ngày Chỉ có cô Thoan nấu bếp Thằng Giòm và anh mà thôi Bữa cơm trưa nay chậm hơn ngày thường Bởi vì cô Thoan đã mấy lần lên phòng đưa cơm cho Lệ Nhưng cô vẫn kiên quyết không ăn Lần này Cô Thoan lại thở dài mà đi xuống Quả thực là Lệ quá cứng đầu Mà với thân phận là người làm trong nhà này thì cô Thoan cũng không dám làm điều gì khác ngoài việc cứ năn nỉ lẻ mãi. Thấy cô Thoan chật vật như vậy nên Tuấn cũng đành đứng dậy mà thay cô Thoan đưa cơm lên. Tuấn đứng trước cửa phòng gõ cửa mãi nhưng mà lẻ vẫn không chịu mở cửa mà cũng không chịu lên tiếng. Tuấn cũng hết kiên nhẫn mà nói vọng vào. Nếu cô không mở cửa thì tôi sẽ lấy chìa khóa tự mở cửa ra đấy. Lần này thì cửa mở ra thật Lệ nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm anh có chuyện gì Tôi đã bảo không muốn bị làm phiền Mà sao anh cứ lì mãi vậy Tuấn chỉa khay cơm trước mà xong Rồi đề nghị Cô ăn cơm đi Tôi không ăn Tuấn vẫn cương quyết Bao nhiêu người ở dưới kia đang chờ cô ăn cơm Rồi mới được ăn cơm đấy Cô cũng nên ăn cho có sức đi chứ Ương bướng được cái gì Lệ tỏ vẻ bất mãn và mỉa mai Hớm anh làm như anh tốt lắm ý Mà tỏ vẻ quan tâm Anh cũng chỉ là hạng người xấu xa như bọn họ mà thôi Tuấn không giải thích Anh chỉ rúi khay cơm vào tay của Lệ Mà tỏ vẻ bất cần Ừ cô muốn nghĩ sao thì nghĩ Nhưng để đấu tranh với người xấu như tôi Thì cũng nên ăn mà lấy sức chứ Yếu như xê thì làm gì được Nói rồi thì Tuấn quay lưng bỏ đi xuống Lệ đứng chân chân Mà ngạc nhiên trước sự ngang ngược của Tuấn Lần đầu tiên cô thấy có người đàn ông Mà nói chuyện với cô kiểu như thế Bụng của Lệ lúc này Cũng bị réo sôi lên Bởi mùi thơm của thức ăn nên cô cũng đành phải ăn cơm dù sao thì cô chắc là cũng phải ở đây khá lâu chứ không phải là ngày một ngày hai nên suy cho cùng tuấn cũng nói đúng chống đối bằng việc nhịn ăn thì không phải là cách khi tuấn đi xuống thì mọi người đều nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ bởi anh đã làm được việc mà không phải ai cũng làm được tối hôm đó ông tùng có gọi điện về hỏi han sự tình thằng giòm cũng thật thà mà khai rằng hôm nay tuấn đã thuyết phục được cô lệ ăn cơm điều này khiến cho ông tùng hài lòng lắm thế nên ông ta có gửi lời khen cho tuấn qua thằng giòm thì ông tùng cũng nhắc nhở mọi người ở trong nhà phải coi lệ như là chủ nhân trong căn nhà này nên khi lệ có bất cứ yêu cầu gì thì tất cả đều phải đáp ứng điều này khiến cho mọi người càng trở nên hoang mang bởi đây là lần đầu tiên có một người con gái xuất hiện trong căn nhà này mà lại có nhiều quyền hành đến như vậy trước đây những cô gái được ông tùng đem về đây chỉ toàn là bị giam lòng ở trong phòng rồi thì chờ ngày được đưa đi thế nhưng lần này đối với lệ lại khác cô được toàn quyền đi lại trong nhà được yêu cầu mọi người làm bất cứ thứ gì cô muốn mà điều này thì khác nào là chủ nhân của nơi này đâu dù là thắc mắc nhưng cũng chẳng ai dám nói ra mà đều phải nhất nhất nghe theo lời của ông tùng yêu cầu cũng từ khi đó mà mọi người ở trong nhà dường như trở nên e rẻ hơn trước Mặc dù ông Tùng đã cho phép Lệ được tự do như là chủ nhân của căn nhà, thế nhưng mà thời gian đầu cô vẫn giam mình ở trong phòng, hàng ngày cứ đều đặn ngày ba bữa ăn thì đích thân Tuấn lại mang cơm lên cho cô. Những lần như thế, cô vẫn dành cho anh ánh nhìn không mấy thiện cảm. Mỗi tối thì ông Tùng vẫn đều đặn gọi điện để hỏi thăm tình hình ở trong nhà. Có khi thì Tuấn nghe điện, cũng có khi là thằng giòm, nhưng tất cả mọi chuyện mà ông Tùng cần biết cũng chỉ xoay quanh chuyện của lệ mà thôi điều duy nhất mà ông tùng yêu cầu đó là tuyệt đối không được để cô rời khỏi căn nhà này thành ra tuấn lại càng dấy lên sự nghi ngờ tuấn để ý có đôi khi ông tùng vẫn cố hỏi thằng dòm về việc có gì bất thường hay có chuyện gì mà tuấn giấu ông ta hay không nhưng những lần đấy thì thằng dòm vẫn bảo là không tuy nhiên thì tuấn đều nghe thấy hết chứng tỏ là ông tùng vẫn chưa hẳn hoàn toàn có thể yên tâm giao phó mọi chuyện cho tuấn nhưng chuyện này thì thằng giòm không nói lại với tuấn cũng không biết là vì nó lo nghĩ chuyện gì nhưng dường như anh cảm thấy nó vẫn ít nhiều dè dặt với anh thường thì nó chỉ nói chuyện với anh những chuyện vụn vặt mà thôi hoặc có những khi nó cần chuyện gì thì mới nhờ anh giúp đỡ còn tuyệt đối những chuyện liên quan đến ông tùng thì nó vẫn làng tránh và tuyệt nhiên không nói với anh bất cứ một điều gì trước đây hai anh em thân thiết nhau là thế nhưng từ khi nó vào đây làm, Tuấn vẫn cảm giác nó đang dần xa cách anh. Cũng có thể là nó có sự khổ tâm hay cũng có thể là vì sự đe dọa của ông Tùng làm nó sợ hãi, khiến cho nó phải dè dặt. Điều này khiến cho Tuấn phải suy nghĩ rất nhiều, anh cũng định bụng dần dần thì anh sẽ tìm bằng cách mà làm thân lại với thằng giòm, bởi để biết được nhiều chuyện trong căn nhà này thì chỉ có cách là moi tin từ nó mà ra thôi. Hơn nữa, Tuấn đã nghĩ rồi, để có thể thuận lợi Và tìm hiểu mọi chuyện ở đây thì anh cũng cần phải có đồng minh mà nhìn quanh quất thì người mà ông tùng tin tưởng nhất chỉ có thằng giòm thế nên việc lựa chọn nó làm đồng minh là điều đúng đắn bẵng đi một thời gian mà lệ cũng ở đây được hai tuần rồi trong hai tuần thì ông tùng cũng chỉ thạt về đây có mỗi một lần lệ thì vẫn giam mình ở bên trong phòng ông tùng chỉ ghé qua rồi khẽ nhìn lên phòng sau đó lại căn dặn mọi người phải chăm sóc lệ chu đáo, không được để cô ấy bị bệnh hay phật ý, bất cứ một chuyện gì. Xong rồi ông ta lại đi. Ông Tùng càng như thế, càng khiến cho mọi người tò mò, không biết lệ là ai mà lại khiến cho ông phải chăm sóc kỹ lưỡng như thế. Hàng cây hoa lại, Mà tuấn trồng trước nay, đã đến mùa nở hoa, từng nụ lài trắng nhỏ xinh bắt đầu hé lên, khiến cho Tuấn cũng thấy vui trong lòng. Cứ tầm khoảng 10 giờ đêm là Tuấn dỗi việc hơn, Thế nên anh lại tranh thủ mà đi tưới cây Anh luôn dành sự chăm sóc và yêu ái đặc biệt cho hàng cây hoa lài của mình Tối nay vẫn như thường ngày Tuấn lại khẽ nẻ sách thùng nước ra phía sau vườn Để tưới cho cây Có điều lần này khiến anh ngạc nhiên Chính là lệ cũng đang xuất hiện ở đây Anh nếp mình vào một góc quan sát Thấy cô đang tỉ mẩn hái mấy bông hoa lại Tuấn định làm ngơ chuyện này Mà đứng chờ cho lệ rời đi Rồi anh mới xuất hiện nhưng rồi, anh lại thấy nụ cười hiền của cô khi đang hít hà từng bông hoa lại, anh lại chợt thấy có cảm tình khi mà có người cũng có sở thích giống như mình. Tuấn nhẹ nhàng tiến lại từ phía sau, anh vẫn giữ thái độ rừng rưng mà đánh tiếng. "Tôi cứ tưởng người cao giá như cô không đụng đến mấy cái hoa loại rẻ tiền như thế này chứ." Lệ quay lại, thấy người đang đứng sau lưng mình là Tuấn, ban đầu thì cô định tỏ vẻ khó chịu nhưng khi thấy hai bàn tay của anh đang xách hai thùng nước lớn thì cô đoán chừng là tuấn tới đây để tưới cây trong lòng của lệ thầm nghĩ với một người yêu cây cối như thế này cũng không hẳn là người xấu nên cô thu hồi ánh nhìn không mấy thiện cảm mà trả lời anh đã là hoa thì đâu phân biệt rẻ hay đắt quan trọng là người thưởng thức có biết được vẻ đẹp của nó hay không mà thôi nói rồi thì lệ cúi xuống tiếp tục hái thêm mấy bông hoa Tuấn thì thấy khá thiện cảm với cô gái này nên anh có phần dịu giọng hơn. Nhưng mà hoa cô đang hái là hoa của tôi. Lệ có vẻ ngạc nhiên, cô quay lại mà đáp lời Tuấn trong giọng nói có phần mỉa mai. Người xấu như anh mà cũng biết trồng hoa cơ đấy. Tuấn khẽ thở dài, anh đáp lại lời của cô với giọng dài thườn thượt. "Vâng, vậy thì đề nghị cô đừng có đụng vào cây của người xấu nữa, tôi chăm sóc nó cũng cực lắm đấy." Lệ trở nên ương bướng Cô cũng chẳng chịu thua Anh nhớ ông Tùng ra lệnh như thế nào đúng không Tôi thích làm gì thì tôi làm Anh mà còn nói nữa Tôi đào cả gốc lại lên đấy Nói rồi thì lệ cầm mấy bông lại Mà đi thẳng lên phòng Chẳng cần bận tâm là Tuấn nói điều gì Tuấn thì thấy buồn cười Chứ cô gái có vẻ ngang ngược và cá tính này Anh chỉ khẽ cười và lắc đầu Xong rồi lại tiếp tục công việc của mình Là chăm chút cho từng bụi lại nhưng mà Tuấn không biết được Từ trên cửa sổ phòng lệ Cô cũng đang chăm chú Nhìn từng hành động của anh Cô thận trọng quan sát Cô thấy Tuấn trông thật hiền Khi mà anh tỉ mẩn chăm sóc những bụi cây Cô nhìn thấy khuôn mặt đó Lại thêm vẻ điềm đạm Trong lúc này Lòng cô lại trở dâng lên một suy nghĩ Liệu rằng có phải cô đang nghĩ sai cho Tuấn hay không Có khi nào anh không giống như những người mà cô từng gặp nhưng rồi cô lại khẽ lắc đầu mà xua đi cái suy nghĩ đấy Bởi nếu Tuấn là người tốt Thì anh ta đã không làm việc cho ông Tùng rồi Càng nghĩ lệ lại càng cảm thấy hơi thất vọng Cô khẽ thở dài đầy não nề Rồi đóng cửa sổ lại Cô đặt mấy bông hoa lại vừa nãy Cô mới hái lên phía đầu giường Và chìm vào giấc ngủ Từ ngày tới đây Chưa có một đêm nào là cô ngủ ngon được Bởi những lo âu Và phiền muộn trong lòng mình cũng nhờ mấy bông lài này mà cô cảm thấy thư thái hơn mà có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ sáng nay khi tuấn đang bước vào để chuẩn bị ăn sáng thì nghe tiếng cô thoan trò chuyện với bác nam là người dọn vệ sinh ở trong nhà hình như hôm qua tôi thấy cô lệ có vẻ ngủ được hơn so với mọi khi mấy dạo trương thi thoảng ban đêm tôi thức dậy thấy cô ấy vẫn thức khuya ấy thế mà hôm qua thấy cô ấy ngủ từ sớm mà sáng nay vẫn chưa thấy dậy nữa bác nam cũng vui vẻ tiếp lời tôi thấy cô ấy dạo này cũng chịu khó bước chân ra ngoài rồi mấy đêm gần đây tôi thấy cô ấy ra chỗ mấy bụi lài ngắm nghía một lúc rồi mới đi vào đấy tuấn chỉ im lặng lắng nghe nhưng anh cũng đoán chừng là vì lệ thích mấy bông hoa lài đó có lẽ cũng chính vì điều này mà anh chú trọng chăm sóc mấy bụi hoa lài hơn những tối sau đó tuấn vẫn bắt gặp lệ ra ngắm hoa mỗi lần như thế thì cả hai cũng nói qua lại đôi ba câu tuy chỉ là những câu đốp chát nhưng mà ít ra cũng làm cho cả hai cảm thấy vui dần dần cũng chẳng hiểu từ khi nào mà việc nói chuyện với nhau qua lại lại trở thành thói quen giữa hai người mỗi lần tưới cây thì tuấn lại cố nán lại để chờ lệ đi xuống để có thể nói chuyện vài ba câu và lệ cũng vậy cô cũng căn lúc tuấn đang ở vườn rồi mới đi xuống cũng chẳng để hiểu nổi được mối nhân duyên này đến từ lúc nào Và cả hai dần cảm mến nhau Nó đến một cách tự nhiên Đến nỗi mà người trong cuộc cũng chẳng thể nhận ra Càng thân thiết nhiều Tuấn lại càng lo sợ Rồi một ngày Lỡ như ông Tùng tới đây Và đưa lệ đi khỏi nơi này Như những cô gái trước kia Cho đến tận bây giờ Cho dù Tuấn đã được tự do đi lại trong nhà Hay là thậm chí Được ông Tùng tin tưởng nhiều hơn nhưng mà thật sự anh vẫn chưa điều tra ra được sự thật đằng sau những việc làm của ông Tùng là gì. Mặc dù thì ông Tùng cho lệ những đặc quyền mà trước đây những cô khái khác chưa có. Nhưng điều này cũng chỉ khiến cho Tuấn có thể tạm yên tâm phần nào mà thôi. Ít nhất thì cô không bị đối xử ngược đãi Nhưng mà nhìn ánh mắt u sầu trong đôi mắt của lệ thì Tuấn cứ thấy nôn nao trong lòng. Mà lắm lúc anh cứ thấy buồn miên man mà chẳng hiểu lý do vì đâu. Cứ mỗi lần thấy ông Tùng về đây Là Tuấn lại lo sợ Bởi anh sợ rằng Ông ta sẽ đưa lệ đi Chỉ cho đến khi ông ta rời đi rồi Thì anh mới có thể thở vào nhẹ nhõm đi đôi chút Nhưng mà cứ một lần Ông Tùng về đây Là Tuấn lại biết rằng Cái ngày mà lệ phải rời đi là không xa Anh chỉ tiếc là anh chẳng có đủ năng lực Để có thể che chở cho lệ Nếu như một ngày Cái điều anh không mong muốn sẽ xảy ra Tuấn cũng để ý Những lần mà ông Tùng về đây Ông ta thường gọi thằng dòm lên phòng Để hỏi han riêng một vài chuyện Tất nhiên những chuyện này Thằng dòm chẳng bao giờ nói với anh cả Nhưng một khi ông ta đã muốn nói chuyện riêng Thì chắc hẳn những điều này Có liên quan đến anh Cũng có đôi lần Ông Tùng bóng gió về chuyện phải biết giữ khoảng cách Rồi thì là cách cư xử phải phép Giữa chủ và tứ Nhưng khi ấy Tuấn lại lảng đi mà vờ như không hiểu Trước mặt ông Tùng Anh cứ đóng vai một kẻ ngu ngơ Thở ơ với mọi chuyện gợi ý anh không được thì cũng có lúc ông Tùng lấy gọi hết người làm trong nhà ra mà căn dặn về cách xử sự giữa chủ và tớ, rồi thì phải biết giữ khoảng cách, biết thân phận của mình tới đâu mà không được mơ mộng trèo cao. Những điều này Tuấn hiểu hết, nhưng mà biết làm sao được khi mà có những chuyện không phải bản thân mình nghĩ rằng sẽ dừng lại thì lý trí có thể chiến thắng được những cảm xúc bên trong con người mình. Cho dù là ông Tùng cấm cản hay là cho dù là những điều anh suy nghĩ chỉ là trong mơ mộng thì anh cũng quyết giữ lấy cho riêng mình dù là chỉ ở trong suy nghĩ mà thôi thời gian trước khi mà tuấn từ chối nhận tiền lương thì ông tùng có vẻ hài lòng và ông ta thử thách anh bằng cách là những tháng sau đó cũng không trả lương nhưng rồi sau cùng ông tùng thấy tuấn vẫn kiên quyết và không hề có bất cứ phản ứng nào thế nên ông tùng cũng đưa cho anh mỗi tháng một ít tiền gọi là sinh hoạt phí để mua những vật dụng cho cá nhân nhưng thường thì những tháng lương của anh, anh cũng mua những món đồ linh tinh, khi thì anh mua cho cô Thoan cái áo, khi thì mua cho bác Nam đôi dép, cũng có lúc anh mua bánh kẹo cho thằng giòm. Nói chung là những khoản tiền ấy anh chẳng giữ cho riêng mình đồng nào hết. Tháng lương này cũng thế, khi vừa nhận mấy tờ tiền trên tay của ông Tùng xong thì Tuấn cũng xin phép để đi ra ngoài mua một ít đồ. Anh dạo quanh chợ và tiến vào hiệu sách mua một số sách giáo khoa lớp 1 anh thấy trên kệ có một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh xinh con bướm gắn đá lấp lánh thế nên tuấn mỉm cười mà tiện tay mua cái kẹp rồi bỏ vào trong túi áo của mình lần này tuấn quyết định sẽ dạy cho thằng dòm học bởi chơi với nó từ nhỏ anh biết nó không được học hành nên không biết chữ ngày trước anh bắt gặp nó cứ đứng thập thò ở ngoài cửa lớp để nhìn đám bạn học bài những lúc ấy anh thấy ánh mắt thèm thuồng cái chữ của thằng dòm mà anh thương nó vô cùng cũng vì khi ấy anh cũng chưa làm ra tiền nên cũng chẳng thể nào mà giúp đỡ được gì cho nó cả bây giờ thì đỡ hơn một chút nên anh thật lòng muốn giúp thằng dòm học để cho nó có cái chữ cuộc đời của nó cũng không thể nào mãi chôn chân ở trong căn nhà này được không lẽ nó cứ đi làm thuê suốt ở đây một đời anh muốn cho nó sau này có một tương lai tốt hơn ít ra nó cũng có thể bươn trải mà có được một gia đình riêng của nó thằng dòm đón bộ sách trên tay của tuấn nó mừng rỡ tới nỗi như thể không tin phải hỏi lại tuấn một lần nữa có thần là anh sẽ dạy chứ cho em không thật chứ điều này anh đã muốn làm từ lâu rồi từ ngày mai cứ lúc nào rảnh là anh sẽ bày cho em học thằng dòm vui lắm nó cứ ôm khư khư bộ sách vào trong lòng rồi thì nó cứ hít hà cái mùi sách mới mà cười tới nỗi chẳng thấy mắt đâu có lẽ từ nhỏ tới bây giờ đấy là lần đầu tiên tuấn thấy nó hạnh phúc đến như vậy khi thằng giòm vừa rời đi thì lệ xuất hiện bởi từ trên phòng cô đã nghe thấy tiếng reo hò dâm gian của thằng giòm cũng bởi vì tò mò nên lệ đi xuống thì thấy cái cảnh này cô chợt cảm thấy vui khi thấy tuấn là một người sống tình cảm đến như vậy vừa thấy lệ tuấn bối rối một lúc anh thỏ tay vào túi áo có chút sụt rè xong rồi trần trừ mãi anh mới lấy cái kẹp tóc mà đưa cho cô cái này cho cô Tuấn nắm cái kẹp khum lại trong lòng bàn tay Nên lệ cũng không biết là cái gì Cho tới khi cô xòe tay ra Cô mới thấy đó là một chiếc kẹp hình con bướm sáng lấp lánh Lệ khẽ mỉm cười Khóe môi cô Đã cong lên mà vui vẻ hỏi Tuấn Là anh cho tôi thật đi à Tuấn có vẻ lúng túng Anh cũng không biết giải thích như thế nào Anh lại vụng về Mà đưa ra một lý do hết sức buồn cười cô đừng có hiểu lầm chỉ là tôi mua sách cho thằng giòm thừa mấy ngàn nên người ta bù cho tôi cái kẹp tóc này mà thôi mặc dù thì lệ hiểu cái lời nói dối vụng về kia của tuấn nhưng cô vẫn cười thật hiền vui vẻ nhận lấy chiếc kẹp từ tuấn và cảm ơn anh cũng chẳng hiểu từ bao giờ mỗi lần trò chuyện với tuấn và nhận được một vài món đồ từ anh khi thì cành hoa lại, khi thì trái ổi tuấn hái được trong vườn cũng khiến cho lệ cảm thấy vui hết cả một ngày đúng như lời hứa hẹn thứ tới ngày hôm sau tuấn đã chuẩn bị chu đáo một góc bàn ở ngoài sân cho thằng dòm học bài bởi vì thằng dòm nó vốn ham học lại thêm sự háo hức của nó từ trước tới nay nên nó học nhanh lắm mấy chữ cái anh chỉ bày cho nó có một lần ấy thế mà nó thuộc lau lau lại cũng ngồi bậc thềm nhìn tuấn bày cho thằng dòm học bài mà thi thoảng cô lại khẽ mỉm cười cô cảm thấy vui với khung cảnh rộn ràng của hai anh em thằng dòm sáng dạ nên cũng chẳng mất quá nhiều thời gian mà nó đã học thuộc bảng chữ cái rồi thì tuấn lại bày cho nó cách đánh vần cũng bởi vì thằng dòm nó phải chú tâm học hành nên có một vài việc tuấn cũng làm phụ nó hết những lúc mà tuấn không ở đây thì lệ lại thay anh mà bày cho thằng dòm học bài có những khi cả tuấn và lệ đều đứng cạnh bên chăm chú nhìn thằng dòm tập viết những khi ấy vô tình tuấn nhìn lên lại bắt gặp cái khung cảnh này anh bần thần một lúc rồi chợt cảm thấy mơ hồ mà tưởng tượng ra cái hình ảnh này giống như là một gia đình nhỏ của hai vợ chồng đang bày cho đứa con trai học bài rồi những khi ấy trong lòng của tuấn lại trỗi dậy một nỗi buồn nếu như ngày đó người yêu của anh không rời anh mà đi thì biết đâu bây giờ cái khung cảnh này không chỉ là trong mơ mộng nữa mà biết đâu đó là sự thật cũng không chừng thằng giòm thấy từ ngày biết đọc chữ thì ngày nào nó cũng ôm mấy cuốn sách mà đọc đi đọc lại Nhiều lúc nó cứ cười mà khoe Nghe nó nói mà cũng thấy tội Nó bảo nó cứ nghĩ cả cuộc đời này Nó sẽ không viết được tên của nó ấy thế mà không ngờ Bây giờ nó đã đọc được sách rồi Tuấn cũng vậy Anh vui khi giúp được thằng Dòm Thực hiện được mong muốn của nó Từ khi mà có được sự giúp đỡ của Tuấn Thì thằng Dòm cũng bớt dè chừng hơn Mặc dù thì nó vẫn không nói với anh nhiều chuyện nhưng thi thoảng anh có hỏi han điều gì về ông tùng thì nó cũng trả lời với anh nhưng mà tuấn cảm giác thằng giòm vẫn trả lời lấp lửng chứ không hoàn toàn nói hết những gì mà nó biết sáng nay tuấn được đi ra ngoài anh đi ra chợ mà mua một vài thứ gia vị linh tinh mà cô thoan đã căn dặn khi đang mải mê lỉnh kỉnh xách mấy túi đồ để chuẩn bị ra về thì anh lại nghe thấy tiếng cô hồng bán rau ở góc chợ đang nói rất lớn về chuyện của lam là người yêu cũ của anh ngày trước trong phút chốc tuấn cảm thấy thất thần anh buông thõng hai bịch đồ xuống đất mà chăm chú theo dõi câu chuyện của cô hồng anh nghe thấy rõ cô ấy đang nói về chuyện của lam này mấy bà nghe đâu cái con lam nó lại sinh thêm đứa thứ hai ý nghe đâu lần này nó sinh được thằng con trai thế nên ông chồng cưng chiều nó lắm công nhận số nó cũng tốt số cứ nghĩ lấy phải chồng già rồi sẽ khổ ấy thế mà không ngờ nó lại sướng hơn khối bà trong đám đàn bà tụi mình ở đây Tuấn cảm thấy có phần hụt hẫng Đôi chân anh đứng trên mặt đất mà dường như không có cảm giác nữa Đôi tay anh buông thõng mà ngồi bệt xuống nơi góc chợ Tuấn khẽ đưa tay ôm lấy đầu Anh cũng không biết cảm giác của mình lúc này là như thế nào nữa Anh thấy mình thật ích kỷ Đáng lẽ ra khi biết cuộc sống của Lam tốt như thế Thì anh phải mừng cho cô Bởi dù sao cô ấy cũng là người anh từng thương đến ra giết Nghĩ thì nghĩ là vậy Nhưng mà sự ích kỷ của một người đàn ông Lại thêm cái tình yêu giang dở đau đáu Đang cháy âm ỉ hàng ngày trong trái tim anh Khiến cho anh cảm thấy đau và ghen tị Với hạnh phúc của Lam Sau một hồi ủ rũ Cuối cùng thì Tuấn cũng đành phải đứng dậy mà đi về Từ xa thằng giòm Đã thấy bóng dáng anh lững thững Xách hai bịch đồ mà đi vào nhà một cách vô hồn Thấy anh Thằng giòm có chào hỏi nhưng mà dường như tuấn không nghe thấy tất cả mọi thứ ở trong đồ anh bây giờ chỉ toàn là những lời nói văng vẳng của cô hồng lúc nãy anh cứ tưởng tượng ra cuộc sống hạnh phúc của lam bây giờ mà thôi tuấn đưa đồ cho cô thoan rồi anh lặng lẽ đi ra phía sau vườn như một cách vô thức anh cứ đi đi mải miết đến cái căn nhà bí mật của mình anh leo lên trên nhà rồi bất lực mà nằm vật ra sàn anh mệt mỏi tới nỗi chỉ muốn có thể ngủ ngay một giấc nhưng cứ nhắm mắt lại là trong đầu anh lại hiện ra cái cảnh vợ chồng của Lam đang hạnh phúc bên hai đứa con càng nghĩ anh càng cảm thấy điên tiết anh muốn hét lên muốn gào toáng lên cho thỏa cái sự uất ức trong lòng nhưng mà tất cả cũng đành phải nén lại bởi nỗi đau của anh bây giờ và trước kia gom lại thì cho dù có ngông cuồng bộc phát cỡ nào cũng chẳng đủ để xả hết đi nhưng đau khổ đang gặm nhấm trong tâm trí anh hàng ngày Lệ để ý từ sáng tới giờ không thấy Tuấn đâu, cô cũng đi ra vườn tìm kiếm nhưng vẫn không thấy anh đâu. Bình thường giờ này nếu anh không có trong nhà thì cũng chỉ loanh quanh ngoài vườn, vậy mà Lệ tìm mãi vẫn chẳng thấy. Cô cảm thấy có một chút nôn nóng và lo lắng, cô cứ đi qua đi lại chỗ bếp muốn hỏi cô Thoan một chút về việc Tuấn ở đâu, nhưng rồi cô lại ngại hỏi bởi sợ mọi người lại suy diễn lung tung rồi lại làm liên lụy tới Tuấn lệ đi ra phía thằng giòm thấy nó vẫn đang chăm chú đọc sách cô suy nghĩ một lát mà lại vờ hỏi han anh tuấn hôm nay không bày cho giòm học à thằng giòm ngừng đọc sách nó nhún vai với vẻ đầy bất lực mà than vãn em cũng chẳng biết anh tuấn bị làm sao nữa rõ ràng là hôm qua hẹn em sáng nay học toán vậy mà sáng nay thấy anh ấy đi chợ về xong là cứ như người mất hồn mà đi đâu mất hút ấy thằng giòm nói thế thì lại lại càng thấy lo Cô không biết là Tuấn có chuyện gì Nhưng việc anh biến mất đột ngột như thế Quả thực khiến cho cô cảm thấy lo lắng Và khó chịu trong lòng Cô cứ đi lòng vòng tìm kiếm Nhưng vẫn chẳng thấy Tuấn đâu Ở trong nhà này Cũng chẳng có phương tiện gì Mà liên lạc khiến cho Lệ càng trở nên bất lực Tới giờ cơm trưa rồi Mà vẫn không thấy Tuấn Lệ hôm nay lại đi xuống nhà cùng ăn với mọi người Mục đích cũng chỉ để xem Tuấn đã trở lại hay chưa nhưng mà chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng anh xuất hiện Cô Thoan có vẻ bực mà cằn nhằn Cái thằng Tuấn này rõ là lạ Ban sáng đã bảo phụ cô Làm thịt gà ấy thế mà đi chợ về Nó để đồ đấy rồi đi đâu tới giờ Mà không thèm nói với ai câu nào Nói rồi cô Thoan lại nói vọng ra Mà hỏi bác Nam Ông có thấy thằng Tuấn nó đi ra ngoài hay không Bác Nam cũng lắc đầu Nó đi chợ về Là tôi thấy nó đi ra vườn chứ cô đi ra ngoài đâu khéo không chừng nó bận chăm cây ngoài đấy trước giờ nó mê trồng cây đến quên cả ăn cơm cơ mà bác Nam nói vậy rồi thì cô Thoan cũng đành tặc lưỡi mà bỏ qua bữa cơm trưa hôm nay không có sự xuất hiện của Tuấn suốt cả buổi trưa lệ không thể nào ngủ được cô cứ đưa đôi mắt mà nhìn ra phía vườn mà mong ngóng nhìn thấy bóng dáng của Tuấn không biết từ bao giờ sự xuất hiện của anh lại trở thành một thói quen của lệ để khi mà anh biến mất thế này thì cô cứ thấy bồn chồn và khó chịu đến vô cùng trời sẩm tối rồi mà vẫn không thấy tuấn đâu làm cho lệ càng thêm lo lắng sáng nay cô nghe nói là tuấn đi về phía vườn cây nên cô cũng liều mình và đi ra đó cô đi mải miết nhưng không thấy tuấn đâu cô đi từ vườn hoa đến vườn cây ăn trái nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng tuấn đâu cả bóng đêm thì dần sụp xuống lệ cảm thấy cô đặc và sợ hãi Giữa vườn cây rộng mênh mông, cô có chút sợ hãi mà bắt đầu rơm rớm nước mắt, lê từng bước chân nặng nề đi trong màn đêm vô định. Tuấn suốt một ngày dài nằm chôn mình trong căn nhà gỗ trên cây, anh tự dày vò mình bằng mớ suy nghĩ về người yêu cũ, rồi tự dằn vặt mình trong đau khổ. Cho đến khi thân thể đã mệt rã rời rồi thì anh cứ thế vùi mình vào giấc ngủ để mà tạm quên đi những đau đớn trong tim. Cũng chẳng hiểu Tuấn mượn giấc ngủ để trốn chạy khỏi đau khổ hay chăng Mà anh ngủ một cách ngon lành từ trưa đến chiều tối Khi mở mắt ra Anh đã thấy mạn đêm vây quanh mình rồi Bụng đói cồn cào Lại thêm thân thể mệt dẻo dã Khiến cho Tuấn càng thêm ủ rột Tuấn mở mắt Anh cứ nằm nhìn chân chân vào khoảng đêm đen trước mặt Mà trong đầu đầy trống rỗng Bất giác Trong lòng anh dấy lên sự bất an Anh cứ cảm thấy lo lắng Mà không thể định nghĩa được sự bất an này Là vì điều gì cũng chẳng biết có điều gì thôi thúc Mà khiến anh nhanh chóng Rời khỏi căn nhà gỗ Mà lần mò trong bóng đêm để quay về nhà Khi vừa bước ra khỏi cánh rừng tràm rậm rạp Tuấn nghe vang vẳng Tiếng khóc thút thít của người con gái Tuấn có chút lạnh sống lưng Bởi từ nhỏ tới giờ Cứ nghe người ta đồn đoán về ma quỷ nơi đây Có lẽ nào Lần này là anh đang gặp ma Tuấn tự chấn an mình Mà xua đi chuyện ma quỷ Bởi từ nhỏ tới lớn đã lần nào anh gặp ma đâu tiếng khóc này tuấn thấy thật sự rất chân thực anh cảm giác quen thuộc mà bạo gan tiến dần về nơi có tiếng khóc ấy tuấn đi được một đoạn thì vấp phải một người nào đó tiếng khóc là ở đây anh cúi sát người nhưng trong bóng đen mờ mịt thế này anh cũng chẳng thể nào biết được người đó là ai tuấn thận trọng hỏi han ai ai đấy bỗng chốc tiếng khóc vang lên lớn hơn và có bóng người ôm chầm lấy Tuấn mà khóc thổn thức Cái mùi hoa lại quen thuộc này Khiến cho Tuấn bỗng khựng lại Người này là lệ mà Lần đầu tiên ở cạnh lệ Ở khoảng cách gần đi này Khiến cho Tuấn có chút căng thẳng Thân thể cô đang áp sát vào anh Run lên vì sợ hãi Tuấn vừa gượng gạo vừa căng thẳng Anh cảm giác cổ họng mình khô khốc Mà dần dần đưa hai tay Ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của lệ Chờ cho lệ bớt sợ đi một chút Xong rồi anh mới chầm chậm đưa tay lau đi vệt nước mắt chưa kịp khô trên má cô anh khẽ thì thầm có chuyện gì mà cô chạy ra đây lệ lại hòa khóc mà khóc lớn thêm cô vừa trách móc vừa sợ hãi tôi đi tìm anh chứ sao nữa tự nhiên Tuấn cảm thấy mình có lỗi khi mà để cho lệ phải lo lắng như thế này anh chỉ biết im lặng để mà cho lệ cái trách móc mình cũng đúng thôi là anh sai mà đáng ra anh nên nói với cô một lời Chứ không nên im lặng mà bỏ đi như thế Phải một lúc lâu sau Thì lệ mới bớt sợ hãi đi một chút Lúc này Tuấn mới nhận ra là lệ bị thương ở chân Nên anh lại vội vàng dìu cô vào trong nhà Để băng bó vết thương lại Mãi cho đến khi Tới mấy bụi hoa qua ánh đèn hắt vào Thì lệ mới nhận ra là mình Đang khư khư báo lấy Tuấn Cô xấu hổ Một bội ruột tay lại Vừa vào tới sân Thì Tuấn mới thấy rõ là chân của lệ đang chảy máu ở đồ gối Chắc là lúc nãy cô bị ngã và va vào tảng đá nên chân mới như thế Tuấn định giữ lẻ lại để băng bó Nhưng cô sợ mọi người nhìn thấy nên một mực muốn đi lên phòng Tuấn nhanh tay chụp lấy tay cô kéo lại mà yêu cầu Cô không ở lại đây mà xử lý vết thương đi mà còn định đi đâu đấy Lệ cố giằng tay ra Cô xấu hổ mà gắt lên Anh bỏ tay ra đi Mọi người nhìn thấy bây giờ Rồi cô muốn bị chảy máu rồi vết thương bị nhiễm trùng Hay là sợ mọi người thấy Nói rồi thì Tuấn cũng chẳng cần trở lại trả lời nữa Mà anh kéo cô ngồi xuống Lấy chai nước muối rửa lên vết thương đang chảy máu Lệ chỉ biết ngồi lặng yên trên ghế Mà nhìn Tuấn đang tỉ mẩn chăm sóc vết thương cho mình Thấy anh ăn cần thế này Bỗng nhiên cô lại thấy mùi lòng mà thêm chút tủi thân Lần này thì mặc kệ Ai nhìn ngó Tuấn vẫn cứ thản nhiên mà dìu lệ về phòng Bởi chân cô đau như thế làm sao mà leo cầu thang được Đang đi tới lưng chừng cầu thang Thì thằng giòm cũng vừa bước từ trên xuống Thấy Tuấn Nó hỏi anh với vẻ đầy khó chịu Anh đi đâu cả ngày nay mà em tìm không được À anh bận Thằng giòm có vẻ cũng chẳng hài lòng Với kiểu trả lời hơi hợt của Tuấn Bởi vì anh đã thất hứa với nó Về chuyện bày cho nó học Nhưng nó không có thời gian mà bận tâm nữa Bởi ánh mắt nó đang dừng lại Ở vết thương nơi đầu gối của lệ nó nhìn chăm chú một lúc xong rồi thắc mắc Chị Lệ làm sao mà bị thương vậy? Lệ có chút bối rối Bởi không lẽ bây giờ Lại bảo là cô ra vườn đi tìm Tuấn rồi bị ngã Bởi cũng sợ Nó nói lại với ông Tùng như thế Nên là Lệ cứ chần chừ mãi Tuấn cũng đoán chừng được sự khó xử của Lệ Nên anh đỡ lời Chị Lệ bị ngã ở ngoài sân Chắc là do đám diêu trơn Cũng vừa hay hanh thấy nên mới đưa về phòng Vì cũng sợ thằng Dòm tọc mạch nên lệ cũng cẩn thận mà căn dặn Chị không bị nặng lắm đâu Mà chỉ là chảy có một chút Nên em đừng có nói lại với ông Tùng Kẻo là lớn chuyện ra Thằng giòm vâng dạ Rồi nó cũng rời đi Kể từ ngày mấy anh chị em thân thiết với nhau hơn Thì dường như thằng giòm Nó cũng nghe lời và hiểu chuyện hơn trước Khi lệ đã vào phòng rồi Thì cô mới bớt hồi hộp Cô khẽ nép mình sát vào cánh cửa Mà lắng nghe tiếng bước chân của Tuấn xa dần rồi cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm tuấn rời đi mang theo một mớ cảm xúc hỗn độn khi mà vừa đang đau đớn buồn lòng về những chuyện của hôm nay và đang xen những xúc hàm hồi hộp và bối rối vừa ban nãy cũng không biết là do ban trưa tuấn đã ngủ quá nhiều hay là vì anh đang dối bời vì chuyện gì mà lại không ngủ được anh lại một mình thờ thẫn đi trong vườn bất giác anh dừng lại trước bụi lài mà khẽ khom người hít hà một chút hương thơm êm dịu. Lệ cũng không ngủ được, mặc dù cả ngày hôm nay cô cũng chẳng ngủ nghe gì, có chút đau ở vết thương vừa nãy, Lệ loay hoay một lát, xong rồi khẽ mở cửa mà thận trọng nghe ngóng. Khi không nghe thấy động tĩnh gì ở bên ngoài, thì cô mới khe khẽ đẩy cửa bước ra mà đi xuống nhà. Khi vừa đi được lưng chừng cầu thang, thì chợt Lệ khựng lại khi mà cô đang nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô Thoan và bác Nam lệ đứng khuất ở khúc giữa cầu thang nên hai cô chú ấy không hề biết sự xuất hiện của lệ mà vẫn trò chuyện một cách thoải mái không có chút đề phòng lệ nghe thấy rõ tiếng bắc nam hỏi cô thoan không biết thằng tuấn có chuyện gì mà hôm nay thấy nó cứ là lạ vậy nhỉ cô thoan tặc lưỡi thì nó ngoài cái chuyện đau khổ vì người cũ thì có chuyện gì khác nó mấy năm nay chả như thế lệ vẫn cứ đứng yên mở khóc mà lén lút nghe câu chuyện về người cũ của tuấn mà Cô Loan đang kể cho bác Nam nghe. Bây giờ thì cô hiểu sự kỳ lạ và khó hiểu của Tuấn bao nhiêu lâu nay, cô cũng chẳng định nghĩ được cảm xúc của mình lúc này là như thế nào nữa. Nhưng mà quả thực là cô đang rất khó chịu trong lòng. Có một cảm xúc thật kỳ lạ, khó gọi tên nó đang len lỏi lớn dần lên trong lòng, có chăng đó là cảm giác ghen tuông. Sáng hôm sau thì lẽ đã xuống nhà từ sớm, mà lý do cũng chẳng có gì, ngoài việc cô không ngủ được. Nên muốn dậy sớm một chút Mà hít hà khí trời Vừa bước ra sân Đã thấy Tuấn đứng đấy Nhìn đôi mắt phờ phạc Có lẽ là đêm qua anh cũng không ngủ được Thấy lẽ Tuấn hỏi ngay Mới sáng sớm cô không ngủ thêm đi Mà xuống đây làm gì Tôi không muốn ngủ Tuấn nhìn đôi mắt trũng sâu thì cũng đoán chừng Đêm qua lệ cũng mất ngủ như anh Tuấn nhìn kỹ hình như là đang có chút phản phất sự u buồn trong mắt cô Không biết là chuyện gì nhưng trông cô có vẻ buồn lắm khi tuấn chưa biết nói gì thêm thì lệ đã chủ động mà hỏi lại hôm qua anh đã đi đâu tuấn có chút ngượng ngập anh chưa biết nên trả lời thế nào bởi anh đắn đo không biết có nên nói ra những bí mật trong lòng mình lệ thấy dối bởi vì cô nhìn thấy sự đắn đo trong mắt anh có lẽ nào thời gian qua cô chưa đủ độ tin cậy để anh có thể nói ra chút ít chuyện đang giấu trong lòng Lệ vội quay ngoắt đi Mà buông lời giận dỗi Nếu không muốn nói thì thôi Tôi đi Thấy Lệ có vẻ giận Nên Tuấn nhanh chóng mà níu tay cô lại Anh chấp nhận Nhưng mà cảm giác vẫn đắn đo Cô đi theo tôi Tuấn dẫn Lệ đi ra vườn Khi đi ra tới khu vườn tràm rậm rạp Thì Lệ có chút lo lắng mà hỏi lại Anh đưa tôi ra chỗ âm u này Làm gì thế Thế cô có đi không Nếu không đi có thể quay về Thấy thái độ khó ưa của Tuấn Thì Lệ cũng đành nhịn sự tức giận lại Và chấp nhận đi theo anh ta vào sâu bên trong khu rừng Cánh rừng âm u cùng không khí buổi sáng hơi lành lạnh Khiến cho Lệ có chút sợ Cô cứ đi nép sát vào bên cạnh người Tuấn Dần dần thì căn nhà gỗ cũng hiện ra trong tầm mắt của Lệ Căn nhà trông như ngôi nhà trong cổ tích Nằm gọn lòn giữa khu rừng tràm Lệ dường như không tin vào mắt mình Mà cố không người để nhìn rõ hơn Cô quay sang mà hỏi Tuấn Sao anh biết chỗ này hay vậy Tôi làm cái nhà này đấy Lệ nhìn Tuấn Với ánh mắt tròn xoe kinh ngạc Cô không ngờ là Tuấn lại có thể khéo tay đến vậy Cô tiến lại gần mà sờ lên từng bậc thang Tuấn cũng tiến lại Anh nhìn lên trên mà hỏi Lệ Có muốn lên trên kia không Lệ khẽ gật đầu Nhưng rồi cô chợt nhận ra là mình đang mặc váy Nên có chút ngại ngùng Tuấn hiểu ý nên cũng trả lời khéo Cứ thoải mái đi Tôi không có nhìn đâu mà lo Tuấn nói rồi xong anh lịch sự mà quay mặt đi Lệ cũng vì vậy Mà hí hửng đi lên phía trên Để xem căn nhà Có lẽ Dương sớm làm cầu thang hơi trơn Nên vừa mới chỉ bước lên được mấy bước Thì lệ bị hụt chân Mà suýt ngã Khi cô đang chơi với Thì cũng vừa may là Tuấn lao tới đỡ lấy cô Khi lệ tưởng chừng Nhưng mình bị ngã thì người cô đã ngã vào vòng tay thật êm. Khi đã qua cơn hốt hoảng thì cô mới nhận ra là mình đang nằm gọn trong vòng tay của Tuấn. Cô có chút ngại ngùng mà vội rút ra khỏi vòng tay anh, lúng túng. Cầu thang trơn quá. Tuấn cũng ngại ngùng, những cảm giác bồi hồi của tối qua vẫn chưa hết. Nay lại thêm chuyện này, anh miễn cưỡng lên tiếng mà xua tan cái khung cảnh ngại ngùng này. Thôi, cô bước lên đi để tôi đỡ sau lưng cho lần này tuấn không để cho lệ từ chối anh áp sát phía sau lưng và dẫn lệ đi lên trên nhà cái không gian đầy thư mộng ở đây khiến cho lệ thích thú cô quên cả sự ngại ngùng ban nãy mà đi tham quan hết cả căn nhà gỗ ở đây lệ không ngừng trầm trồ và thán phục trước sự sáng tạo kỳ công của tuấn điều này làm cho anh cũng cảm thấy hãnh diện lệ quan sát xung quanh một lát xong rồi cô lại hồn nhiên mò hỏi tuấn những lần sau nếu tôi muốn tới đây nữa có được không Tuấn khẽ cười Anh đang vui vẻ nên cũng nhanh chóng gật đầu mà đồng ý Vậy là từ cái ngày hôm đó Cứ chiều chiều hay những khi buổi sáng rỗi việc Thì lẹ lại cùng Tuấn tới căn nhà kia Cùng nhau ngắm cảnh trời mây Cũng có khi chỉ là hai người ngồi hai góc đọc sách ngắm hoa Tuy chẳng ai nói với ai cô nào Hoặc thi thoảng cũng chỉ là vài lời hỏi han qua lại nhưng cả hai đều dấy lên sự bình yên và cảm thấy hạnh phúc vô cùng cũng chẳng hiểu từ bao giờ tình cảm giữa cả hai dần nhen nhóm lên cũng chẳng ai nói ra chỉ giấu kín trong lòng nhưng mà tự cả hai đều hiểu được cái cảm xúc của mình với đối phương ra sao đối với lệ cô có phần e rẻ bởi cô là con gái hơn nữa cô đã biết chuyện trong quá khứ của tuấn nên cô chẳng đủ can đảm để bước tiếp mà nối lại đoạn tình cảm kia trong cuộc đời của Tuấn. Mà hơn hết, việc lệ bị đưa tới đây cũng chẳng phải là sự bình thường. Mỗi ngày cô sống ở đây cũng chỉ là như là đang ngồi trên đống lửa bởi chẳng thể biết được kết cục của mình, mai này sẽ ra sao. Còn về phần Tuấn, cảm xúc trong lòng anh hỗn độn, về hai người con gái trong lòng mình. Nghĩ về người cũ, trong lòng anh vẫn cảm thấy nôn nao, anh vẫn thấy buồn, vẫn thấy nhớ Nhung về những ký ức cũ có chăng là anh cảm giác những nỗi đau trong lồng ngực nó đã vơi dần đi chứ không còn âm ỉ như lúc xưa nữa mỗi lần ở cạnh lệ cùng cô đọc sách trò chuyện tuy khoảng thời gian ấy chỉ là ngắn ngủi tuy là những hành động này cũng phải trong lén lút để tránh những ánh mắt của những người xung quanh nhưng anh cảm thấy vui những lúc ở cạnh cô tâm trí anh không còn bị vướng bận với bất kỳ điều gì nữa tuấn cứ mơ hồ anh không đoán định được tình cảm trong lòng mình anh chưa thể khẳng định rõ những cảm xúc hiện tại của mình bây giờ đây là sự nhất thời hay là những rung động chân thật từ trong lòng bởi vậy nên anh không dám mở lời bởi anh sợ anh sẽ vô tình làm tổn thương một người con gái khác hoặc có chăng là chính anh sẽ tự làm tổn thương chính mình sáng nay thì tuấn đang tỉa hoa ở ngoài vườn bỗng thằng giòm hớt ha hớt hải chạy lại mà gọi anh anh tuấn ơi vào nghe điện thoại ông tùng gọi kìa thấy điệu bộ vội vàng của thằng giòm thì tuấn cũng đoán chừng là có chuyện gấp nên anh bỏ dở công việc mà đi vào trong nhà khi anh vừa cầm máy thì ông tùng đã căn dặn sáng nay có một người sẽ vào nhận việc cậu để ý giúp tôi xem cậu ta như thế nào tuấn vâng giả rồi cúp máy chuyện này khiến anh có chút lưu tâm bởi thường thì mấy chuyện này Chẳng mấy khi Tuấn thấy ông Tùng Lại giao phó cho anh dễ dàng như thế Anh đeo lòng tò mò Không biết là cái người sắp tới đây là ai Mà khiến cho ông Tùng phải chú trọng đến như vậy Tầm quá 9 giờ Thì có một người thanh niên Có lẽ cũng chạc tuổi của Tuấn Trông cậu ta rất là lạ Hình như không phải là người ở xứ này Sau khi trò chuyện qua lại Thì Tuấn cũng biết được Người thanh niên này tên là Thành Anh ta hơn Tuấn một tuổi và cũng là người chẳng có gia đình thành thì ở tỉnh khác tới đây cũng là nghe đâu có người mách rằng ông tùng đang tuyển người nên cậu ta mới lân la tới đây để xin việc tuấn thì cũng có phần ngạc nhiên bởi anh thấy người nào vào đấy làm hầu như cũng chẳng có gia đình nhưng anh phải gạt cái sự suy tư ấy qua một bên bởi nhiệm vụ chính của anh bây giờ là theo dõi xem thành có làm được việc hay không theo như nhiệm vụ mà ông tùng yêu cầu thì công việc của Thành là sửa sang lại điện nước trong nhà. Mấy cái công việc này thì Tuấn cũng không dành lắm. Thế nhưng mà cũng là phận đi làm thuê với nhau nên Tuấn cũng chẳng quá xét nét. Anh cũng mặc để cho Thành muốn làm gì thì cứ làm thoải mái. Chứ anh không có nhắc nhở một điều gì cả. Chỉ có điều duy nhất mà Tuấn quan dặn với Thành. Đó chính là chỉ cần biết việc của mình mà thôi chứ không được làm bất cứ điều gì vượt quá yêu cầu của ông Tùng. Tới chiều hôm ấy thì ông Tùng Đang ngay lập tức gọi điện về Để hỏi Han Tuấn Những điều mà ông ta cần biết Tuấn cũng nói hết những suy nghĩ của mình về Thành Anh khen cậu ta hết lời Và không ngừng kể hết những ưu điểm của cậu ấy Cho ông Tùng biết Biểu hiện của Tuấn từ trước tới nay Thì có nhiều chuyện khiến cho ông Tùng hài lòng Nên lần này Khi Tuấn đánh giá như vậy Thì ông ta cũng chẳng ý kiến gì thêm Ông ta chỉ ẩm ừ cho qua chuyện Xong rồi hẹn mấy ngày nữa Sẽ về kiểm tra lại xem như thế nào Khoảng 3 ngày sau thì ông Tùng về đây Lần này ông ta dẫn theo một cô gái nữa Cũng đã lâu lắm rồi Từ ngày mà lại về đây Thì thêm một lần nữa Ông Tùng dẫn một cô gái lạ về nhà Một cô gái lần này Không phải là trường hợp ngoại lệ giống như lệ Cô ấy cũng bị hai tiên đàn em Dẫn lên một căn phòng khác Và giam lòng ở trên đấy Ông Tùng sau khi chờ đàn em làm xong xuôi thì ông ta đi vào trong phòng khách và gọi cả thành và tuấn đi vào ông ta chăm chú nhìn thanh một lượt ông quan sát thật kỹ và nhìn thấy cái vẻ quê mùa và nghèo nàn của thành xong rồi ông ta cất lời cậu có tính làm đây lâu dài hay không thành trông hiền hậu và thật thà cho nên cậu ta cũng nhỏ nhẹ mà trả lời tôi vốn mồ côi không cha mẹ cũng chẳng gia đình thế nên có một chỗ mà nương nhờ như thế này là may lắm rồi chứ đâu có thể mà tính chuyện nghỉ việc được câu trả lời của thành khiến cho ông tùng hài lòng tuấn thấy vậy cũng tiện thể mà nói thêm vào lời khen ngợi dành cho thành nên phần nào cũng khiến cho ông tùng cảm thấy yên tâm hơn tuấn thì cũng có phần nào có tình cảm với thành bởi anh cảm nhận được hình như thành có lối suy nghĩ giống như anh và hơn hết Tính cách của Thành cũng giống anh nữa Có những chuyện Tuấn chưa nói Nhưng Thành luôn hiểu ý Cũng giống như việc lệ ở trong căn nhà này Hay là sáng nay có một cô gái khác cũng tới Nhưng tuyệt nhiên Thành cũng chẳng bận tâm Hoặc có chăng là anh đã an phận mà hiểu chuyện Cô gái lạ kia ở đây khoảng 3 ngày Đó là lời thông báo của ông Tùng dành cho Tuấn Khoảng thời gian sau này Ông Tùng cũng đâm bất xe chừng đi Và cũng không còn nghi kỵ Tuấn như trước nữa mọi chuyện lớn nhỏ ông đều giao phó hết cho tuấn chỉ có điều mục đích của những việc làm đó là gì thì ông ta không nói trong suốt ba ngày cô gái kia ở đây thì ông tùng cũng ở lại chứ không rời đi như trước cũng chính vì ba ngày ông tùng ở đây mà không khí trong căn nhà cũng trở nên ngột ngạt lệ thì vẫn nép mình ở trong phòng mà không bước ra ngoài dẫu rằng cô cũng muốn đi ra vườn mà hà hít cái không khí hay là để gặp tuấn một chút nhưng cô lại sợ ông Tùng Bởi lỡ như ông ta biết được Sự thân thiết giữa cô và Tuấn Thì lại sợ rằng Anh chẳng thể nào yên thân với ông ta nữa Mọi người trong nhà Cũng cắm cúi với công việc của mình Mà chẳng ai nói với ai câu nào hết Có lẽ ông Tùng ở đây Chẳng nói ra lời nào Nhưng chỉ nhìn cái thái độ trên khuôn mặt của ông ta Thì cũng có thể khiến ai cũng sợ hãi Đêm nay Là đêm thứ hai mà ông Tùng ở lại đây Ông ta thường ngủ riêng ở một phòng trên tầng 3 Mà căn phòng này chỉ có mỗi ông ta có chìa khóa Mãi đến 12 giờ đêm rồi Mà Tuấn vẫn chưa thể nào ngủ được Anh do dự đưa ánh mắt nhìn lên căn phòng của Lệ Căn phòng đã tắt điện từ lâu Có lẽ là cô cũng đã đi ngủ rồi Bất giác Tuấn lại giáo giác nhìn quanh căn phòng Nơi mà đang giam lỏng cô gái kia Trong lòng anh lại dấy lên chút chần chừ Không biết sắp tới đây số phận cô gái kia như thế nào cứ mỗi lần ông tùng đưa thêm một người về thì sự lo lắng trong lòng anh lại cứ lớn dần lên tuấn vô tình bắt gặp thành cũng đang đứng ở ngoài vườn mà đôi mắt anh ta cũng nhìn lên phía cửa sổ nơi căn phòng đang giữ cô gái lạ kia tuấn cũng thấy thắc mắc bởi hành động này của thành nhưng anh không phải là người mà có bất cứ chuyện gì cũng nói với ông tùng thế nên tuấn lại tiến lại gần thành và khéo léo nhắc nhở có những chuyện ở trong nhà này không nên làm một cách lộ liễu quá, có đôi khi phải biết cách mà nén lại trong lòng. Cũng không, không biết là Thành có hiểu ngụ ý trong câu nói của Tuấn từ đâu, nhưng Thành khẽ cười và gật đầu mà rời đi. Khi không gian đã trở về trạng thái yên tĩnh, Tuấn lại thả mình ngồi băng ghế đá, sát mấy bụi hoa lại, anh khẽ thà lòng người, ngả đầu ra phía sau cố gắng hít lấy cái hương thơm thoang thoảng của hoa lài đang len lỏi đầy căng cả lồng ngực tuấn đang phiêu diêu với mớ cảm xúc hỗn loạn bởi hai ngày rồi anh chưa được gặp lệ một lần nào cả anh biết là cô cố tình trốn trong phòng để tránh mặt ông tùng mà anh thì cũng chẳng dám bước chân vào nhà để có thể gặp cô nhiều lúc có việc đi vào trong đôi mắt của tuấn vẫn muốn nhìn lên cánh cửa phòng của lệ nhưng rồi anh lại nhanh chóng tỉnh táo lại mà thu hồi ánh mắt cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước ánh mắt đầy soi xét của ông tùng anh đã cố gắng được đến giây phút này khi mà ông ta đã hoàn toàn tin tưởng anh rồi thì anh không muốn sự vội vàng của mình phá hỏng mọi chuyện khi tuấn đang thả hồn mình trong mớ cảm xúc rối bời bỗng anh giật mình thấy hơi nhột ở đầu mũi anh mở mắt ra thì thấy lệ đang cười tinh nghịch mà lấy một bông hoa lài cà vào mũi của anh tuấn có vẻ hoảng hốt anh khẽ thốt lên sao giờ này mà cô còn ra đây lệ làm ra vẻ nũng nịu thì cả ngày đâu có đi đâu được không đi giờ này thì đi giờ nào tuấn có chút lo lắng anh đứng dậy mà đưa mắt nhìn lên phía tầng 3 nơi có căn phòng của ông tùng lệ dường như hiểu ý cô ấy nói khe khẽ ông ta đã ngủ rồi tôi chờ ông ấy tắt đèn một lúc lâu rồi tôi mới đi xuống đây mà nhưng mà dường như tuấn chưa thể yên tâm được nên anh lại cầm tay lệ mà kéo cô tiến vào sâu trong khu vườn. Dẫu biết rằng là ông Tùng đã ngủ rồi, nhưng anh không thể nào lộ liễu mà ngồi đấy với lệ được. Lỡ như ông Tùng bắt gặp, thì lúc đó có 10 cái miệng cũng chẳng thể giải thích được chuyện này. Tuấn kéo tay của lệ, anh đi khá nhanh làm cô chạy theo muốn hụt hơi. Khi đã vào một nơi khuất, nơi có gốc cây to, thì lệ mới khẽ rằng tay ra, cô có chút khó chịu. Anh làm cái gì mà như ma đuổi thế? Nói rồi, lệ dựa lưng vào gốc cây mà thở hổn hển mặc dù là mệt nhưng miệng của cô vẫn không thôi cằn nhằn cái hành động khó hiểu của tuấn bỗng chốc mọi lời nói ở lệ bỗng nhiên im bặt bởi đôi môi của tuấn đã phủ lấy đôi môi mọng của cô hình ảnh của cô dưới ánh trăng trông đẹp đến mê muội khiến cho tuấn chẳng thể nào kìm lòng được mà bộc phát những mong muốn trong lòng mình bấy lâu nay đôi tay của lệ buông lơi để lên eo của tuấn cô không phản đối mà cũng chưa hẳn là đồng tình Nhưng rồi Dưới ánh trăng đầy dịu ngọt kia Đang chiếu xuống hình ảnh đôi nam nữ Đang cùng nhau đắm đuối Trải qua nụ hôn đầy say đắm ngọt ngào Cho đến khi Lệ dường như chẳng thể thở nổi nữa Thì Tuấn mới chịu buông cô ra Anh ôm chặt cô vào lòng Mà khẽ thì thầm bên tai Hai ngày rồi không gặp Tôi nhớ em nên chết mất thôi Lệ thấy xấu hổ với nụ hôn vừa nãy Lại thêm câu nói này của Tuấn Khiến cho cô thêm bối rối cô khẽ đánh vào ngực anh một cái rồi quay lưng mà bỏ về phòng cô thấy xấu hổ tới nỗi mà mặt cô đang nóng ra lên cứ như là bị sốt vậy ba ngày sau thì ông tùng chuẩn bị rời đi có lẽ khi ông ta thông báo rằng sẽ đi thì tất thảy mọi người ở đây ai cũng thấy nhẹ nhõm hẳn bởi ba ngày qua cái không khí căng thẳng trong nhà này khiến cho ai cũng cảm thấy ngột ngạt quá rồi cô gái lại kia bị dẫn xuống ngoài sân Giống như những cô gái khác trước đây, có điều đặc biệt, lần này ông Tùng lại yêu cầu bác Nam đi cùng vì có việc. Lần này, không hiểu sao, sự bất an trong lòng của Tuấn lại dấy lên gấp đôi so với những lần trước, nhưng mà anh cũng chẳng thể nào phản ứng được gì cả, bởi anh một mình, thân cô thế cô, với hơn hết, anh cũng chẳng có một lý do gì để có thể can thiệp được vào chuyện này hết. Thấy bác Nam còn chần chừ, ông Tùng có vẻ cáu bẩn. Tôi bảo ông lên thành phố phụ với tôi một vài việc ở trên đấy Rồi quay về Chứ có gì đâu mà cứ y ra thế Thấy ông Tùng đã cáo thế Nên bác Nam cũng chẳng dám nói câu gì Mà chỉ vội vàng thu dọn quần áo và đi cùng Khi nghe ông Tùng nói lên thành phố mấy ngày Thì bác Nam mới phần nào yên tâm được một chút Cô gái lạ kia lên xe Và lần này thì Tuấn chẳng kịp né tránh Nên cái ánh mắt bi thảm kia của cô gái ấy Lại một lần nữa lọt vào đôi mắt của Tuấn khiến cho anh lại thêm ám ảnh và sợ hãi những ngày sau đó tình cảm giữa lệ và tuấn dần nảy nở sau nụ hôn ngày hôm đó dường như cả hai đã xác định được tình cảm trong nhau dù chẳng nói ra nhưng cả hai đều ngầm hiểu được lời mà đối phương muốn nói càng ngày cả hai càng thân thiết hơn càng có những hành động âu yếm hơn dành cho nhau cỡ hai tuần sau đó vẫn không thấy ông tùng quay về mà điều này đồng nghĩa với việc Bác Nam cũng chưa quay về Mà ở trong nhà này Chẳng ai có điện thoại để mà liên lạc Thành ra tất cả mọi người Cũng chỉ biết trông ngóng từng ngày mà thôi Mấy ngày sau đó nữa Thì ông Tùng trở về Có lẽ cô Thoan là người vui nhất Bởi cô là người luôn mong ngóng Bác Nam từng ngày Vừa thấy xe dừng Ở đầu ngõ Là cô Thoan lại vội vàng bỏ giờ việc Mà đi ra ngoài để đón Bác Nam Thế nhưng mà lần này Thì ông Tùng lại bước ra xe cùng với một cô gái khác Mà bác Nam thì không thấy đâu Cô Thoan đưa ánh mắt đầy thắc mắc nhìn ông Tùng Nhưng rồi cô lại rút lại mà không dám hỏi Ánh mắt cô chợt đượm buồn Nếu nhìn kỹ hình như là cô đang ngấn lệ Thằng giòm thì nhỏ dại hơn Thế nên nó cứ hồn nhiên mà hỏi ông Tùng Ủa sao bác Nam không cùng về vậy à Ông Tùng có chút ngỡ ngàng trước câu hỏi đã bất ngờ của thằng giòm Nhưng rồi nhanh chóng, ông ta lấy lại vẻ bình tĩnh, mà trả lời một cách đầy bâng quơ. "Bác Nam xin nghỉ việc rồi, thế nên từ mai tôi sẽ tìm người khác để thay thế." Lời thông báo này của ông Tùng khiến cho cô Thoan dường như mất bình tĩnh, cô quay lưng mà lặng lặng đi vào trong. Tuấn nhìn theo bóng lưng của cô Thoan, thấy cô ấy đang khẽ gạt nước mắt, Tuấn cũng lấy làm bất ngờ, chứ những thông báo này bởi bác Nam trước nay luôn là người nhiệt tình trong công việc, hơn nữa nhiều lần nói chuyện với nhau, Bác Nam cứ cười Và bảo chăng có lẽ sẽ làm ở đây cho tới già Mà ngẫm lại thì cũng đúng Bác Nam bây giờ nào có ràng buộc Bởi gia đình hay người thân đâu Tự nhiên bác ấy nghỉ đột ngột như thế này Thì chắc chắn ai mà chẳng sốc Trong lúc mấy người kia Đang đưa cô gái kia lên phòng Thì Tuấn cũng lặng lặng đi vào trong nhà Anh định bụng Sẽ an ủi cô Thoan Khi thấy Tuấn vừa xuất hiện Đã thấy cô Thoan đưa vạt áo lên Mà khẽ lau nước mắt thấy anh cô thoan như tìm được người để chút tâm sự cô vừa khóc vừa nói trước khi ông nam đi ông ấy còn hứa hẹn với cô rằng sẽ cố gắng gom góp tiền bạc để sau này hai cô chú sẽ về sống với nhau ấy thế mà không ngờ là đùng một cái ông ấy bỏ đi không nói một lời nào cả chính lời cô thoan nói làm cho tuấn thêm nóng lòng chuyện mà bác nam nghỉ đột ngột như thế này rõ ràng là không bình thường tính bác nam xưa nay vốn là người cẩn thận Thế nên không thể nào Mà bác ấy có thể rời đi một cách đột ngột như thế này Khổ một nỗi bác Nam cũng không có điện thoại Và những người ở đây Cũng chẳng ai được đi ra ngoài hết Nên chẳng có cách nào Để biết được tung tích bác Nam bây giờ đang ở đâu Tuấn chỉ khẽ nắm tay Mà an ủi cô Thoan Cô chờ thêm ít ngày nữa Tới lịch cháu ra ngoài đi chợ Thì sẽ ghé lại nhà bác Nam để xem như thế nào Dù động viên cô Thoan là vậy nhưng trong lòng Tuấn không khỏi dấy lên nỗi lo. Quả thực việc Bắc Nam nghỉ đột ngột như thế này khiến Tuấn cảm giác không được bình thường cho lắm. Nghĩ rằng nếu như hỏi thẳng ông Tùng sẽ có được câu trả lời rõ ràng nhất, nhưng Tuấn cứ chần chừ, anh không biết rằng có nên hỏi thẳng ông Tùng như vậy hay không, liệu rằng ông ta có bằng lòng trả lời hay là tìm cách mà đối phó với anh. Nhưng nếu không hỏi thẳng mà cứ âm thầm tìm hiểu, thì cũng chẳng biết bao giờ Tuấn mới có được câu trả lời. Suy nghĩ này cứ quẩn theo, đeo bám trong đầu anh suốt cả ngày hôm nay. Anh cũng nói ra suy nghĩ của mình cho lệ nghe, lệ cũng phân tích và cô cũng cảm thấy có sự bất thường trong chuyện này. Ngay cả thằng giòm là một đứa còn nhỏ tuổi mà nó cũng cảm thấy kỳ lạ khi bác Nam nghỉ việc mà không nói với ai một lời nào hết. Chính những điều này càng khiến cho Tuấn thêm nôn nao. Mãi từ khuya rồi. Tuấn lại liều mình đi lên phòng của ông Tùng, để hy vọng có thể hỏi han được một chút ít về tung tích của bác Nam. Vì đêm cũng đã quá khuya, nên anh thận trọng đi thật khẽ, sợ rằng sẽ đánh thức mọi người đang ngủ. Thấy phòng của ông Tùng đang sáng đèn, nên Tuấn cũng thận trọng mà chậm chậm bước tới. Khi Tuấn vừa định đưa tay lên để gõ cửa phòng, bỗng anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ trong phòng của ông Tùng vọng ra. Anh không định tò mò Tuấn chỉ định là sẽ chờ cho ông Tùng nói xong cuộc điện thoại thì anh sẽ đi vào, nhưng những lời mà ông Tùng đang nói ra khiến cho anh gần như chết điếng đi. Hình như phía đầu dây bên kia là đối tác làm ăn của ông ta, nhưng câu trả lời của ông Tùng lại nhắc đến lệ khiến cho Tuấn khẽ run rẩy mà đứng nép sát vào cửa chăm chú nghe lén cuộc trò chuyện. Tuấn nghe thấy rõ giọng ông Tùng vẫn thao thao bất tuyệt. Ông cứ yên tâm cô lệ thì tôi vẫn đang chăm sóc rất là chu đáo ông cứ thu xếp thời gian khi nào ông có thể qua đây được thì tôi sẽ đưa cô ấy tứ cho ông còn nhanh chóng mà tính chuyện cưới hỏi đấy chứ tuấn bắt đầu thấy nôn nao anh nghe lùng bùng lỗ tai khi mà nghe ông ta nhắc đến chuyện cưới hỏi của lệ ông tùng hình như đang bận làm gì đấy nên ông ta chuyển qua nghe máy bằng loa ngoài lần này thì tuấn nghe thấy tiếng người đàn ông với giọng nói lơ lớ nghe không giống người việt tiền bạc tôi đã giao cho ông hết rồi nên phải đảm bảo tới tay tôi là cô ta còn nguyên vẹn nếu không được thì ông đừng có trách tôi đấy ông cứ yên tâm đi mà ngày tôi đưa cô ta về đây là đã kiểm tra rồi đảm bảo với ông là hàng sạch nghe tới đây thì tuấn mới vỡ lẽ anh đã đoán được công việc mà ông tùng làm là gì rồi ông ta trước nay dẫn các cô gái về đây là chỉ để giao bán cho người khác thôi ư và lẽ cũng là một trong những số đó Có chăng là cô may mắn hơn Là được ông ta bao bọc kỹ Nhưng mục đích cũng chỉ là vì món hời Mà ông ta sắp nhận được mà thôi Tuấn đứng chết sững Trước những gì mà anh nghe được Anh bỗng chốc cảm thấy quýnh quáng Khi mà biết được sắp tới đây Lệ sẽ phải rời khỏi đây Và sẽ rơi vào tay một kẻ khác Mà e chừng Hắn ta cũng chẳng phải là một gã tử tế gì Chân anh run lẩy bẩy tưởng chừng như muốn ngã khuỵu xuống, Tuấn khẽ ôm lấy ngực mình và dựa lưng vào tường để cố giữ lấy chút bình tĩnh. Tuấn lại một lần nữa hoàng hồn khi thấy lệ đang đứng phía sau mình, trên khuôn mặt đang giàn rụa nước mắt. Hình như lệ cũng đã nghe thấy hết câu chuyện vừa nãy mà Tuấn đã nghe rồi. Lệ bắt đầu khóc nức lên khi biết số phận sắp tới đây của mình. Tuấn sợ hãi bị ông tùng phát hiện mà nhanh chóng tiến lại khẽ bịt miệng cô lại mà khẽ thì thầm bên tai Bình tĩnh em đừng khóc lớn Kẻo lại lộ ra bây giờ Vừa nói Thì Tuấn nhanh chóng dìu lệ đi về phòng Thật may mắn Là khi hai người vừa rời khỏi Thì ngay lập tức cánh cửa phòng ông Tùng bị mở ra Hóa ra là ông ta Nghe thấy tiếng động bên ngoài Nên mới bước ra ngoài kiểm tra Mặc dù thấy khung cảnh trống trơn Nhưng ông ta vẫn chưa yên tâm Mà bước hẳn ra ngoài dạo một vòng kiểm tra ông ta đi ngang qua phòng lệ ông ta thấy đèn trong phòng đã tắt nhưng vẫn chưa yên tâm mà áp sát tai vào nghe ngóng chờ một lát không thấy động tĩnh gì thì ông ta mới rời đi nhưng mà ông ta nào biết rằng ở trong căn phòng kia cả tuấn và lệ đang đứng nép vào góc mà sợ hãi đến nín thở phải chờ đến một lúc lâu mà không gian đã trở về trạng thái yên nắng thì lúc này tuấn mới dám thở mạnh trong căn phòng tối đen như mực ấy Lệ lại một lần nữa bật khóc Khi mà cô biết được số phận chớ trêu của mình Tuấn lúc này cũng đang dối bời Anh chưa thể định thần lại Mọi việc vừa xảy ra Anh chỉ biết đứng đó Để cho Lệ mượn bờ vai Để cho cô cứ ôm giặt lấy anh mà khóc Lệ cứ đứng khóc mãi Dường như ngay lúc này Khi có Tuấn cạnh bên Lại càng khiến cho cô thêm tủi thân và chạnh lòng Chính vì điều đó mà Lệ lại không thể ngăn được những giọt nước mắt Tuấn cũng chỉ biết chôn chân đứng đấy Mà ôm chặt lấy lệ Mà lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô Từ ngày quen biết nhau tới giờ Lệ cũng chưa một lần nào Nói với anh biết Về hoàn cảnh gia đình của mình Hay là cô kể những chuyện riêng tư Thế nên lần này Khi vừa biết được những chuyện vừa xảy ra Cũng khiến cho Tuấn thêm bàng hoàng Anh thật sự chẳng thể ngờ rằng Người con gái mà anh yêu Lại rơi vào cái hoàn cảnh chớ trêu như thế Chờ mãi cho tới khuya Có lẽ là cũng phải hơn 2 giờ sáng Anh mới có thể dỗ cho Lệ bình tĩnh lại một chút Anh dìu cô lên giường nằm nghỉ Khi Lệ đã nằm xuống Tuấn Thành dậm bước quay đi Bởi anh biết ở trong phòng của Lệ lâu Là điều thực sự không an toàn Thế nhưng mà cô đã níu lấy tay anh lại Trong tiếng thuận thức của sự yếu đuối Cô nài nỉ anh Anh ở lại đây với em một lúc có được không? trước sự nỉ non của người con gái mà anh yêu thương bên cạnh đó là sự nguy hiểm nếu như anh liều mạng nhưng trước sự yếu đuối và ánh mắt đang ướt nhèm đi vì nước mắt của lệ anh lại chẳng đành lòng anh chỉ biết lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cô anh đưa tay mình cho cô làm gối rồi bàn tay kia nhẹ nhàng ve vuốt sau lưng để cho lệ có thể có được chút bình tĩnh lại và cảm thấy yên lòng để ngủ một chút nằm bên cạnh lệ đang thổn thức ngay cả trong giấc ngủ rồi Mà nước mắt cô vẫn cứ rơi Khiến cho Tuấn thấy lao lòng Đầu óc anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng Anh cứ đau đáu mà nghĩ về cái chuyện ban nãy Mà càng thêm rối bời Anh chưa định hướng được mình nên phải làm gì Suốt cả đêm Tuấn không dám ngủ Anh cứ nằm thao thức mãi Cho đến khi gần 5 giờ sáng Thì Tuấn lại rón rén mở cửa mà bước ra ngoài Anh sợ nếu chậm trễ một chút Lỡ như ông Tùng hoặc mọi người bắt gặp thì lúc đấy lại không hay. Lệ tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đêm qua vì cô chỉ ngủ được một chút cho nên người cô lại thêm uể oải và mệt mỏi. Cô lại chầm chậm, chậm nhớ đến những chuyện xảy ra tối qua, trong vô thức cô lại chỉ biết bật khóc. Cô kê mặt xuống sát gối, cố gắng tìm lấy chút hơi ấm còn sót lại của Tuấn để tìm lấy chút an ủi cho chính mình. Lệ nhút lì bản thân ở trong phòng mà không bước ra ngoài, một phần là bởi vì cô muốn tránh ánh mắt của những người xung quanh cô cảm thấy yếu đuối chẳng biết đối diện với họ như thế nào cả thêm nữa là vì đôi mắt của cô đã khóc quá nhiều bây giờ đã sưng húp lên nếu như bây giờ cô xuất hiện sợ rằng ông tùng sẽ nhìn thấy rồi lại sinh nghi tuấn thì suốt đêm qua anh chẳng thể nào ngủ được sáng nay khi anh bước vào trong nhà thì ông tùng đã thấy anh với đôi mắt thâm quầng ông ta thấy có chút ngạc nhiên mà hỏi anh Cậu không ngủ hay sao mà trông mặt phờ phạc quá vậy?" Tuấn biết với cái tính cách của ông Tùng thì một khi đã nghi ngờ cái gì thì sẽ âm thầm điều tra bằng được. Nghĩ đến chuyện hồi tối ông ta đi kiểm tra, thế nên Tuấn liền nhanh chóng mà trả lời một cách khéo léo. "Hồi tối tôi nghe tiếng động ở ngoài vườn, thế nên cứ mãi đi kiểm tra ở ngoài ấy nên tôi ngủ muộn." Ông Tùng thì sau khi biết Tuấn tận tâm với việc như thế thì ông ta có vẻ hài lòng ông ta chỉ khẽ gật đầu rồi căn dặn vậy sáng nay không có việc gì thì anh cứ nghỉ ngơi đi tuấn định dừng bước quay đi nhưng khi nghĩ về chuyện của bác nam anh chợt nán lại mà đề nghị với ông tùng tôi muốn mua một ít đồ dùng linh tinh thế nên sáng nay tôi muốn đi chợ một lát ông tùng tâm trạng đang vui nên tất nhiên là ông ta sẽ đồng ý ngay tuấn cũng thận lợi mà rời được khỏi nhà anh chạy như bay ra phía chợ mua vội vài món đồ để ngụy trang xong rồi anh mải miết đi thẳng về cuối xóm nơi đó là nhà của bác nam căn nhà tranh siêu vẹo đã lâu lắm rồi không có người ở nắng mưa làm cho nó dường như thêm mổ nát và cũ kỹ tuấn đứng phía bên ngoài cứ ý ới gọi bác nam nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một ai đáp lại anh liều mình mà đẩy cửa bước vào bởi cánh cửa không khóa hoặc có chăng là đã quá lâu ngày khiến cái dây buộc nó bị buộc ra nên chẳng khó khăn gì để cho tuấn có thể bước vào trong nhìn lớp bụi phủ dày trên mặt bàn thì chắc chắn là bác nam đã không về đây rồi trong lòng của tuấn mơ hồ dấy lên sự lo lắng không thôi vừa chuyện hôm qua của lệ chưa có cách giải quyết giờ lại thêm việc mất tích của bác nam là điều chắc chắn khiến cho tuấn lại hoang mang hơn tuấn định bụng sẽ không nói chuyện này cho cô thoan biết bởi anh sợ cô ấy sẽ buồn thêm nhưng mà nếu im lặng thì cũng không phải là cách hay suy đi tính lại thì cuối cùng tuấn cũng quyết định mà nói sự thật với cô thoan về sự biến mất một cách kỳ lạ của bắc nam nhưng trước những giọt nước mắt của cô thoan anh cũng đã hứa là sẽ cố gắng để tìm hiểu ngọn nguồn chuyện này tầm gần trưa thì ông tùng mới rời khỏi nhà sau một cuộc điện thoại của người khác gọi đến trông dáng vẻ của ông ta có vẻ vội vàng nên cũng đoán được là ông ta đi làm những chuyện làm ăn của ông ta mà thôi. Cho tới khi ông Tùng đã rời đi hẳn, Tuấn mặc kệ bất chấp những ánh nhìn của mọi người mà anh đi thẳng tới cửa phòng của Lệ. Khi anh gõ cửa, phải một lúc lâu sau, Lệ mới ra mở cửa cho anh. Nhìn đôi mắt đang sưng lên vì khóc của Lệ, một Tuấn cảm thấy chua xót và đau lòng. Anh khẽ ôm chầm lấy cô, ôm cô vào lòng và lại đón nhận sự thuận thức từ nơi cô. Phải chờ một lúc lâu sau, thì lệ mới bình tĩnh lại lúc này thì tuấn mới rời cô ra mà nhẹ nhàng bước ra ngoài trước khi đi anh vẫn không quên căn dặn rằng muốn gặp lệ ở nơi căn nhà gỗ trong rừng tràm của anh tuấn thất thần quay về căn nhà gỗ qua một đêm mệt nhoài với bao nhiêu chuyện ập tới khiến cho tuấn mệt mỏi dã rời anh nằm vật xuống sàn chẳng phải mất thêm một giây nào mà anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cũng không biết là tuấn đã ngủ qua bao lâu nhưng mà bỗng nhiên anh cảm thấy cánh tay mình hơi nặng chịu Và trên vòng ngực rắn giỏi Hình như đang có một cánh tay của ai đó ôm ngang qua Tuấn mở mắt ra thì thấy Lệ cũng đang nằm ngủ bên cạnh mình Tuấn nằm lặng im Anh cứ sợ mình cử động mạnh một chút Cũng có thể làm cho Lệ thức giấc Tuấn đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô Anh cứ nằm yên nhìn cô đang ngủ say sưa Trên khóe mắt vẫn còn đang sưng lên vì khóc nhiều gần chiều tối thì lệ mới tỉnh, cô thấy tuấn vẫn nằm lặp in bên cạnh và nhìn cô một cách say xưa. lệ lại thấy tủi thân, cô ôm chầm lấy anh, vùi mình vào sâu trong lòng anh mà khóc. tuấn cứ vẻ dỗ mãi thì lệ mới thôi. chờ cho cô bình tĩnh lại, thì tuấn mới gặng hỏi chuyện của lệ. khi này cô mới đưa đôi mắt trầm buồn, khẽ nhìn anh, xong rồi lại chút một tiếng thở dài. cô kể cô sinh ra trong một gia đình cũng tương đối khá giả nhưng không may là bố mẹ cô mất sớm thành ra cô phải sống với bà mẹ kế nếu bố cô không mất sớm thì may ra cô còn được sống trong yên bình nhưng mà một cơn bạo bệnh lại cướp bố cô đi mẹ kế cùng đứa em gái cùng cha khác mẹ lúc này mới bộc lộ bản chất và hắt hồi cô ra mặt khi bố mất là cô đang học đại học dở giang nhưng rồi cũng chính mẹ kế bắt cô phải nghỉ học còn nhớ sáng hôm đó một đám người bậm trợn xông tới nhà cô và yêu cầu phải trả nợ bọn họ đưa ra lý do là bố cô đã vay tiền ngày trước đến giờ chưa trả mẹ kế thì có vẻ thờ ư còn cô thì như một đứa trẻ chưa kịp lớn bất lực trước những sức ép của bọn họ bố cô cũng mất rồi cô không thể nào tìm được ông mà đối chất nên món nợ này dù có dù không thì cô cũng đành phải chấp nhận Mẹ kế của cô thì trước sau vẫn mặc kệ Mà đổ hết món nợ lên đầu cô Lệ thì tay không Chưa làm ra tiền chỉ biết khóc Cho đến khi đám người đó đòi giết nhà Để trả nợ Thì bà ta mới một hai ép lệ Phải đi theo ông Tùng làm thuê để trả nợ Nhưng rồi mới hôm qua thôi Khi cô vô tình nghe được Cuộc nói chuyện của ông Tùng Thì cô mới biết được là mình đã bị mẹ kế bán đi Và bây giờ cô cũng đang trong tay Của một kẻ buôn người cứ nghĩ đến cảnh bị gượng ép gả cho một gã đàn ông không quen biết thì lệ lại càng đau lòng mà khóc rưng rức tuấn nắm chặt tay anh nén nỗi tức giận lại anh không thể nghĩ là cuộc đời của lệ cũng phải sống trong cảnh đau khổ như thế đúng là cái tên lệ nghe thật buồn nó cứ như chính cuộc đời cô vậy cứ mãi chìm vào trong nước mắt so về hoàn cảnh có lẽ mổ cô như anh cũng là một sự may mắn tuấn lại thêm đau đáu vì những cô gái mà trước giờ ông Tùng dẫn về đây Chắc chắn cũng là những món hàng của ông ta rồi Càng nghĩ đến số phận của những cô gái ấy Thì Tuấn lại thêm căm phẫn Về những chuyện ông Tùng đã làm Tuấn ăn ủi mãi Rồi cũng tìm cách mà bàn bạc với lệ Anh và cô thống nhất với nhau rằng Vẫn cố tỏ ra bình thường Để tìm cách đối phó với ông Tùng Cứ còn có thể nán lại được một ngày Là còn cơ hội để thoát thân Lệ ban đầu còn yếu đuối Mà muốn buông xuôi Thế lực ông ta lớn như vậy thì làm sao mà chống lại được, em sợ lắm." Tuấn vẫn kiên trì mà an ủi, "Không sao hết, có anh ở bên mà, cùng lắm mình sẽ tìm cách mà chạy trốn." Cũng nhờ Tuấn khẳng định như vậy mà Lệ mới thêm động lực mà quyết tâm thoát thân. Cứ nghĩ là sự quyết tâm của Lệ sẽ duy trì được mãi, ấy thế mà đùng một cái, mọi chuyện thay đổi khi mà sáng hôm đó ông Tùng về nhà và gọi riêng Lệ ra để nói chuyện mặc dù cô vẫn cố thể hiện sự bình tĩnh nhưng trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ lo âu ông tùng ngồi trịch thượng trên ghế như một kẻ đầy quyền lực mà hắng giọng chuyện nợ nần của bố cô trước đây thì cô cũng rõ rồi đấy về chuyện mẹ cô để cô theo tôi tới đây để trả nợ thì tôi cũng không muốn nhắc lại nữa thời gian qua tôi cũng để cho cô thoải mái quá rồi nên sắp tới đây cô sẽ cùng tôi tới nơi mới để làm việc mà trừ nợ lại biết rõ việc làm trừ nợ Mà ông Tùng nói là gì Chẳng qua một kẻ danh ma như lão Không nói thẳng ra Là lão ta đã đưa cô đi bán mà thôi Lệ bỗng thấy sợ hãi Từ ngày về nhà này Cô luôn tỏ ra lạnh lùng với ông ta Nhưng lần này thì lại bất lực mà hạ giọng xuống Cô khẩn thiết mà van xin ông ta Xin ông đừng có đưa tôi đi được không Tôi xin ở lại đây Làm việc trả nợ cho ông mà Ông Tùng cũng không giữ cái vẻ lịch sự nữa mà hắn giọng đầy mỉa mai Số tiền nợ của bố cô nhiều như thế Thì cô có làm ở đây tới mạt kiếp cũng không trả nổi Lần này thì lệ quỳ mọp xuống mà van xin Tôi xin ông đấy Cho tôi ở lại đây đi Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ông mà Tôi không muốn rời đi nơi khác đâu Lệ vừa nói vừa khóc Nhưng mà ông Tùng vẫn không chút động lòng Ông ta khẽ cúi xuống Mà nhấc nhẹ cầm của lệ rồi cười khẩy Thôi làm ăn chứ đâu phải chạy từ thiện đâu Mà dư hơi đi cứu vớt đời cô Cô tưởng tôi có chút yêu ái cho cô Nên cô nghĩ muốn gì cũng được phải không Nếu mà bên kia không yêu cầu tôi phải chăm sóc cô kỹ càng Thì cô dễ gì yên thân với tôi Khi cô cứ giữ cái thái độ sức láo đó với tôi Nói rồi Ông Tùng như đang nghĩ lại những sự khó chịu của ông ta với Lệ Mà nắm chặt tay Ông ta vung tay lên Như thể muốn đánh Lệ cho hả giận nhưng rồi thật may là ông ta đã kịp kìm lại được cơn giận của mình mà ngừng tay lệ sau khi van xin không được cô chỉ biết lau nước mắt mà đi về phòng chuyện này tuấn chưa biết cô cũng không biết nên nói chuyện này với anh như thế nào ban nãy khi lệ một mực từ chối thì ông tùng đã đưa ra lời đe dọa rằng sẽ cho những người thân thiết bên cạnh cô sống không bằng chết mà với thế lực của ông ta thì điều này không phải là chuyện đùa lệ suy nghĩ suốt mấy đêm liền thời gian của cô ở đây không còn nhiều nữa thêm trần trừ chỉ càng khiến cho mọi chuyện thêm rắc rối hơn mà thôi dẫu rằng mẹ kế và em gái của cô chẳng tốt đẹp gì với cô hết nhưng mà cô không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến họ hơn hết có lẽ là điều mà cô lo sợ nhất chính là lỡ như vì cô mà làm liên lụy đến tuấn cô không muốn vì sự lì lợm của cô một cuộc đời tuấn phải khổ anh đã có quá nhiều bất hạnh rồi có nên chăng vì sự ích kỷ của mình, mà cô lại làm anh thêm một lần nữa đau đớn. dù sao thì chuyện tình cảm giữa anh và cô cũng vừa mới chớm nở thôi, nên kết thúc sớm một ngày thì sẽ bớt đi núi đau âm ỉ. cuộc đời anh còn dài, có chăng cô cũng chỉ là hoài niệm thoáng qua mà thôi. biết đâu mai này anh sẽ nhanh chóng quên cô và tìm lấy một hạnh phúc khác. riêng cô thì đã có nợ là phải trả. cô không muốn bố mình khi đã mất đi rồi vẫn phải gánh món nợ trên vai cô là phận lòng con cô nghĩ là cô nên làm điều gì đó để báo đáp lại ơn nghĩa của bố mình thôi thì coi như là hy sinh đời mình để mà đổi lấy sự yên bình cho tất cả cũng chính vì lý do này mà cô nén lòng lại để nói lời chia tay với tuấn mấy ngày nay cô đã tìm cách tránh mặt anh rồi cũng may là ông tùng ở đây nên tuấn cũng chẳng thể nào tới tìm cô được nên cô mới có chút thời gian mà suy nghĩ những chuyện riêng của mình lệ quyết tâm rồi tuấn xứng đáng có được hạnh phúc hơn là gắn bó với cô trong nôm nớp lo sợ và đầy dẫy sự nguy hiểm này sáng nay thì ông tùng đã rời đi rồi tuấn đã ba ngày nay ôm ấp cái sự nhớ nhung lệ nên anh nhanh chóng chạy lên phòng của cô anh không gõ cửa nữa mà tự đẩy cánh cửa bước vào hình như là lệ cũng đang chờ anh nên là cửa phòng cô không khóa vừa thấy lệ anh đã lao vào một ôm chầm lấy cô cho thỏa sự nhớ mong đến điên cuồng nhưng đáp lại anh là đôi tay cô buông thõng đầy hờ hững tuấn lờ mờ cảm nhận được sự kỳ lạ trong hành động của lệ nên anh buông cô ra mà hỏi em có chuyện gì vậy lệ vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt một buông lời nói không chút cảm xúc anh đứng ra kia mình nói chuyện một lát tuấn tuy có chút nghi ngại nhưng rồi anh cũng nhanh chóng mà ngồi xuống cái ghế nơi góc phòng anh đưa đôi mắt chờ đợi lệ. Cô lúc này mới lạnh lùng mà đề nghị, "Chuyện của chúng ta nên dừng lại ở đây thôi." Tuấn không tin vào tai mình, anh không tin là Lệ có thể nói ra lời này khi mà vừa mấy ngày trước đó cô đã hứa hẹn với anh đủ điều. Tuấn thấy Lệ không nhìn vào mắt mình mà cô như đang lảng tránh đi, ánh nhìn dò xét của anh. Tuấn không tin, anh đứng phắt dậy mà ôm lấy vai cô mà xác nhận lại một lần nữa, "Em đang đùa đúng không?" là em đang thử thách anh đúng không? Lệ chỉ lạnh lùng lắc đầu, lần này thì cô khẳng định lại một lần nữa. Lời nói ngắn gọn của Lệ mà làm cho trái tim Tuấn muốn vỡ ra. Khoảnh khắc này, anh tưởng như đang có hàng nghìn mũi dao đang đâm vào lồng ngực mình, muốn vỡ na tan. Tuấn không thể chấp nhận sự thật, anh ôm trầm lấy Lệ điên cuồng mà hôn cô. Lệ thì vẫn một mực mà dãy ruộng để đẩy anh ra mặc dù trong lòng cô đang rất đau đớn đến khi tuấn đã chịu buông ra rồi thì lệ mới buông những lời đầy nặng nề anh có hiểu em nói gì không vậy em nói là anh dừng lại đi tuấn vẫn cố chấp không chịu tin đây là sự thật anh vẫn một mực nắm chặt lấy tay của lệ mà hỏi cô đừng đùa anh như vậy anh xin em đấy từ từ rồi chúng ta sẽ có cách giải quyết mà lệ cố lấy một hơi sâu Cô nén lại cơn nao nhói đang ngựa lên trong lồng ngực. Cô cố ngước mắt lên để cho đôi mắt mình trở nên giáo hoảnh. Ngăn không cho bất cứ một giọt nước mắt thừa thải nào rơi xuống. Cô lạnh lùng mà nói với Tuấn. Em suy nghĩ lại rồi. Có lẽ đi theo ông Tùng em mới có một cuộc sống tốt hơn. Anh cũng chỉ là cái thằng làm thuê ở trong căn nhà này. Ở bên cạnh anh rồi một đời cũng phải chịu nghèo khổ mà thôi lời mà lệ nói dường như đánh trúng vào nỗi đau trong quá khứ của tuấn ngày trước anh bị bỏ rơi cũng chỉ vì anh mổ côi không tiền bạc cứ tưởng sau ngần ấy năm khi đã gặp lệ rồi anh mới có thể vượt qua được nỗi đau âm ỉ ấy thế mà giờ đây người con gái mà một lần nữa anh mở lòng ra để yêu thương lại cũng lựa chọn cách từ bỏ anh chỉ vì lý do này tuấn gần như phát điên anh điên cuồng mà ôm lấy đầu mình anh ngồi thụp xuống Anh cứ đưa tay đánh vào đầu Như để xua đi những suy nghĩ đang trỗi dậy trong đầu mình Tuấn dường như mất kiểm soát Anh đứng dậy mà đập đầu vào tường mấy cái Đến nỗi trên trán anh đang ứa máu Mặc dù chứng kiến những cảnh này Lệ cũng đau đớn không kém gì Tuấn cả Nhưng biết làm sao được Khi hoàn cảnh chứa chiêu Đẩy hai con người họ rơi vào chuyện này Dẫu sao đau cũng đau một lần rồi thôi Cô không muốn cứ kéo dài mãi để trở thành nỗi dai dứt trong lòng của tuấn nhìn anh tự dày vò bản thân như thế lệ đau lòng tới nỗi cô cứ ước giá như cô có thể gánh hết mọi sự đau khổ thay anh tuấn không chấp nhận chuyện này anh mở vội cửa mà lao ra ngoài anh chạy một mạch như bay ra ngoài khu vườn mà chẳng quảnh lại lấy một lần nào cả cho tới khi tuấn đã rời đi rồi thì lệ mới ngồi sụp xuống ôm lấy mặt mà khóc nước nở từ nhỏ tới lớn Cô phải sống trong sự ghẻ lạnh của mẹ kế Cùng sự hát hồi của người em gái Bố của cô trước đây Chưa một lần nào có thời gian để quan tâm cô Bởi trên vai ông Là gánh nặng cơm áo gạo tiền Để lo toan cho mấy mẹ con cô Khi chập chững bước vào ngưỡng cửa Của đại học Thì lệ cũng chỉ nuôi quyết tâm Sẽ cố gắng học hành thật tốt Để sau này có thể có một tương lai tốt hơn Để nhanh chóng thoát khỏi sự trói buộc Trong cái gia đình đầy cách nghiệt ấy Thế nên cô cũng chẳng thể nào mở lòng mình Để đón nhận tình cảm từ một ai khác Khi cô xuất hiện ở đây Được gặp Tuấn Cô nhìn thấy ở anh những điểm tốt đáng ngưỡng mộ Rồi những ân cần Dù là nhỏ nhặt của anh Lại chứng kiến thêm sự si tình Của một người đàn ông như Tuấn Khiến cho cô có hảo cảm Cô tin rằng một người đàn ông nhẹ nhàng Và si tình như thế Thì át hẳn sẽ là một người trung tình và chân thành Vì vậy Cũng chẳng biết từ bao giờ Cô đã đem lòng yêu anh Một cách đầy tự nhiên nhất Cứ ngỡ tình yêu sau đó đơm hoa chớm nở Khi cả hai đã thổ lộ ra với nhau Thế mà cô lại rơi vào hoàn cảnh chớ trêu như thế này Bản thân cô chỉ là một người con gái yếu đuối Đứng giữa hoàn cảnh phải lựa chọn người thân và người mình thương Giữa sự ích kỷ và sự cam chịu Thì cô buộc lòng phải hy sinh mình Để đổi lấy hạnh phúc cho những người mà cô thương mến Lệ cũng chẳng biết được cô đang làm điều này là đúng hay sai ngay trước mắt cô chỉ biết rằng việc cô bảo vệ an toàn cho tuấn là đúng đắn bởi ở bên cô anh sẽ chẳng có tương lai nào cả nhược bằng tuấn có cùng cô đi trốn khỏi chỗ này thì cô cũng nghĩ rằng việc thoát khỏi sự vây bắt của ông tùng là điều không thể bởi sự uy quyền của ông ta qua mấy lần ông ta tới nhà cô xiết nợ thì cô cũng đủ biết là ông ta có thế lực lớn đến cỡ nào tuấn chạy như bay vào trong khu rừng tràm anh leo lên căn nhà gỗ quen thuộc và nằm vật sõng xoài ra sàn lần này thì anh khóc giọt nước mắt cay đắng của một người đàn ông thêm một lần nữa bị quay lưng vì cái nghèo anh không nghĩ thời gian chống nở ngắn vậy thôi mà tình yêu anh dành cho lệ là lớn lên thế ngay cả khi nằm ở đây rồi anh vẫn không thể nào tin được lệ lại có thể đối xử với anh như thế suốt mấy ngày qua khi mà không thể gặp cô anh nhớ cô đến day dứt nhớ đến thắt lòng suốt mấy đêm không ngủ tuấn ngân nằm tính toán tìm đủ mọi cách để giúp lệ có thể thoát thân khỏi nơi đây có những khi anh liều mạng mà nghĩ rằng nếu có thể đánh đổi cả tính mạng của mình để có thể có được sự tự do cho lệ thì anh cũng bằng lòng sự hy sinh của anh những suy nghĩ của anh tất cả tâm can anh đổ dồn hết vào lệ thế nhưng mà những gì anh trông mong lại là lời chia tay đầy phũ phàng cảm giác lúc này của tuấn nó đau, đau đau thắt ở trong lồng ngực đau đến nỗi nghẹn lại cảm giác như con tim bị đôi bàn tay siết chặt bóp đến vỡ nát khiến cho anh đau đớn đến mức mà chẳng thể thở nổi nữa tại sao thêm một lần anh mở lòng ra thì lại thêm một lần anh lại đau đớn và gục ngã vì tình yêu thế này suốt một ngày sau đó tuấn không quay về nhà nhưng mà việc vắng mặt của tuấn trước giờ cũng đã thành thói quen Hơn nữa ở với nhau đã lâu rồi Nên cũng chẳng ai bận tâm Tới việc Tuấn có mặt trong nhà hay không nữa Mà kể từ khi Có tin bác Nam xin nghỉ việc Thì không khí trong nhà dường như cũng trầm buồn hẳn Cô Thoan thì suốt ngày thơ thẩn Nhìn ra ngoài cửa Như trông mong sự quay trở về của bác Nam Những người khác Thì cũng chỉ cắm cúi mà làm việc của mình Mong chờ tới cuối tháng Để nhận lấy đồng lương mà thôi Thằng giòm thì từ ngày được Tuấn dạy dỗ nó lại thêm hiểu chuyện và ngoan ngoãn Nghe theo những lời mà Tuấn yêu cầu Thành ra khoảng thời gian mà Tuấn vắng mặt ở nhà Thì thằng Dòm cũng đảm nhận hết mọi việc Ngay cả những lúc ông Tùng gọi điện về kiểm tra Thì nó cũng đã biết nói dối rằng Tuấn đang ở ngoài vườn Hoặc có khi nó nói dối Anh đang bận làm việc này việc kia Để hợp thức hóa cái lý do Tuấn vắng mặt Mặc dù lúc Tuấn bỏ đi Lệ thấy anh chạy băng băng vào khu rừng tràm Thế nhưng mà suốt một ngày Không thấy anh xuất hiện Trong lòng cô lại dấy lên một sự lo lắng Cho dù thì khi cô đã nói ra những lời phũ phàng Để có thể từ bỏ Tuấn Thì nếu như anh có thể chấp nhận được chuyện này Cô sẽ càng cảm thấy nhẹ lòng hơn Để mà khi phải bước chân theo ông Tùng Đi về một nơi khác Cô cũng cảm thấy yên lòng Nhưng rồi thì cũng có đôi lúc Cô lại cảm thấy trống trải và hụt hẫng Lỡ như mà Tuấn hiểu nhầm cô là một người tệ mạt như thế Rồi anh sẽ bỏ rơi cô thì sao Những cảm xúc đan xen đó Cứ xáo trộn trong tâm trí Khiến cho lẻ cũng gần như là phát điên Cô yêu Tuấn lắm chứ Yêu đến cháy bỏng Yêu đến đau lòng Cũng chính vì yêu anh Nên cô mới đành phải chấp nhận hy sinh tình yêu của chính mình Để đổ lấy sự yên bình cho anh Sang ngày tiếp theo đó Vẫn không thấy Tuấn xuất hiện Lần này thì lệ lo lắng thật sự bởi ở trong căn nhà đấy Chẳng có đồ ăn thức uống gì cả Với tính cách của Tuấn Thì cô cũng đoán rằng anh đang giam mình Ở trong căn nhà gỗ kia mà thôi Nhưng cô lại sợ Khi tâm trạng anh không tốt Lại chẳng có đồ ăn thức uống Lỡ như anh có chuyện gì Thì cô sẽ sai dứt không thôi Lệ chờ mãi đến tầm tối Rồi vẫn không thấy Tuấn ở đâu hết Suốt cả một ngày dài Cô cứ quanh đi quẩn lại Hết đi ra lại đi vào để tìm kiếm bóng dáng của anh nhưng tuyệt nhiên không thấy những lúc đứng ở cửa sổ trên phòng đôi mắt cô chỉ chăm chú nhìn về phía khu rừng tràm với hy vọng sẽ thấy tuấn đang bước ra từ đó thế nhưng mà càng trông mong cô lại càng thêm hụt hẫng khi trời đã ngả tối rồi thì lệ không thể nào cảm thấy yên lòng được nữa trong lòng cô cứ cảm thấy xuống sang và lo lắng không thôi nên mặc kệ cho màn đêm u tối cô vẫn liều mình cầm cái đèn pin đã cũ và chậm chậm tìm đường đi tới khu rừng tràm bóng tối của đêm đen lớn tới nỗi mà ánh đèn pin le lói yếu ớt kia chẳng đủ xoay rõ đường đi đám cỏ ở trong vườn sau cơn mưa cứ ướt nhẹp nhấp nháp khiến cho từng bước chân của lệ bước đi càng thêm nặng nề cô nén sự sợ hãi cố cắn chặt răng và chậm chậm từng bước đi vào khu rừng tràm màn đêm u tối cùng những cơn gió lùa rít lên trên từng kẽ lá khiến cho cô dựng tóc gái vì sợ hãi vì lạnh nhưng rồi vì với quyết tâm tìm được tuấn mà cô vẫn kiên nhẫn đi tới căn nhà gỗ nhưng rồi tất cả mọi sự cố gắng của cô dường như sụp đổ khi mà cô đã leo lên được căn nhà thì chẳng thấy bóng dáng của tuấn đâu hết cô hụt hẫng tới nỗi mà chỉ biết bật khóc nhưng ở trong cái không gian bị đêm đen bao trùm ấy yên ắng nỗi cho dù là có hét lên thì cũng chẳng một ai nghe thấy cả. Lúc này cô chẳng biết sợ là gì nữa, cô chỉ biết ngồi bó gối, ôm lấy mặt mình mà khóc nức nở. Cô cứ nghĩ tới đây cô sẽ được gặp Tuấn, sẽ ôm lấy anh mà khóc cho thỏa những nỗi đau đang giấu kín ở trong lòng. Thế nhưng mà tất cả chỉ còn lại sự trống vắng của một mình cô mà thôi. Lẽ khóc cho đến kiệt quệ, cô đau khổ tới mức mà chẳng muốn nhấc nổi người mình lên nữa. Mặc cho nơi đây không có đèn Tiếng gió vẫn rít gào ở phía bên ngoài Nhưng lại chẳng muốn quay về nữa Cô nằm xuống nơi mà trước đây Cô và Tuấn đã từng nằm Cô chỉ biết nằm im và khóc Đưa đôi tay ve vuốt lấy cái nơi Mà trước đây Tuấn từng nằm Trong đầu cứ tưởng tượng ra rằng Anh đang nằm bên cạnh mình Để cô tự dỗ mình vào giấc ngủ Bàn tay đang nắm chặt Từ nãy tới giờ của cô khẽ mở ra Trong đó là có mấy bông hoa lài cô đã hái vội để mang theo. Cô cứ nằm mà ngửi những hương thơm lài thoang thoảng. Cô cứ suy nghĩ để trấn an mình rằng Tuấn chỉ là đang buồn bực và bỏ đi một nơi nào khác. Cô cố xua đi cả suy nghĩ rằng Tuấn đã bỏ rơi cô. Nhưng càng cố thì cô lại càng tủi thân mà khóc. Cô khóc cho đến khi chẳng còn sức lực nữa rồi thiếp dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng mà lại chẳng thể nào biết được Tuấn đang ở ngay rất gần cô khi anh đang ngồi thẫn thờ ở cửa của một căn nhà thì đã thấy bóng đèn pin le lói từ phía xa. Anh đoán chắc chắn người tới đây giờ này chỉ có lệ bởi chỗ này chỉ duy nhất có cô biết mà thôi. Mặc dù hai ngày qua anh vẫn nhớ, anh vẫn yêu, vẫn thương nhưng một sự lạnh lùng của lệ khiến cho anh đau lòng. Anh chẳng dễ dàng gì mà chấp nhận được. Có đôi lúc sự hờn ghen và giận dỗi trỗi lên anh lại tự hỏi sự hy sinh của mình liệu có đáng không với một người vô tình như cô nhiều lúc anh cứ nghĩ hay là cứ mặc kệ đời anh chẳng muốn bận tâm tới bất kỳ một ai nữa cho dù là lệ hay là những cô gái trước đây và kể cả sau này nếu như có bị ông tùng bán đi thì cũng coi như là số phận của họ không may mắn vậy dù những suy nghĩ hẹp hòi ấy có đôi lần len lỏi vào trong đầu nhưng với bản tính tốt bộ của mình thì đấng chẳng dễ dàng mà bỏ cuộc Ban nãy thôi Anh thấy lệ đang dò dò từng bước tới đây Trong lòng anh Vẫn trỗi lên cái cảm giác chua xót Anh thấy xót khi đôi chân bé nhỏ của cô Đang mỏ mẫm trong đêm tối Để tiến tới đây Nhưng mà cái sự hờn ghen Ích kỷ vẫn xóa được những cảm xúc Của bấy giờ Thế nên Tuấn mới vội vàng đi xuống Mà trốn vội ở một gốc cây gần đấy Từ lúc lệ tới đây tới bây giờ Anh chứng kiến hết chứ anh biết cô đã khóc vì đau đớn đến cỡ nào. Nhìn sự thê thảm của cô hiện tại, anh mới chợt nhận ra, có lẽ nào anh đã quá vội vàng khi tin vào những lời mà cô nói. Anh cảm thấy ân hận vì những hành động bốc đồng của mình. Thế nhưng mà để tiến thêm một bước về phía cô thì anh vẫn chưa đủ can đảm. Đến tận bây giờ, khi mà lệ đã mệt nhoài chìm vào giấc ngủ, anh thấy bàn tay cô còn vài bông hoa lại thì dường như mọi kiên định của anh bị phá vỡ hết anh chẳng kịp nổi lòng mình nữa mà đi vào trong căn nhà thấy cô đang nằm trên sàn một mình đầy lạnh lẽo mà anh chẳng thể kiểm soát được hành động của mình tuấn lại lao về phía lệ anh ôm lấy cô mà điên cuồng hôn cô đầy mãnh liệt mặc dù chẳng có ánh đèn mặc dù đang là người đi vì mệt nhưng hơi thở này hơi ấm này của tuấn thì chẳng thể lạc vào đâu được trong đêm tối Lệ vẫn biết rõ người đang điên cuồng Hôn lấy mình chính là Tuấn Cô không phản kháng nữa Suốt mấy ngày qua Cô đã giả dối với cảm xúc của chính mình Chỉ một đêm này thôi Chỉ cần được sống thật với lòng mình Một đêm thôi Cho dù ngày mai cô phải chịu những sự đầy đọa Tệ mạt đến cỡ nào Cô cũng chấp nhận Lệ thả lỏng cơ thể mình Đôi tay cô đưa lên mặt Khẽ ôm lấy cổ anh Cô đáp lại nụ hôn đầy mạnh bạo Và vồn vã ấy tuấn vốn dĩ cũng chỉ như là những người đàn ông đơn thuần trước sự cám dỗ chết người cùng sự hưởng ứng của lệ nên khiến anh gần như phát điên lên mà không muốn có lấy một chút khoảng cách nào giữa anh và cô nữa có lẽ ánh sáng tình yêu là ánh sáng soi rõ nhất bởi trong đêm tối ánh sáng ấy vẫn có thể soi đường để họ lần tìm tới nhau tuấn thể hiện bản năng của một người đàn ông trước người mình yêu một cách mãnh liệt anh nhẹ nhàng mà dịu dàng dìu cơ tối biển tình mênh mông. Từng cơn sóng tình ồ ạt tiến tới, mang theo bao nhiêu chất chứa nhớ nhung cùng những sự tủi hờn giận dỗi của mấy ngày qua, dường như khi cơn lửa tình đang rực cháy thì những cảm giác giận hờn bao đau đớn dường như nhanh chóng mà xóa nhòa đi. Sau một đêm mệt nhoài trong cơn lửa tình dạo dực đầy khát khao, lệ tình giấc trong vòng tay của Tuấn, khi thấy anh nằm bên cạnh cô vẫn chưa thể tin được rằng anh đang ở đây với cô lệ tỉnh giấc cũng là vừa lúc tuấn tỉnh giấc anh đưa ánh mắt đầy si tình và bi lụy mà nhìn cô trong khóe mắt vẫn chất chứa đầy những sự đau đớn lần này chẳng thể nén lại cảm xúc của mình nữa cô ôm chặt lấy tuấn mà lại khóc nức nở bây giờ ngoài khóc ra cô cũng chẳng thể nói thêm được một lời nào hết bởi tất cả đã nghẹn ngào rồi tuấn cũng chỉ biết nằm cạnh ôm chặt lấy cô mà an ủi đừng khóc nữa anh đau lòng chỉ một câu nói đơn giản đó thôi nhưng mà có lẽ những đau đớn trong lòng của lệ cũng dần trở tan biến lần này tuấn lại khẽ thì thầm bên tai cô em tin anh đúng không lệ không phản kháng nữa có lẽ số phận đã sắp đặt cho cô để được gặp tuấn để cùng anh trải qua những cảm giác hạnh phúc xen lẫn những đau khổ của tình yêu Cuộc đời của cô dẫu sao cũng đã khổ rồi Cho dù là có thỏa hiệp theo ông Tùng Để lấy một người đàn ông khác mà cô chưa từng biết mặt Hay là cùng Tuấn chạy trốn khỏi nơi đây Thì cô cũng chẳng thể thoát khỏi sự khổ sở vây quanh Nếu đã chẳng thể thay đổi được số phận Chi bằng cô lựa chọn điều làm cô cảm thấy hạnh phúc Dù chỉ là ngắn ngủi Cả hai lại nằm cạnh nhau nếm trải những mật ngọt của tình yêu Cho đến gần trưa mới rời về Lúc cả hai cùng nhau từ vườn bước vào Thì bắt gặp Thành đang đi tới Lệ có chút hoảng sợ Nhưng rồi sự lo lắng của cô Chỉ là hão huyền Bởi Thành cũng chỉ khẽ gật đầu một cái Để chào họ Rồi anh ta rời đi nơi khác Có lẽ những chuyện trong căn nhà này Thành chẳng bận tâm tới bất kỳ điều gì cả Sau khi cả hai trải qua Một quãng thời gian đấu tranh tâm lý Nhưng vẫn chẳng thể nào buông bỏ được Tình cảm của lòng mình Thì không một ai tính tới chuyện rời đi nữa Lệ lần này cũng ngoan ngoãn mà kể hết mọi chuyện cho Tuấn nghe về những điều mà ông Tùng đã nói với cô mấy ngày trước. Cô cũng giải thích rõ những day dứt trong lòng mình khiến cho cô đau đớn về một nỗi lo sợ, sợ rằng ông Tùng sẽ lại làm hại đến Tuấn. Anh nghe đến đây thì chỉ biết đau lòng và thầm trách cô ngốc. Em thật là dại quá, giá như mà em nói với anh sớm thì mấy ngày qua đâu có phải bị dày vò như thế này. Lệ cũng chỉ biết lặng lặng cúi đầu Cô đưa ánh mắt ra xa Trong đầu dường như là trống rỗng Trong giây phút này Cô chỉ có thể cầu mong thời gian trôi chậm lại một chút Để những quãng ngày Cô được ở cạnh Tuấn sẽ dài thêm một chút Hoặc họa may Ơn trên soi xét Có thể ban cho cô một ân huệ Là thoát khỏi được cuộc sống tù đầy Ở nơi đây thì tốt biết bao Nhưng điều này cô cũng nghe rằng là khó khăn Bởi biết bao nhiêu người cũng đã bị ông tùng bán đi mà chưa từng một lần nào có tin tức gì cả rồi thì điều lo sợ của lệ cũng tới khi mà chỉ hơn một tuần sau đó ông tùng đã về đây lần này thì ông ta mang theo cơ số là váy vóc và cả trang sức nữa ông ta đưa hết cho lệ mấy thứ này cô nhớ mang vào tầm hai ngày nữa tôi sẽ đưa cô đi gặp người kia khi đấy nhớ thể hiện cho tốt vào còn không thì đừng trách tôi ác Lệ chỉ biết sợ hãi Tay cô run cầm cập Mà đón lấy những món đồ từ tay ông Tùng Lệ khẽ liếc mắt Cô nhìn ra phía góc sân Thấy Tuấn cũng đang đứng chôn chân ở đấy Trên khuôn mặt anh cũng đang trắng bệch Cô còn thấy rõ trên trán anh Dịn ra những giọt mồ hôi Có lẽ anh cũng đang lo sợ Không khác gì cô cả Suốt đêm hôm đó Lệ không thể nào ngủ được Bởi chỉ hai ngày nữa thôi Số phận cô không biết sẽ như thế nào cô trách ông trời sao mà cho cô quãng thời gian ở cạnh tuấn quá ít ỏi cô tự trách mình sao mà những ngày đầu khi mới tới đây cô không nhìn nhận tuấn tốt hơn một chút để có thể yêu anh sớm hơn để được bên anh nhiều hơn bây giờ khi đã đứng giữa ranh giới được mất thì lúc này lệ mới cảm thấy luyến tiếc cho quãng thời gian vừa qua cô đau khổ đau tới thất lòng bây giờ lại thêm ông tùng ở đây Cô cũng chẳng thể nào đi gặp Tuấn được Điều này càng làm cô thêm đau khổ Nhưng bây giờ đây Cô làm gì còn nước mắt mà khóc nữa Ngày hôm sau đó Dường như ông Tùng Không thể yên tâm Bởi ông ta lo sợ Lệ sẽ nghĩ quẩn mà bỏ trốn Hoặc lỡ như cô ta làm liều Mà kết thúc mạng sống của mình Thì coi như cuộc làm ăn lần này Của ông ta là công toi Thế nên ông ta cử hai gã to lớn Bậm trợn đứng ganh trước cửa phòng của lệ mà không cho cô bước ra ngoài suốt mấy ngày dài hôm qua lệ đã đau đáu về những lo lắng cho số phận mình bây giờ lại thêm cái cảm giác bị giam hãm tù đầy như thế này khiến cho lệ gần như phát điên lên cô cứ đứng ở trong phòng mà ra sức mở cửa nhưng cánh cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài cho dù là có dùng bao nhiêu sức lực cũng chẳng thể mở được tuấn đứng dưới sân nghe tiếng ầm ĩ ở trên phòng có lúc anh mượn cớ đi vào trong nhà để nhìn lên cánh cửa phòng thì biết cô bị giam lỏng. Điều này lại càng làm cho anh cảm thấy đau đến chua xót mà cảm giác bất lực này cứ vây lấy anh khiến cho anh đau đớn không thôi. Lệ gần như phát điên lên rồi. Đáng lẽ ra chỉ còn chút ít thời gian ngắn tranh thủ cạnh Tuấn cô muốn được xà vào lòng anh được ôm anh mà khóc nức nở nói hết những sợ hãi trong lòng mình nhưng mà bây giờ chỉ là có thể nhìn anh một giây phút ngắn ngủi thôi cũng không được cô sợ hãi sợ đến mức tuyệt vọng lệ đã kiệt quệ mất rồi suốt một ngày dài cô không ăn uống gì lại thêm những vật vã dày vò về tinh thần khiến cho cô chẳng đủ sức mà gắng ngượng được nữa lệ bắt đầu lảo đảo mà ngã dạp xuống sàn ngay khi nghe tiếng động mạnh ở bên trong phòng một tên canh giữ ngoài cửa hốt hoảng mở cửa ra thì thấy lệ đang nằm sóng xoài ở trên sàn nhà hắn ta hốt hoảng mà kêu lớn ông tùng ơi hình như cô ta có chuyện rồi tuấn đang ở ngoài vườn nhưng đôi tay anh lại đang hướng về phía căn nhà nghe thấy tiếng kêu thất thanh của gã đàn ông kia đôi tay của tuấn bắt đầu run lẩy bẩy anh chạy thật nhanh vào trong nhà và ngay lúc này anh thấy gã đàn ông kia cũng đang bế lệ đi xuống ông tùng thì lo lắng bởi ngày mai là đã đến ngày ông ta về giao người rồi nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này làm cho ông ta sợ sẽ mất đi cuộc làm ăn béo bở ông tùng hớt hải mà kêu tuấn lại gọi ngay một chiếc xe tới đây nhanh lên đưa cô ta tới bệnh viện chỉ một lúc sau thì đã có một chiếc xe tới tuấn không chờ đợi được nữa anh vội vàng bế thóc lệ lên mà đưa cô vào trong xe cái tình cảnh lúc này đang hỗn loạn và dối bời nên ông tùng thì đang lo lắng vì sợ mất tiền nên ông ta cũng chẳng kịp tinh ý mà nhận ra sự bất thường của tuấn ở cái vùng quê nghèo này để đi tới được bệnh viện cũng là một quãng đường khá dài suốt dòng đường đi tuấn chỉ biết thầm khấn ở trong lòng cầu mong trời phật che chở cho lẻ cầu mong cho cô không có chuyện gì dù trong lòng anh đang lo lắng lắm nhưng mà ngoài mặt anh vẫn phải cố gắng tỏ ra là một cách bình thường nhất cái cảm giác phải đóng kịch và giả dối với cảm xúc của chính mình thì còn gì là đau đớn hơn nữa. Lệ được đưa vào bệnh viện, cô được đưa vào phòng và chuyển nước bởi vì mấy ngày qua cô kiệt quệ, thế nên mới đổ bệnh ra như thế này. Có một điều kỳ lạ là ông Tùng không để cho Lệ nán lại bệnh viện lâu. Ngay khi cô vừa chuyển nước xong và tỉnh lại thì ngay lập tức ông ta cũng yêu cầu người làm đưa cô quay về nhà. Tuấn có chút lo lắng bởi anh sợ về nhà rồi lệ lại đổ bệnh nặng nhưng ông tùng đã ra lệnh thì anh phải buộc phải nghe theo đưa cô ta về tỉnh lại là được rồi nếu có chuyện gì thì gọi bác sĩ riêng tới nhà khi mà chiếc xe dừng lại ở sân thì trời cũng đã ngà dần về tối lệ lúc này đã tỉnh được một chút cô lê tấm thân mệt lả của mình và cố gắng bám vào cánh cửa xe để đứng cho vững lúc này thì ông tùng lại nhận được cuộc điện thoại của người đàn ông kia người đàn ông mà dự định sẽ mua lệ về làm vợ trong ngày mai nên ông ta phải vội vàng đi vào trong phòng riêng để nghe điện thoại hai tên đàn em của ông tùng cũng đang xách đồ đi lên phòng dường như bọn họ chủ quan rằng lệ vừa bệnh đang yếu nên không thể bỏ chạy được tuấn thì trong lòng đầy lo lắng nhưng mà anh chẳng dám làm gì cả bởi ở đây giữa bao nhiêu người anh sợ chỉ một sai sót cũng sẽ gây nguy hiểm cho lệ lệ mặc dù đang mệt mỏi đôi mắt cô mờ đục đi vì kiệt sức nhưng khi thấy chẳng có ai ở xung quanh đấy nữa thì cô vội vàng cố lấy hết sức bình sinh mà bỏ chạy về phía khu vườn ngay khi cô vừa quay lưng đi thì bắt gặp thằng dòm nhưng mà không hiểu sao lần này nó cố tình phớt lờ như không thấy cô mà đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài vườn ngụ ý bảo cô hãy nhanh chóng mà rời đi sau này thì cô mới biết Hóa ra là quãng thời gian trước Khi mà thằng dòm đi lại ở trong nhà Cũng vô tình mấy lần nghe được Những cuộc nói chuyện điện thoại của ông Tùng Về cuộc buôn bán người Thành ra từ dạo đó Nó cứ đem lòng sợ hãi về chính người Mà nó đang gọi là ông chủ Ngay cả khi nó là mờ đoán ra được Lệ cũng là một trong số những cô gái Để ông Tùng giao bán Thì nó mới trỗi lên Cái tình thương đối với cô Nên lần này thế lệ đang tìm cách bỏ trốn thì nó cũng đành nhắm mắt làm ngơ coi như là cho cô một cơ hội để tìm lấy sự tự do lệ cứ thế cố gắng hết sức mà đi vào sâu trong khu rừng cô chạy thật nhanh mà không dám ngoảnh đầu lại cho tới khi cô đặt chân lên cái căn nhà gỗ thì cô mới yên tâm được phần nào rằng mình đã thoát thân bởi chỗ này chỉ duy nhất có cô và tuấn biết mà thôi cô dự định sẽ trốn ở đây Nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất khi mà ông tùng đổ xô đi tìm cô không thấy thì cuộc mua bán kia cũng phải hủy bỏ việc của cô là cứ trốn ở đây rồi sẽ tìm một thời cơ thích hợp để trốn ra ngoài hoặc cũng biết đâu tuấn sẽ ăn đến đây và cứu cô ra bởi mang theo cái niềm tin mãnh liệt ấy mà lại yên tâm nằm cuộc xuống sàn thiếp đi lúc nào không hay hai tên đàn em của ông tùng sau khi Quay lại ra sân đã không thấy lệ đâu Bọn họ sợ hãi đến tay xanh mặt mày Một tên trong hai kẻ đấy Hét toáng lên Hỏi thằng giòm Mày thấy cô lệ đi đâu không Thằng giòm vẫn làm ra vẻ ngây thơ mà lắc đầu Em không biết Em ở miết trong nhà chứ có ra ngoài đâu Mà biết Bọn họ sợ hãi đi lại Tuấn Để hỏi Nhưng anh cũng chỉ lắc đầu Ngay khi bọn họ đang hỗn loạn để tìm kiếm tung tích của lệ thì ông Tùng từ trên phòng đi xuống Ông ta cứ tưởng là Lệ đã đi lên phòng nghỉ rồi Nhưng khi thấy thái độ sợ hãi Của hai tên đàn em Thì ông ta mới trợn mắt lên Chúng mày có chuyện gì đấy Hai tên kia Lấm lét nhìn nhau sợ hãi một lúc Rồi mới run run trả lời Hồi nãy chúng tôi đưa đồ lên phòng Mà quay lại không thấy cô Lệ đâu nữa Ông Tùng dường như phát điên lên Ông ta hét lớn Trời ơi Mấy thằng ngu giờ này còn đứng đây làm gì nữa, mau tỏa ra kiếm nó ngay cho tao. Hai tên kia ngay lập tức gọi điện cho mở đám nữa. bọn chúng tỏa nhau ra mà chạy khắp các nẻo đường để tìm kiếm. Ông Tùng thì vẫn đứng trên bậc thềm hét lớn, điều thêm người và tìm nó cho tao. mới đây nó chưa thể chạy đi đâu xa được, nhanh lên, nhanh lên. Ông Tùng gần như phát điên lên, bởi miếng mồi đã tới miệng, còn để cho vuột mất. Gã đàn ông mua lệ là một kẻ có máu mặt Nếu như ngày mai không có lệ xuất hiện Thì ông Tùng đã đắc tội lớn với gã kia rồi Vừa là mất tiền Vừa là mất uy tín làm ăn Nên ông Tùng lại càng học tốc Thúc giục mọi người đi tìm lệ Ngay cả những người làm trong nhà Cũng được yêu cầu dừng tay Mà giải ra đi tìm cô cho bằng được Mãi đến tận nửa đêm rồi Nhưng vẫn không tìm thấy cô Đám người của ông Tùng mang tâm trạng sợ hãi Mà quay về Ông Tùng điên tiết tới nỗi mà không ngừng chút những trận đòn lên đám người kia cho hả giận lệ nằm thiếp đi cho đến gần nửa đêm cô mới tỉnh trước khi cô ngủ cô có đinh ninh rằng khi cô mở mắt ra sẽ thấy tuấn bên cạnh nhưng mà bây giờ xung quanh cô chỉ là màn đen tối om và tuấn cũng chẳng thấy ở đâu hết cô tự trấn an mình rằng chắc là tuấn đang kẹt ông tùng nên chưa tới được cô kiên nhẫn chờ đợi thêm biết đâu ngày mai khi trời sáng Tuấn sẽ xuất hiện bên cô Cũng không hiểu là ông trời Nghe thấy lời khẩn cầu của cô Hay là do Tuấn nóng lòng đi tìm cô Mà khi trời vừa mờ sáng Cô đã thấy Tuấn lọ mọ trèo lên căn nhà Thấy anh Cô đã lao lại ôm chầm lấy anh Cô sợ hãi Suốt một đêm qua em ở một mình em sợ lắm Tuấn khẽ ôm lấy lệ Anh nhẹ nhàng mà vỗ về cô Được rồi có anh đi rồi Bây giờ thì đi theo anh lên nhanh nào lệ có chút thắc mắc bởi bây giờ thì đi đâu được cô đoán chừng tầm này bọn đàn em tay chân của ông tùng đang vây kín ở căn nhà hoặc cũng là đang giải khắp nơi tìm cô nên đi đâu được bây giờ lệ đem cái sự thắc mắc của mình mà hỏi tuấn đang nguy hiểm thế này mà đi đâu được không sao hết tám người của ông tùng đã đi hết rồi quay về thu dọn đồ đạc rồi đi với anh thấy tuấn khẳng định như thế thì lệ thêm yên tâm mà nắm lấy tay tuấn để anh dìu cô bước xuống tuấn vẫn nắm chặt tay của lệ mà dẫn cô đi về phía nhà nhưng có lẽ điều khiến cô không thể nào ngờ tới là khi vừa vào tới sân thì tuấn đã nắm chặt lấy hai tay của cô mà kéo về phía sau lệ chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo cô đi vào trong nhà không khác gì là một tên tội phạm từ bên trong ông tùng và cả đám người đang ngồi ở phòng khách thấy tuấn xuất hiện cùng lệ thì ông Tùng vui mừng tới nỗi mà phải đứng dậy vỗ tay khen ngợi. Cậu làm tốt lắm, xong vụ này chắc chắn tôi sẽ thưởng to cho cậu. Lệ chết trận, cô đưa đôi mắt sững sờ mà nhìn Tuấn, cô sốc tới nỗi mà không thể thốt nên lời. Trong miệng cô chỉ kịp lắp bắp vài ba tiếng, sao, sao anh lại làm như thế? Tuấn giữ bộ mặt lạnh lùng đến rừng rưng, anh không biểu lộ chút cảm xúc nào ở trên khuôn mặt. Ông Tùng thì dường như tức tối, trước sự bỏ trốn của lệ ông ta tiến lại mà bóp chặt lấy cổ cô còn khốn này mày nghĩ là mày có thể trốn được khỏi tao sao tao niệm tình ngày hôm nay phải giao mày cho gã kia nên tao mới tha cho mày một trận đòn còn nếu không hôm nay mày cũng chẳng sống nổi với tao đâu ngay đến khi mà lệ cảm thấy dường như muốn tắt thở thì ông tùng mới buông tay ra có lẽ cái cảm giác đau đớn này không đau bằng trong trái tim cô khi mà tuấn lại đột nhiên quay lưng với cô như thế cho dù có suy nghĩ hàng nghìn lý do thì cô cũng chẳng thể tìm được lý do nào cho việc sau một đêm mà tuấn lại quay lưng với cô như vậy qua cuộc nói chuyện qua lại giữa tuấn với ông tùng thì cô mới biết là tuấn đã nhận lời với ông tùng sẽ đi tìm lệ với điều kiện là sẽ nhận được một số tiền lớn không lẽ nào cô đã nhìn nhầm người hay sao không lẽ tuấn vì những đồng tiền dơ bẩn của ông tùng mà dám đánh đổi tình yêu anh ta đã cho rằng là chân thật. Mọi suy nghĩ trong đầu khiến cho đầu của Lệ đau đến muốn vỡ tung ra. Cô đau đớn đưa mắt đầy căm hận mà nhìn Tuấn. Khi này, anh mới ghé sát tai bên cô mà thì thầm: "Thứ tôi muốn ở cô cũng có được rồi, thì tôi cần gì nữa mà lưu luyến? Thời gian trước cô cũng định bỏ tôi rồi còn gì? Cô nghĩ tôi lưu luyến gì trước một con đàn bà như cô?" Lệ gần như là gục ngã. Cô không thể tin tưởng những lời nói vũ phàng này Thốt ra từ miệng của một người đàn ông mà cô yêu thương Cô không tin Cô không tin đây là sự thật Có chết cô cũng chẳng thể nào tin nổi người đàn ông Mà cô thật tâm trao tình cảm này Có thể đâm hàng ngàn nhát dao vào trong trái tim của cô như thế này Lệ chẳng có nhiều thời gian mà đau đớn nữa Bởi vì ung tùng cũng đang gấp rút để đưa lệ tới chỗ gã đàn ông kia Bởi lần này Tuấn lập được thành tích lớn Thế nên ông Tùng cũng yên tâm mà giao phó Cậu lên xe đi cùng tôi Vụ này mà cậu làm tốt Thì tôi sẽ không để cho cậu thiệt đâu Tuấn nhanh chóng tỏ ra ngoan ngoãn Mà vâng dạ nghe lời ông Tùng dăm dắp. Tuấn ngồi lên xe Anh ngồi cạnh bên lệ Nhưng cô căm ghét anh Mà bài xích để anh ra xa Cô đưa ánh mắt đầy căm hận Mà nhìn Tuấn Cô ghé sát tay anh Khẽ giết trong khẽ răng từng lời đầy cay nghiệt Tôi thà gả cho một lão già Còn hơn gắn bó với loại người đầy ghi tẩm như anh Tuấn vẫn trưng ra bộ mặt thở ơ Anh dường như chẳng quan tâm đến những điều mà lại nói Nhìn điệu bộ của Tuấn bây giờ Chẳng khác gì là một kẻ hám tiền cả Lẽ lúc này đã quá sốc Và quá đau đớn rồi Cô chẳng còn nước mắt mà rơi nữa Cô ngửa mặt lên trời Cố hít một hơi thật sâu Mà đành buông xuôi chấp nhận số phận cay đắng của mình Chiếc xe cứ chậm chậm đi thẳng về phía biên giới, bây giờ thì Tuấn mới hiểu vì sao ông Tùng lại chọn mua đất ở vùng quê nghèo nàn này, hóa ra là vì quê của anh giáp với biên giới để thuận tiện cho việc mua bán của ông ta. Khi chiếc xe dừng lại, Lệ đã nhanh chóng bị Tuấn dẫn ra phía trước. Lệ càng cố phản kháng thì Tuấn càng cố nắm chặt tay lại, khiến cho cô đau điếng. Từ phía xa, một chiếc xe hơi cũng đang tiến tới, cánh cửa mở ra là một gã đàn ông tuổi trung niên nghe giọng nói lơ lớ của lão ta thì đích thị là người đã gọi điện thoại cho ông tùng lần trước gã ta bước xuống nở một nụ cười đầy ghê tởm hắn tiến tới dừng trước mặt của lệ mà nhìn ngắm hắn đưa đôi bàn tay bần thỉu của hắn sờ lên khuôn mặt thanh tú của cô mà không ngừng cảm thán rất tốt hàng này ngon tôi rất hài lòng ông tùng thì đang cười hiếp mắt bởi món hời sắp tới Gã đàn ông kia ra hiệu cho đàn em Mở cốp xe Xách theo hai vali Gã ta hắng giọng mà nói với ông Tùng Tiền tôi để ở trong này Ông kiểm tra, nhận tiền rồi giao người cho tôi Ông Tùng lúc này thì tỏ vẻ khúm núm Chứ không còn oai phong như khi ở nhà Có lẽ thế lực của gã đàn ông này quá lớn Khiến cho ông Tùng cũng phải sợ Ông ta cứ xoa xoa tay vào nhau Mà nói những lời đầy thảo mai Có gì đâu mà phải kiểm tra Mọi việc mà ông đã làm là tôi hoàn toàn yên tâm. Nói rồi thì ông Tùng ra lệnh cho đàn em cầm hai vali tiền để vào trong xe, nhưng thật bất ngờ, ngay lúc này có tiếng súng vang lên, là tiếng súng bắn chỉ thiên khiến cho tất cả mọi người đang đứng đấy đều giật mình lên vì sợ hãi, và sau đó là tiếng phát ra từ chiếc loa. Tất cả đã bị bao vây. Sau giọng nói đầy đanh thép là một lực lượng lớn công an đã tiến lại tạo vòng vây xung quanh đám người này Ông Tùng lúc này sợ hãi Ông ta trở nên bấn loạn Bởi trường hợp này Ông ta chưa tính tới Gã đàn ông kia trông bậm trợn là thế Nhưng khi thấy công an Cũng đành run rẩy mà đầu hàng Lão ta la bắp Đừng bắn, đừng bắn Là ông Tùng dụ tôi mua bán Lực lượng công an dần tiến lại gần Vòng vây đang bị siết chặt Mỗi lúc, mỗi chặt hơn lần lượt từng tên đàn em của ông tùng và cả gã đàn ông kia đều bị gỏng tay lại ngay lúc này thì thành xuất hiện trong bộ đồ công an ông tùng lúc này mới sốc đến ngã ngửa khi không ngờ rằng trong nhà mình trước nay lại có công an mật phục thành khẽ cười mà tiến lại phía ông tùng ông không ngờ đúng không ông không ngờ là con cáo già như ông cũng có ngày về xa lưới phải không ông tùng sốc tới nỗi mà cứng miệng ông ta chỉ kịp ú ớ mà thốt lên mày mày nói rồi thì ông ta đưa mắt nhìn về phía tuấn thành lúc này mới chậm rãi tiến lại phía tuấn chìa ra và bắt tay anh cảm ơn anh đã hợp tác ông tùng lại thêm một lần nữa sốc nặng bởi ông không ngờ trong nhà lại chứa một đám nuôi ong tay áo ông ta không nghĩ những biểu hiện của tuấn mấy ngày nay chẳng qua là chỉ để qua mặt ông ta ông ta cố suy nghĩ không biết từ bao giờ mà thành với tuấn lại cấu kết với nhau để cho ông ta phải xa lưới như thế này ông tùng dường như bị dồn vào đường cùng với cái tội này mà nếu bị công an bắt thì chắc chắn ông ta cũng ở tù mọt công mà sợ rằng cũng chẳng có ngày về lại thêm ông ta thêm một lần điếng người khi nhận lại sự phản bội của tuấn khiến ông ta điên tiết ông tùng khẽ nắm chặt vào thắt lưng trong thoáng chốc một cách nhanh chóng Ông ta rút con dao mà tiến lại phía lệ Ông ta cứ điên cuồng dơ dao lên Và đâm xuống cho hạ cơn giận ngay lúc này Nhưng khi con dao đã cắm ngập vào bờ vai của Tuấn Thì ông Tùng cũng ngay lập tức bị còng tay lại Bởi hành động của ông ta quá bất ngờ Nên không ai phản ứng kịp Cũng may là có Tuấn đứng cạnh Đã đỡ cho một nhát dao cho lệ Lệ lúc này thì mới hiểu được rằng Cô đã trách nhầm Tuấn Trong giây phút nguy hiểm nhất Anh vẫn yêu mà đánh đổi để bảo vệ cho cô Lẽ lúc này mới đau đớn mà bật khóc Cô cứ giữ chặt lấy cánh tay đang chảy đầy máu của Tuấn Mặc dù Tuấn đang mất nhiều máu Khuôn mặt đã trắng bệch đi Nhưng anh vẫn cố thì thào Em đừng khóc Có anh ở đây rồi mà Tuấn chẳng kịp trụ vững nữa Anh bắt đầu lảo đảo Trước khi anh ngất đi Anh chỉ kịp nói với Lệ một lời xin lỗi Tuấn nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu Lệ cũng khóc mà vội vàng chạy theo Cô lúc này mới thấy hối hận vì cô đã không đủ niềm tin với anh. Vừa ban nãy khi cô không kiềm chế được cảm xúc của mình và thốt ra những lời đầy cay nghiệt với Tuấn, anh được nhanh chóng đưa vào bệnh viện xử lý vết thương, còn lẽ là nhân chứng trong vụ án lần này nên cô được điều về trụ sở công an để lấy lời khai. Mặc dù phải tới công an, nhưng trong lòng của cô cứ lo lắng bởi không biết tình trạng của Tuấn như thế nào rồi. Khi lệ vừa bước vào phòng lấy lời khai Thì vừa hay cũng gặp bác Nam ở đấy Lúc này lệ mới vội vàng mà hỏi Han Bác đi đâu thời gian qua vậy Cô Thoan chờ bác mãi đấy Nói từ đây thì bác Nam rơm rớm nước mắt Khi nghe lệ nhắc tới cô Thoan Bác Nam lúc nào mới phân trần Bác bị ông Tùng đưa ra biên giới Để dẫn người qua bên đó Bác không ngờ ông ta lại đưa bác làm con tốt thí mạng Lần đấy bác bị công an bên kia bắt nhưng thật may là bác đã được công an bên mình cứu về đây giờ thì lệ đã hiểu được lý do vì sao ông tùng chỉ tuyển những người sống một mình bởi vì dẫu cho họ có vấn đề gì thì cũng chẳng có người thân để mà tìm tới khi đấy ông ta sẽ bớt đi được một sự rắc rối khi hai người đang trò chuyện thì một đồng chí công an bước vào anh ngồi xuống thận trọng lấy lời khai của lệ khi nghe cô kể về lý do mà cô phải theo ông Tùng về đây thì đồng chí công an khẽ thắc mắc. Trong những hồ sơ mà chúng tôi điều tra được với ông Tùng thì gia đình cô không có khoản vay nào từ ông ta cả và ông ta cũng vừa khai là cô bị mẹ kế gả bán cho ông ta mà thôi. Những chuyện tệ mặt mà trước đây mẹ kế đã đối xử với cô là không ít nhưng cô không thể nào ngờ bà ta lại là người táng tận lương tâm đến như vậy. Cô có chút hụt hẫng Cô không biết là mình đã làm gì sai Để mà bà ta lại ghét bỏ cô đến như thế Đồng chí công an nhìn thấy Sự đau buồn trong đôi mắt của Lệ Nên anh ấy cũng an ủi Cô ghi yên tâm Sai tới đâu chúng tôi sẽ sửa tới đó Đảm bảo đúng người đúng tội Không bỏ sót một ai Tâm trạng của Lệ đang trùng xuống Thì cô nhận được thông báo rằng Tuấn đã tỉnh lại Rất may vết thương của anh không quá nghiêm trọng Lệ được phép tới bệnh viện Để chăm sóc cho Tuấn thấy anh đang nằm thiếp đi trên giường bệnh cô đau lòng tới nỗi mà chỉ nắm chặt tay anh mà và áp vào má của mình giọt nước mắt của cô lại khẽ rơi rơi vào bàn tay của tuấn anh lúc này đã tỉnh lại khẽ cười mà trêu chọc cô chứ không phải hồi sáng có người căm ghét anh tới nỗi không theo nhìn mặt à lệ cảm thấy xấu hổ mà trách móc ai bảo anh không nói trước với em đùng một cái trở mặt như thế người ta hiểu lầm là đúng rồi nếu anh không làm như vậy thì chắc gì em đã hợp tác mà diễn cho đạt như thế chứ lần này công đầu là thuộc về em đấy lệ xấu hổ về sự trêu chọc của tuấn cô đánh nhẹ anh một cái nhưng tuấn lại la lên oai oái ôi trời anh đau mà sao mà đánh người bệnh như vậy chứ lúc này thì thành cũng vừa bước vào anh cảm thấy buồn cười trước tình huống vừa nãy thành ngồi xuống hỏi han về vết thương của tuấn anh thấy sao rồi tuấn cũng khẽ gật đầu rồi trò chuyện với thành qua những gì mà hai người nói thì lệ mới biết được là công an đã theo dõi chuyên án này từ lâu và thành là người được cử vào nhà ông tùng để điều tra mọi việc thời gian đầu thì khá là vất vả bởi một mình thành không có tìm hiểu được thông tin nhiều sau này khi thành phát hiện ra tuấn là người tốt và cũng có ý định cứu lệ ra khỏi đây nên thành đã làm liều mà tiết lộ thân phận của mình ra cho tuấn biết Thật may là Tuấn đã hợp tác cùng anh để thực hiện kế hoạch này thật hoàn hảo. Có lẽ điều làm lệ ngạc nhiên nhất là người đã giúp Thành đưa thông tin liên lạc ra bên ngoài chính là thằng Dòng. Từ ngày được học hành, nó nhận ra được đâu là đúng sai mà biết suy nghĩ để làm những điều đúng đắn. Điều làm lệ cảm động nhất chính là khi Tuấn biết công an sẽ mở cuộc truy bắt nhóm buôn người này thì Tuấn đã xin tình nguyện được tham gia với vai trò là tay chân của ông tùng mà mục đích chính của anh là để bảo vệ lệ một cách an toàn nhất đó cũng chính là lý do mà anh luôn cứ đi kè kè bên cạnh cô không rời nửa bước khi nghe đến đây thì lệ cảm động tới nỗi mà ôm chầm lấy anh nói lời xin lỗi vì đã trách nhầm anh tuấn chỉ khẽ cười mà an ủi cô không có gì cả tất cả là vì anh yêu em thành lúc này cũng vui mà thông báo với tuấn rằng những cô gái mà trước đây bị ung Tùng bán đi Cũng đã được giải cứu về hết Và hiện tại bọn họ đã được an toàn Tầm 2 tuần sau Thì Tuấn được xuất viện Anh cùng Lệ và bác Nam quay về nhà Căn nhà của ung Tùng hiện tại Đã bị niêm phong để điều tra Nên bác Nam Quay về căn nhà cố Cô Thoan ngay khi thấy bác Nam Đã vội ôm lấy ông Mà khóc trong sự vui mừng Cô Thoan không ngừng rối rít Mà cảm ơn Tuấn đã giúp cô đưa bác Nam quay về. Một thời gian sau đó, thì lệ nhận được tin rằng mẹ kế của cô cũng bị bắt bởi bà ta mua bán người trái phép, mà lý do là vì bà ta nợ nần quá nhiều nên mới tìm cách mà bán lệ đi để lấy tiền trả nợ. Vì số nợ đó mà căn nhà cũng phải bán đi để trả, nên cô em gái chuông hoa của lệ cũng chẳng có chỗ để đi về nữa. Nó có gọi điện kêu khóc với lệ, nhưng cô chẳng bận tâm nữa bởi mẹ con cô ta đã dành cho cô quá nhiều sự đau khổ rồi còn số tiền ít ỏi mà bố cô nhờ người gửi lại cho lệ trước khi mất thì lệ dùng để trang trải cho việc học còn giang dở suốt quãng thời gian lệ đi học thì tuấn cũng theo cô lên thành phố để làm thêm mà kiếm tiền lo cho cuộc sống của lệ chỉ một thời gian ngắn sau đó thì lệ tốt nghiệp nhưng ở nơi thành phố này đã mang đến quá nhiều đau thương cho cô nên cô quyết định về lại nơi miền quê nghèo của tuấn lệ xin làm giáo viên ở nơi đấy cô muốn đem quân chữ cho những em nhỏ thiệt thòi nơi đây về phần tuấn thì anh sau một thời gian ở thành phố cũng đã học làm nghề mê che đan được sự giúp đỡ của nhiều người mà anh cũng thành lập được nhóm làm nghề mang lại việc làm cho những người ở nơi đây một thời gian sau có một đám cưới nhỏ diễn ra ở xóm nhỏ đó là đám cưới của lệ và tuấn hai người sau khi đã ổn định công việc thì đã quyết định tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của mọi người nơi đây. Thành cũng xuất hiện trong đám cưới với bó hoa tươi thắm mà chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Nhờ sự giúp đỡ của Thành mà Tuấn cũng mua lại được miếng đất nơi vườn tràm. Anh xây một căn nhà cấp 4 nhỏ bên cạnh căn nhà gỗ như để lưu lại kỷ niệm tình yêu giữa hai người. Chiều nay lệ ngồi vút ve cái bụng bầu to vượt mặt cô nhìn lên tấm ảnh cưới sau lại nhìn sang Tuấn đang ngồi gấp quần áo trẻ con mà khẽ cười cô thầm cảm ơn số phận đã không quá vũ phàng với cuộc đời của cô để cho cô được gặp Tuấn và có được hạnh phúc như bây giờ một cơn gió khẽ thổi qua lệ hít một hơi thật sâu căng tràn lòng ngực cô cảm thấy cuộc sống bây giờ của cô thật yên bình và hạnh phúc quý vị và các bạn thân mến câu chuyện đã khép lại ở đây rồi theo dõi diễn biến của câu chuyện ban đầu ta cứ tưởng rằng tuấn sẽ buông xuôi bất cần mọi thứ khi mà mang phận mồ côi lại thêm mối tình đầu lỡ dở thế nhưng con người ta không thể sống mãi với những ngoài niệm ở cái nơi chứa đầy những điều bí ẩn và nghi kỵ trong khu dinh thự của ông tùng với những gì mà tuấn chứng kiến anh đã không thể làm lơ và từ chỗ cảm thương tuấn đã thực sự yêu thương người con gái cũng có thân phận không kém phần bất hạnh ánh sáng của tình yêu đã giúp anh làm nên những điều mà có lúc ta cứ ngỡ đó là điều không tưởng đúng là ánh sáng của tình yêu là ánh sáng soi rõ nhất bởi trong đêm tối ánh sáng ấy vẫn có thể soi đường để cho những con người yêu mến nhau đến với nhau và làm nên những điều tuyệt vời phải không quý vị và các bạn Nhân lệ cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.